Phạm Tranh chạy vọt tới, trong tay không biết từ lúc nào lại có một viên gạch tấm, hung hăng đập vào phía sau lưng Khâu Tự Phong. Y hai mắt đỏ bừng, phỏng chừng cũng bị cử chỉ bạo lực của Khâu Tự Phong kích động máu trong người, hoặc là lại coi Khâu Tự Phong thành hạ tưởng, dù sao trạng thái cũng như điên cuồng. Điên thì điên, thời đại này, ai sợ ai? Có lúc gặp chuyện, chỉ dùng võ mồm để kháng nghị không tác dụng, đã động phải động thật, bởi vì có chút mặt hàng rác rưởi, không hành hung một trận, y không biết cái gì gọi là sức mạnh. Hạ tưởng còn chưa động thủ, lại nhìn thấy một người xông đến, trong tay cầm một đồ vật dài dài, nhẹ nhàng đập một phát lên người Phạm Tranh. Một trận tia điện hiện lên, Phạm Tranh liền giống như mắc bệnh co giật cả người co giật nằm trên mặt đất. Phó Tiên Tiên nhẹ nhàng và khéo léo vỗ tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm đi. Rất giỏi, Hạ Tưởng vẫn chưa kịp giơ ngón tay cái lên với Phó Tiên Tiên, đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên. Sao lại có người nằm trên đất thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tưởng trong lòng chấn động, thủ tướng đến rồi. Trên đất có hai người đang nằm, một người co giật, một người máu chảy đầy mặt, trường hợp rất bất nhã, càng bất nhã là, Phó Tiên Tiên khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, lại cầm một cây côn điện dài, mặt lộ vẻ dương dương tự đắc khi thắng lợi, dưới sự so sánh mãnh liệt, làm cho người khác không khỏi nảy sinh tà ác. Hơn nữa, lại là ở trước cửa nhà họ Phó. Nếu là người khác đến thì đã đành, đừng nói là Phó Tiên Tiên lơ đễnh, ngay cả Hạ Tưởng cũng không để trong lòng, hiện tại là xã hội mới rồi, nếu là cổ đại, cổng nhà vương gia công hầu quyền cao chức trọng nào lại không từng xảy ra việc đánh nhau. Rất bình thường. Chỉ có điều, tuyệt đối thật không ngờ lại là sự xuất hiện của Thủ tướng. Sự xuất hiện bất ngờ của Phạm Duệ Hằng cũng đã đủ làm cho Hạ Tưởng kinh ngạc, không ngờ Thủ tướng cũng không mời mà đến tin rằng Phó Tiên Phong sẽ không trong lúc mời cả hắn, Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, lại mời cả Thủ tướng đến nhưng vừa nghĩ cũng liền nghĩ thông. Thủ tướng thường làm một vài chuyện bất ngờ, đột nhiên tò mò muốn đi thăm bệnh tình của ông cụ Phó, cũng là cử chỉ thân dân của Thủ tướng quan tâm đến lãnh đạo trưởng bối. Nói thật, Hạ Tưởng và Thủ tướng có khoảng hơn một năm chưa gặp mặt chính thức, từ sau sự kiện Tỉnh Tề, giữa hắn và Thủ tướng không gặp mặt, không liên lạc, cơ bản xa lạ đến mức giống người qua đường. Sự xuất hành hôm nay của Thủ tướng, người đi theo không nhiều, biện pháp bảo an cũng không đến mức nghiêm khắc đến độ người không phận sự phải tránh lui, bên người chỉ có giam ba người đi cùng mà thôi. Có lẽ là tò mò, hoặc có lẽ là đoán được gì, Thủ tướng đi đến gần, tự mình cúi người đỡ Cao Kiến Viễn lên. Thân thiết nói. Sao lại không cẩn thận ngã thế? Lúc đi đường phải nhìn rõ dưới chân có gì mới được bước, nếu không ngã đến mức đầu rơi máu chảy, cũng không thể trách đường không bằng phẳng, chỉ có thể trách mắt bản thân không tốt. Hạ Tưởng vốn nghĩ gặp mặt Thủ tướng sẽ có một sự mở đầu xấu hổ, không ngờ vừa nghe lời của Thủ tướng, suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, càng buồn cười hơn nữa là Phó Tiên Tiên, vốn dĩ là cô làm việc xấu, dùng điện làm ngã Phạm Tranh. Vừa thấy Thủ tướng lộ diện, cô vội lén lút đem côn điện trong tay nhét vào tay Khâu Tự Phong. Làm việc xấu xong, còn không quên nháy mắt với Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, tay cầm hung khí, ném cũng không được, giấu cũng không xong, chỉ có thể che sau lưng. Mai Hiểu Lâm cũng đứng yên tại chỗ, đối với hành động vừa nãy Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng vì cô mà ra tay, cảm thấy vui mừng, ánh mắt thâm tình nhìn Hạ Tưởng một cái. Chỉ đáng tiếc ánh mắt của Hạ Tưởng đã dừng trên người Thủ tướng. Thủ tướng tóc hơi lộ hoa râm, mặc một chiếc áo bông màu xám cực kỳ bình thường, đôi giày da ở chân cũng đã cũ. Nếu không phải mỗi ngày đều lộ mặt trên TV, đi trên đường, bất cứ ai cũng không thể tin ông ta chính là Thủ tướng của một đất nước rộng lớn. Thủ tướng cũng thú vị, sau khi đỡ Cao Kiến Viễn lên, những người đi theo xung quanh liền đỡ Cao Kiến Viễn sang một bên, ánh mắt của ông ta lại dừng lại trên người Phạm Tranh. Dường như là sau một chút chần chừ, ông ta coi như không nhìn thấy, quay người lách qua, lập tức đi tới chỗ mấy người Hạ Tưởng. Đầu tiên đứng trước mặt Hạ Tưởng, cố ý nhìn Hạ Tưởng từ trên xuống dưới vài lần, hơi xúc động nói. Hạ Tưởng, từ biệt một thời gian, không ngờ hôm nay lại gặp mặt. Hôm nay tôi đến thăm cụ Phó, là nhất thời tâm huyết dâng trào, không ngờ gặp cậu, tốt, rất tốt, chuyến đi này không tệ. Lúc nói chuyện, tay của Thủ tướng đã giơ ra. Hai tay của Hạ Tưởng nắm lấy tay của Thủ tướng, cảm nhận được hình tượng bình dân hiền lành và làm người khác kính trọng, dường như trong giây lát hắn quay về trước kia. Năm đó còn trẻ áo xanh lam mỏng bạc, tin rằng tất cả mọi điều tốt đẹp, tin rằng các nước tư bản chủ nghĩa đều sống trong nước sôi lửa bỏng,
Có điều thất thần chỉ trong giây lát, lúc hắn quay về hiện thực, chỉ cung kính mà không mất đi sự khách khí nói. Chào Thủ tướng, có thể gặp mặt Thủ tướng, trực tiếp nghe Thủ tướng dạy bảo, đối với tôi mà nói là một việc vô cùng vinh hạnh. Câu trả lời của Hạ Tưởng vừa khách khí vừa xa cách. Thủ tướng mặt không biến sắc, vẫn thản nhiên như cũ mỉm cười. Công việc và cuộc sống ở lĩnh Nam tốt chứ? Người phương Bắc đến phương Nam sinh sống, luôn phải thích ứng một khoảng thời gian, cậu còn trẻ, năng lực thích ứng mạnh, tố chất cơ thể tốt, chắc chắn có thể thích nghi với cuộc sống có tiết tấu nhanh. Hy vọng cậu ở lĩnh Nam không ngừng cố gắng, cống hiến cho sự an định chính trị, đoàn kết xã hội ở lĩnh Nam. Đặc biệt nhắc đến vấn đề an định chính trị và đoàn kết xã hội, mà không nhắc đến phát triển kinh tế, lời của Thủ tướng đầy thâm ý, Hạ Tưởng nghĩ rằng sự dạy bảo của Thủ tướng đến đây là dừng, không ngờ Thủ tướng thật là quan tâm đến hắn, vừa gặp mặt liền nói không dứt. Lĩnh Nam là khu vực phát triển nhất cả nước, cũng là Nam Cương của Tổ quốc, lưng quay về hướng Nam mặt hướng Bắc. Cậu ở lĩnh Nam, đừng giới hạn ở một tỉnh, phải có ánh mắt phóng ra toàn quốc. Nhất cử nhất động của lĩnh Nam, đều sẽ là tiêu điểm của toàn quốc. Cậu nhận chức ở lĩnh Nam, nếu không sợ gian nan, dũng cảm hướng về phía trước, phải dám đổi mới cải cách, có dũng khí xung phong lên trước. Lời của Thủ tướng rất có hàm nghĩa, ám chỉ rất nhiều, Hạ Tưởng chỉ có thể gật đầu liên tục, quả thực không biết nói gì. Hắn cũng biết rõ, hoặc là trong sự kỳ vọng của Thủ tướng. Hắn đảm nhiệm chức ở lĩnh Nam có thể cùng Tôn Tập Dân vứt bỏ hiểm nghi trước mắt, dắt tay cùng tiến, trong việc gia nhập bộ của Trần Hạo Thiên, đạt đến một sự nhất trí nào đó. Cảnh tượng cũng ít nhiều có chút cổ quái, Thủ tướng nắm lấy tay Hạ Tưởng không buông, vừa gặp mặt liền nói không ngừng, không nói đến Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm đang đứng cung kính một bên, thậm chí Phó Tiên Tiên cũng lặng lẽ núp ra đằng sau, chính là đằng xa Phạm Tranh còn đang nằm trên đất không ai quan tâm, dưới sự so sánh rõ ràng mà mãnh liệt như vậy. Quả thực làm người ta kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ sợ trong thời gian Thủ tướng đảm nhiệm đi nước ngoài hơn 10 năm, chưa bao giờ có cảnh như hiện tại. Phạm Tranh đáng thương, thân từng là công tử của bí thư tỉnh ủy, không cách nào đắm chìm trong tình yêu thương của Thủ tướng, ngay cả một Thủ tướng trách trời thương dân cũng không để ý đến sự đau khổ và tồn tại của y làm người thật quá thất bại. Thủ tướng sau đó bắt tay với Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm cũng rất qua loa, đơn giản nói vài câu. Phó Tiên Phong liền ra đón, dưới sự nhiệt tình đón tiếp của Phó Tiên Phong, Thủ tướng liền vào trong. Thủ tướng vào trong rồi, mấy người Hạ Tưởng chỉ có thể đợi. Phó Tiên Tiên không biết đến phía sau Hạ Tưởng từ lúc nào, lặng lẽ kéo góc áo Hạ Tưởng, thấp giọng nói. Hơn nửa năm, hôm nay là ngày em vui nhất. Hạ Tưởng vô hạn cảm thán, cụ phó bệnh, thật sự là làm khó cho tiểu ma nữ Thiên Mã Hành không? Có điều vừa nãy một tay đập gậy điện vào người khác quả thật làm người ta tán thưởng, vừa nghĩ đến trò hề co giật không ngừng của Phạm Tranh, Hạ Tưởng liền không rét mà run, có thể cảm nhận đầy đủ sự khó chịu khi bị điện giật. Mai Hiểu Lâm nhìn không chớp mắt vào Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên vài lần, lại thản nhiên thu lại ánh mắt, nói với Khâu Tự Phong. Tự Phong, vừa nãy, cảm ơn anh. Khâu Tự Phong gật đầu, nói. Nếu không phải hôm nay mũ trên đầu anh hơi to, thì vừa nãy anh nhất định phải làm cho máu y bắn ra. Ở Bắc Kinh còn dám làm càn, cũng không xem là địa bàn của ai. Nếu trẻ đi 10 tuổi, anh nhất định làm cho y không thể tự gánh vác cuộc sống. Hạ Tưởng mới là lần đầu nhìn thấy mặt lỗ mãng của Khâu Tự Phong, mỉm cười. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, Tự Phong, thân thủ không tồi. Khâu Tự Phong cười ha hả. Dù sao Mai Hiểu Lâm trước đây cũng là vị hôn thê của tôi. Tôi không thể để cô ấy bị ức hiếp. Có điều vừa nãy biểu hiện của cậu cũng rất tốt, chỉ là cách xa một chút, nếu không, người động thủ là cậu rồi. Trên mặt Mai Hiểu Lâm tràn ngập hạnh phúc. Phó Tiên Tiên nhân lúc người ta chưa chuẩn bị, đá Hạ Tưởng một cái, trong lòng than thở, anh có duyên với con gái. Chính là thần tình, chính anh. Phạm Duệ Hằng đã đi ra. Vừa nãy bất ngờ gặp Thủ tướng ở bên trong, Phạm Duệ Hằng nhiệt tình hỏi thăm. Thủ tướng chỉ nhạt như nước ốc đáp lại một câu làm ông ta cảm nhận được sự lạnh nhạt, trong lòng vốn dĩ đã rất không vui rồi, vừa ra khỏi cửa lại phát hiện Cao Kiến Viễn máu chảy đầy mặt ở một bên, không ai để ý, mà Phạm Tranh còn đang nằm trên đất, càng không có người tiến lên phía trước đỡ dậy, thậm chí, mấy người Hạ Tưởng còn đang chuyện trò vui vẻ, coi như Phạm Tranh không tồn tại. Một đám người ký sinh có người sinh không có người dậy. Phạm Duệ Hằng rất phẫn nộ, tiến lên đỡ Phạm Tranh. Sau đó nổi giận đùng đùng đến trước mặt mấy người bọn Hạ Tưởng, châm chọc khiêu khích nói.
một phó bí thư tỉnh ủy, một chủ tịch tỉnh, còn có một thị trưởng, còn có một tiểu thư khuê các, đều là những người tầng lớp trên có thân phận có giáo dục, đánh người đã là rất không có trình độ, lại còn thấy chết không cứu, đạo đức của các ngươi chạy đi đâu rồi? Các ngươi có xứng đáng làm người không? Các ngươi có nhân cách hay không? Cao Kiến Viễn lúc đó cũng đã khôi phục khí lực, cũng có thể mở miệng nói, mắng lớn. Một đám đồ chơi khốn kiếp. Hạ Tưởng cuối cùng cũng phẫn nộ, cười lạnh một tiếng. Bí thư Phạm, lúc Cao Thành Tùng chuyên quyền ở tỉnh Yến, làm cho trên dưới tỉnh Yến bài bố đến mức tối tăm rối loạn, đạo đức của anh ở đâu? Lại co vào một góc nào đó, khuất phục dưới dâm uy của Cao Thành Tùng. Lúc Cao Kiến Viễn mượn khẩu hiệu của công tử bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Yến giả danh lừa bịp, hại nước hại dân, anh ta có đáng làm người không, anh ta có nhân cách hay không? Lúc anh bí thư Phạm vì lợi ích cá nhân, đồng đưa giữa nhà họ Khâu và nhà họ Phó, cái mũ đạo đức trên đầu anh đã sớm bị anh ném xuống, ném vào đống rác rồi. Lúc con của anh và Cao Kiến Viễn ở Thành Dương gửi cho tôi một lá thư đe dọa có đạn bên trong, nhân cách của chúng ở đâu? Nói chuyện nhân cách đạo đức với tôi, bí thư Phạm, anh, còn cả con trai anh nữa, bao gồm cả Cao Kiến Viễn, tất cả đều không đáng. Hạ Tưởng từng từ từng câu chỉ trích sắc bén, nhất là câu cuối cùng, khiếp sợ đến mức Phạm Duệ Hằng lui về sau ba bước, kinh ngạc ngay tại chỗ, đến một câu cũng không thốt ra được. Khâu Tự Phong lúc đó mới biết việc thư đe dọa có đạn, sắc mặt đại biến. Thật không ra cái gì, gửi thư đe dọa cho phó bí thư tỉnh ủy, vừa nãy đánh còn nhẹ, không nói sớm, nói sớm vừa nãy tôi đã làm nó tàn phế rồi. Phó Tiên Phong đúng lúc cất bước đi ra, nghe thấy lời đối thoại vừa nãy, đột nhiên biến sắc, cả giận nói. Phạm Duệ Hằng, từ bây giờ trở đi, nhà họ Phó vĩnh viễn không hoan nghênh anh. Phạm Duệ Hằng cả đời nở mày nở mặt, hôm nay lại bị người khác trực diện làm nhục hết lần này đến lần khác, lại bị Phó Tiên Phong không chút nể tình mà phân rõ giới hạn. Anh ta kích động đến mức người phát run, môi run lẩy bẩy, cả nửa ngày không nói ra câu nào. Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn tiến lên đỡ Phạm Duệ Hằng, ánh mắt hai người bốc hỏa, ném về hướng Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, sau này còn gặp lại. Cha con họ Phạm và Cao Kiến Viễn vừa đi, Thủ tướng liền đi ra từ nhà họ Phó, đối với mọi người đều coi như không thấy, trực tiếp đi đến trước mặt Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng, vừa nãy tôi nghe thấy việc thư đe dọa, đã sắp xếp Bộ An ninh Quốc gia đi điều tra cẩn thận việc này, cậu cứ yên tâm, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Hạ Tưởng giật mình không nhỏ, Thủ tướng hướng theo đà phát triển, khiến hắn không thể cự tuyệt ý tốt. Chẳng lẽ nói mượn việc của Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, lại muốn bắt tay giảng hòa với phái bình dân một lần nữa? Cụ Phó đã hấp hối. Cụ Phó từng oai phong một thời, hình dáng gầy gò, nằm trên giường bệnh trong nhà, đã gần đến bên bờ dầu hết đèn tắt. Gần như đã chuyển bệnh viện đến nhà họ Phó, lại thêm bác sĩ riêng, có vô số người vây xung quanh cụ Phó đi đi lại lại, chỉ đáng tiếc, dược y bất tử bệnh, đối với người sắp chết, y thuật có cao minh hơn nữa, dược phẩm có cao quý hơn nữa, cũng không cách nào xoay chuyển trời đất. Hạ Tưởng từng nghe người khác nói, phàm là hai mắt sắc bén, người đối nhân xử thế hay gây sự với người khác, bởi vì tinh khí tiết ra ngoài quá nhiều, đại đa số sẽ không thọ lâu. Bốn ông cụ Ngô, Mai, Khâu, Phó, ông cụ Ngô rất trọng đại khí, cụ Mai ôn hòa hàm xúc, cụ Khâu tâm cơ ẩn sâu, mà cụ Phó tâm tư đa nghi mà hành sự đa biến, lại thích cường thế áp người, mấy ông cụ tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, cụ Phó bệnh nguy kịch trước tiên, có thể thấy cách nói vừa nãy tính cách là vận mệnh, không phải vô căn cứ. Hạ Tưởng, cụ Phó nhìn thấy Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, ánh mắt không đổi, nhìn thấy Hạ Tưởng, lại bỗng nhiên khôi phục lại vài phần thần thái, dường như trong chốc lát liền rất có tinh thần, ông ta vật lộn ngồi dậy, ngoắc tay với Hạ Tưởng. Đến đây, tôi có lời muốn nói với cháu. Bỗng nhiên thấy cụ Phó tinh thần tốt hẳn lên, Hạ Tưởng trong lòng than thở, cụ Phó thật sự là không ổn rồi. Quay đầu nhìn lại, Phó Tiên Tiên còn tưởng bệnh của ông có chuyển biến tốt, lặng yên cười, Phó Tiên Phong sắc mặt lại ảm đạm. Rất nhiều người trong lòng đều biết, cụ Phó chỉ là ánh sáng lóe lên. Hạ Tưởng đến gần phía trước. Ông, muốn nói cái gì lại nói không ra, bất cứ ngôn ngữ nào đứng trước việc đại sự sinh tử đều không có sức lực. Nhà họ Phó và cháu, từng có hiềm khích, cũng có ân oán. Hạ Tưởng, cháu đừng cần ghi nhớ trong lòng, ít nhất, nhà họ Phó đã bồi thường một đứa con gái, cũng coi như không nợ cậu gì. Lời vừa nói ra, Phó Tiên Phong mặt lộ vẻ xấu hổ,
Phó Tiên Tiên hơi thẹn thùng, cúi đầu nhìn mũi chân, ngẩng đầu nhìn lén Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong giả vờ không nghe thấy, Mai Hiểu Lâm vẻ mặt có chút biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ bi thương, hai tay nắm chặt vào với nhau. Hạ Tưởng lại không có thái độ gì, cũng không nói chuyện. Cụ Phó tiếp tục nói. Hạ Tưởng, ông đi, nhà họ Phó thiếu một nhân vật trụ cột, bá cử không biết nhìn đại cục, Tiên Phong khả năng đấu tranh chính chỉ có hạn, tầm mắt quá nhỏ bé, trong bốn nhà Ngô, Phó, Mai, Khâu, chỉ có nhà họ Phó nhân tài suy yếu, không người kế tục. Ngay trước mặt Phó Tiên Phong, Phó bá cử, cụ Phó chỉ ra những chỗ còn thiếu sót của họ, hai người trong lòng có chút buồn rầu nhưng không bất mãn. Cháu tuy rằng là người của nhà họ Ngô, hơn nữa trong bốn nhà, lại có quan hệ xa cách nhất với nhà họ Phó, nhưng ông hy vọng sau khi ông đi rồi, cháu có thể chiếu cố đến nhà họ Phó nhiều hơn một chút, đặc biệt là Tiên Phong. Cụ Phó giơ tay chỉ Phó Tiên Phong cũng tiến lên phía trước, nước mắt lưng tròng. Cháu và Tiên Phong đã từng hợp tác một lần ở tỉnh Tương, hơn nữa bây giờ hợp tác cũng rất vui vẻ, ông rất vui mừng. Nhà họ Phó từ nay trở đi, nguyện trở thành bạn của cháu, vĩnh viễn không coi cháu là địch. Cụ Phó dường như dùng toàn bộ sức lực cơ thể, giọng nhất thời cao lên 8 độ. Hạ Tưởng, toàn thể nhà họ Phó đều ở đây, lời của ông bọn họ không dám không nghe. Sau này, cho dù là ai chủ động đối nghịch với cháu, do Tiên Phong một tay xử lý. Nhà họ Phó gia già trẻ nghe rõ chưa, sau này ai cũng không được làm một việc bất lợi cho Hạ Tưởng, nếu không, ta chết không nhắm mắt. Nhà họ Phó, với Phó bá cử dẫn đầu, toàn thể già trẻ đều đồng thanh. Vâng, Hạ Tưởng cảm xúc dâng trào, người khôn khéo như cụ Phó, giống như là vì nhà họ Phó tranh thủ một đồng minh kiên định, là vì đảm bảo con đường sau này của nhà họ Phó đi được thông suốt. Hắn chưa chắc có thể giúp nhà họ Phó tiến lên nhanh, nhưng nếu đối nghịch với nhà họ Phó, ít nhất có thể ngăn chặn sự phát triển của nhà họ Phó. Hơn nữa nếu nghĩ sâu thêm, việc cụ Phó lo lắng nhất chính là sợ hắn liên hợp với nhà họ Ngô, nhà họ Khâu và nhà họ Mai hủy đi nhà họ Phó. Người sắp chết, lời nói cũng thiệt, Hạ Tưởng không thể trầm mặc. Ông nói quá lời rồi, cháu từ trước đến nay đều là bạn của nhà họ Phó và Tiên Phong, sau này, cũng sẽ không có xung đột với nhà họ Phó. Có lời hứa ngàn vàng của Hạ Tưởng, cụ Phó cười vui vẻ. Dựa vào ánh mắt nhìn người bao nhiêu năm nay của ông sẽ không nhìn nhầm người. Lời cháu nói trước mặt Tiên Phong, Hiểu Lâm, sẽ không hối cải, ông chết cũng nhắm mắt được rồi. Hạ Tưởng đang muốn khuyên an ủi vài câu, lại nhìn thấy sự sáng rọi trong mắt cụ Phó trong nháy mắt liền ảm đạm, toàn bộ tinh lực giống như bị rút hết, trong nháy mắt đã trở nên ủ rũ, đầu nhẹ nhàng ngửa về phía sau, hai tay buông thõng, như vậy đột ngột mà ra đi. Cái chết của cụ Phó sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến cục diện chính trị trong nước. Nhà họ Phó trên dưới lập tức tiếng khóc tang thương. Người sáng lập nhà họ Phó một trong bốn đại gia tộc. Một cụ Phó cả đời tung hoành trốn quan trường chưa từng nếm mùi thất bại, mang theo một chút tiếc nuối và luyến tiếc, ra đi như vậy, còn vào trước ngày Tết âm lịch đến. Tâm tình của Hạ Tưởng, rất lâu khó có thể bình tĩnh. Không chỉ là sự ra đi của cụ Phó làm cho Hạ Tưởng nhớ đến mấy ông cụ nhà họ Ngô, Mai, Khâu, cũng đều là những người tuổi già, còn nhớ đến Lào Cổ, mấy ông cụ trải qua tang thương, cũng sẽ giống với cụ Phó, sẽ có một ngày buông tay nhân gian. Vậy thì những quyền lực và phú quý đã từng có, từng nổi danh và quản lý thiên hạ, còn có ý nghĩa gì? Một đời người, có thêm bao nhiêu phú quý cũng không thể mang đi một phân, cũng chỉ là mây khói trong nháy mắt, duy chỉ có người thực sự vì nước vì dân, thật sự coi sự hưng vượng của thiên hạ là trách nhiệm của bản thân, mới không uổng công một đời như sóng tràn bờ. Hạ Tưởng càng kiên định lý tưởng và niềm tin. Hậu sự đều có nhà họ Phó xử lý, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong. Mai Hiểu Lâm cáo biệt nhà họ Phó, bước trên con đường trở về. Sau khi khóc thút thít một phen, Khâu Tự Phong lại nhắc đến sự thân thiết quá mức của Thủ tướng. Sự quan tâm của Thủ tướng với cậu có chút hơi quá thân thiện, có phải trong vấn đề đối đãi vị ở Tây Nam kia, Thủ tướng và cậu có tiếng nói chung? Đối với việc Thủ tướng chuyện bé xé ra to lấy sự kiện thư đe dọa ra nói, thậm chí còn kinh động Bộ An ninh Quốc gia. Làm cho Hạ Tưởng hiểu rõ dụng tâm của Thủ tướng cơ bản giống như lời Khâu Tự Phong nói, chính là Thủ tướng cần một sự việc để duy trì mối quan hệ với hắn, để đạt tới mục đích sát tay cùng tiến, Phạm Tranh rất không may liền trở thành điểm tựa, mà còn là điểm tựa chịu lực. Chỉ là, Hạ Tưởng chung quy không muốn liên thủ với Thủ tướng, bởi vì trong việc đấu sức ở lĩnh Nam và Tây Nam,
hắn nhạy bén phát hiện một điểm quan trọng khác nhà họ Quý ở Lĩnh Nam. Nhìn bề ngoài, nhà họ Quý ở Lĩnh Nam dường như không có liên quan đến việc gia nhập bộ của Trần Hạo Thiên, kỳ thực không phải, nội bộ chính trị Lĩnh Nam ổn định, khí tiết thanh minh, cũng liên quan đến chiến tích của Trần Hạo Thiên, chiến tích quyết định năng lực quyết định đại kế gia nhập bộ. Thế lực của nhà họ Quý chỉ là khiêm tốn, không phải tan rã. Nếu như Khâu Tự Phong đã hỏi chuyện Lĩnh Nam, Hạ Tưởng liền thuận thế hỏi thế lực nhà họ Khâu ở Lĩnh Nam. Thủ tướng lòng mang thiên hạ, việc liên quan đến Lê Dân, quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường, anh đừng có nghĩ lung tung nữa. Nhưng có một việc, tôi muốn hỏi anh, Lĩnh Nam đã từng nằm trong phạm vi thế lực của nhà họ Khâu, nhưng từ sau khi Trần Hạo Thiên lên nhận chức, thế lực của nhà họ Khâu ở Lĩnh Nam dường như đều mai danh ẩn tích, trong đó đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Hạ Tưởng đi ra từ nhà họ Phó, quyết định hôm nay sẽ lần lượt đến thăm các cụ, đầu tiên là nhà họ Khâu, vì vậy bây giờ hắn mới ngồi cùng xe với Khâu Tự Phong. Mai Hiểu Lâm lái xe về nhà, chuẩn bị cơm tối, bởi vì Hạ Tưởng buổi tối sẽ ăn cơm ở nhà họ Mai. Nhà họ Khâu ở Lĩnh Nam có một ảnh hưởng nhất định, nhưng sau khi Bí Thư Trần nhận chức, rời đi, trầm mặc, hiện tại không thể nói Lĩnh Nam nằm trong phạm vi thế lực của nhà họ Khâu nữa, nguyên nhân thì... Khâu Tự Phong chuyển động tay lái một cách thành thục, anh ta cũng giống như Hạ Tưởng, chỉ cần điều kiện cho phép liền tự mình lái xe, cười cười nói. Có liên quan đến nhà họ Quý. Lại là nhà họ Quý, Hạ Tưởng càng ngày càng có hứng thú với nhà họ Quý. Nhà họ Quý giống như không khí không chỗ nào là không có, có liên quan mật thiết đến mỗi người mỗi sự kiện, nhưng lại không làm cho người ta ý thức được sự tồn tại. Nhà họ Quý ở Lĩnh Nam chính là mưa thuận gió hòa, là vật nhỏ không tiếng động. Nếu như những điều hắn dự đoán là không sai, giữa Trần Hạo Thiên và nhà họ Quý, từng có một quá khứ không vui vẻ. Nói rõ một chút, đừng nói một nửa. Hạ Tưởng thử mở miệng của Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong bất đắc dĩ khoát tay chặn lại. Tôi thật không rõ, rốt cuộc phía sau xảy ra chuyện gì, lúc đó cấp bậc còn thấp quá, vẫn chưa tiếp xúc đến trung tâm vấn đề, hơn nữa dựa vào ánh mắt lúc đó, cũng không có hứng thú với những việc ấy. Dù sao cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần cậu tiếp xúc với nhà họ Quý, sẽ đều hiểu rõ. Có một điểm đừng trách tôi không nhắc cậu, cậu muốn thi hành chính sách gì ở Lĩnh Nam, hoặc muốn đạt đến mục đích chính trị gì, không có sự hợp tác của nhà họ Quý hoặc nói gật đầu, đa phần sẽ bỏ dở giữa chừng, chính là hành động đặc biệt vừa mới đề xuất, cậu đảm nhiệm tổng chỉ huy, coi như phải đối diện với nhà họ Quý ra. Quả nhiên, Hạ Tưởng trong lòng rõ thêm vài phần, Trần Hạo Thiên trọng dụng hắn. Coi trọng không chỉ có mối quan hệ giữa hắn và Tống Chiêu Độ, còn có quan hệ của hắn và nhà họ Khâu, thậm chí là quan hệ với Lão Cổ. Mà Lão Cổ, quan hệ với nhà họ Quý không tồi, từ sớm đã nằm trong đại kế chủ tính chung của Trần Hạo Thiên. Chính là nói, hắn ở Lĩnh Nam, mọi mạng lưới quan hệ của hắn có thể sử dụng cho Trần Hạo Thiên. Đương nhiên, tiền đề là, hắn nguyện ý làm trợ thủ đắc lực nhất cho Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên dưới tình hình loạn trong giặc ngoài, đối ngoại, mọi chuyện tính không chút sơ hở, đối nội, lại ít làm gì, xem ra có quan hệ với việc nhà họ Quý năm đó rút lui về phía sau màn mà thế lực của nhà họ Khâu bại lui ở Lĩnh Nam. Sự tình càng ngày càng phức tạp, vấn đề nan giải mà Hạ Tưởng đang phải đối mặt, so với tưởng tượng còn lớn hơn. Hôm nay lại có sự tham gia bất ngờ của Thủ tướng, cũng tăng thêm không ít biến số. Về việc Thủ tướng có cho Bộ An ninh Quốc gia bắt Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn hay không? Hạ Tưởng thậm chí không cần đoán. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Đến nhà họ Khâu, nhìn thấy Khâu Nhân Lễ và cụ Khâu, nói đến sự ra đi của cụ phó, đều không tránh khỏi thổn thức, lại nói chuyện với Khâu Nhân Lễ về cục thế của tỉnh Tề. Giữa trưa, ở nhà họ Khâu ăn cơm. Sau khi ăn xong, cụ Khâu nghỉ trưa, Khâu Nhân Lễ, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong. Ba người ngồi ở phòng khách uống trà. Khâu Tự Phong nói về cuộc hội ngộ bất ngờ với Thủ tướng hôm nay, lại nói đến sự thân thiết Thủ tướng dành cho Hạ Tưởng, Khâu Nhân Lễ nghe rồi không tránh khỏi lắc đầu. Việc Lĩnh Nam và Tây Nam, chỉ là lâu dài, trước mắt Thủ tướng có một việc rơi vào người cậu. Nếu như cậu không ngăn chặn từ giữa, khả năng thành công rất lớn. Khâu Nhân Lễ nhìn về phía Hạ Tưởng. Chắc là cậu cũng đoán được rồi, vị trí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tề. Thủ tướng có ý tiếp tục để Diệp Thiên Nam đảm nhiệm. Hạ Tưởng đúng là đã đoán ra, mỉm cười. Diệp Thiên Nam muốn đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Tề.
Đừng, tôi đã vì anh ta mà thiết tưởng một chỗ còn tốt hơn, thủ tướng và anh ta có lẽ đều không hài lòng, nhưng tôi cực kỳ hài lòng. Khâu Nhân Lễ nhất thời chưa theo kịp suy nghĩ của Hạ Tưởng, ngây người sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền nghĩ thông suốt những mấu chốt bên trong, cười ha hả nói. Nếu thực sự như lời anh nói, Diệp Thiên Nam thật sự đảm nhiệm cái chức vụ kia, thật đúng là có trò hay để mà xem rồi. Không có trò gì hay để xem đâu, không lẽ lão còn có thể ngồi lên được cái ghế ấy hay sao chứ? Thấy thời gian đã không còn sớm nữa, Hạ Tưởng vừa nói vừa đứng dậy cáo từ. Bây giờ tôi còn phải ghé nhà họ Mai thăm ông cụ Mai chút đã, tôi đi trước đây. Buổi tối lúc gặp trưởng ban Ngô gia, tôi sẽ bàn thử chuyện này với ông ấy, xem thử có khả thi hay không. Khâu Nhân Lễ nhìn hắn nói một câu đầy thâm ý. Nếu muốn nói hiện tại trong nước, cán bộ cấp tỉnh nào có thể quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp bộ, không phải là Tạ Tín Tài, mà phải là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Khâu Nhân Lễ, bèn nói. Bí thư Khâu, nếu trưởng ban Tạ đến tỉnh Tề giúp anh không thể không hoan nghênh chào đón. Tạ Tín Tài tuy là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, chức quan cao hơn một bậc, nhưng với xếp hạng hiện tại của y ở ban tổ chức trung ương, cho dù không còn cái ghế trưởng ban thường vụ, càng không phải vị trí gần phía trên. Tuy rằng thuộc nhóm của Ngô Tài Dương, song muốn trực tiếp đảm nhiệm cái ghế chủ tịch tỉnh ở địa phương thì cũng không đơn giản tí nào. Không bằng đi đường vòng một chút, trước tiên đảm nhiệm chủ tịch tỉnh thường vụ, sau đó mới thăng chức dần, như vậy khó khăn cũng sẽ giảm thiểu đi ít nhiều. Tỉnh Tề cũng có thể xem là một tỉnh lớn, đảm nhiệm chủ tịch tỉnh thường vụ, cũng không thể tính là Tạ Tín Tài chịu ủy khuất được. Tạ Tín Tài là người của Ngô Tài Dương, cũng có thể xem như là nằm trong phạm vi thế lực gia tộc. Lý Vinh Thăng thuộc đoàn hệ, cho nên nếu như có một chủ tịch tỉnh thường vụ thuộc thế lực gia tộc, thì đối với Khâu Nhân Lễ đúng là một việc tốt, có lợi cho việc ảnh hưởng đến bộ máy ủy ban của y. Tới nhà họ Mai, người đi ra nghênh đón là Mai Thái Bình. Mai Thái Bình đã biết được sự việc ông cụ phó, cảm thán một chút rồi nói. Nếu muộn hơn một năm, thì nhà họ phó cũng không đến nỗi bị động như vậy. Ông cụ phó vừa đi, phó bá cử lại vừa bị hạ xuống. Nếu phó tiên phong không thể lên được, sự nghiệp nhiều năm của nhà họ phó, có khả năng sẽ rất khó phất lên lại. Vừa đón Hạ Tưởng vào trong, Mai Thái Bình lại nói thêm một cách thâm ý. Nghe nói ông cụ phó lúc lâm chung phó thác cho cậu đã đồng ý rồi. Nên để lại cho mình một đường lùi, không thể làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Hạ Tưởng vừa cười vừa hỏi. Sao vậy, chủ tịch tỉnh Mai còn muốn chia cắt nhà họ phó? Mai Thái Bình cười nói. Cậu nghĩ tôi là loại người như thế nào? Theo tôi, ít nhất nhà họ Ngô, nhà họ Mai và nhà họ Khâu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chủ ý gì với nhà họ phó, nếu không sẽ khiến người bên ngoài coi khinh thế lực gia tộc mất. Nhưng ngoài chúng tôi ra, thì bên ngoài sẽ không thiếu những kẻ chuyên ném đá xuống giếng, hủy đi phần nào thế lực của nhà họ phó. Đến lúc đó cậu nên đứng bên ngoài, lấy danh nghĩa bảo vệ nhà họ phó để có kè mặc cả. Hạ Tưởng lắc đầu nói. Ông cụ phó tín nhiệm tôi không thể để ông ấy phải thất vọng về tôi. Nếu tôi đã đồng ý với ông ấy, thì lời nói đáng giá ngàn vàng. Sau này, ai dám có ý định gì với nhà họ phó, trước tiên phải qua được một cửa này đã. Hạ Tưởng thần thái kiên định, không có một chút dáng dấp cạch cớm, đùa giỡn nào khiến cho Mai Thái Bình phải âm thầm thán phục. Nếu nhà họ Mai cũng phó thác cho cậu, có phải cậu cũng sẽ làm giống như là đối với nhà họ phó? Mai Thái Bình thử thăm dò Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh Mai không cần đem tôi ra mà cười chê nữa, thử nói tình hình gần đây của bí thư Trần đi. Hạ Tưởng nhún vai, nhẹ nhàng nói với ông ta. Mai Thái Bình cười đầy thâm ý. Thật ra nhìn bên ngoài thì bốn gia tộc lớn đoàn kết một lòng, nhưng thật ra trong nhiều chuyện, mỗi nhà đều làm theo ý riêng của mình. Chẳng qua là do có bốn ông cụ còn đó, người ngoài muốn châm ngòi ly gián bốn nhà thì cũng không dễ dàng gì. Ông cụ phó vừa chết, chẳng khác nào mở một lỗ hổng. Không phải tôi buồn lo vô cớ, nhưng thật sự nếu như một ngày kia cả ba ông cụ còn lại cũng không còn, nếu bốn nhà không có một nhân vật trung tâm gắn bó bốn nhà lại với nhau, sớm muộn gì cũng sẽ tự diệt lẫn nhau, cuối cùng là sụp đổ, không thể nào trở thành một thể thống nhất được. Mai Thái Bình không phải đang buồn lo vô cớ, thật ra y phân tích và lập luận rất là sắc sảo. Thật sự rất trùng hợp với suy đoán của Hạ Tưởng về hướng đi của bốn gia tộc lớn. Việc bốn gia tộc lớn trước mắt cố gác lại bất đồng để không xuất hiện chia rẽ,
Hạ Tưởng cũng biết rõ tai họa ngầm ở trong việc này. Mấy ông cụ có cùng mục đích chính trị, nên tầm nhìn lâu dài không tính toán đến được mất nhất thời, cho nên bốn nhà có thể cùng đi một hướng. Việc sau khi bốn ông cụ qua đời, những người kế nhiệm chưa chắc sẽ có cùng ý chí và cách nhìn về thời thế nên sẽ rất dễ dàng bị đối phương mê hoặc. Lại nếu như quả thật xuất hiện một nhân vật lãnh đạo quốc gia cứng rắn mạnh mẽ, áp dụng chiến thuật tiêu diệt thì có thể làm suy yếu từng bộ phận thế lực của bốn gia tộc lớn, thậm chí còn có thể khiến cho bốn gia tộc lớn không thể đoàn kết như trước nữa. Giống như lúc vừa mới dựng nước, có bao nhiêu công thần dựng nước và những tướng lãnh đạo đều không thể đoàn kết một lòng được, cuối cùng đều lần lượt bị người khác đánh bại. Mà bây giờ, trong các lãnh đạo cấp cao trong nước, cho dù là ở địa phương hay trong quân đội, đều có không ít những hậu duệ của những công thần dựng nước, vẫn tự mình thống lĩnh một phương. Chỉ có một thiên hạ nhỏ, không thể trở thành một cường quốc lớn. Hạ Tưởng không tiếp lời của Mai Thái Bình, đối với hướng đi tương lai của bốn gia tộc lớn, với kinh nghiệm và cấp bậc hiện tại của hắn, còn chưa có quyền phát ngôn nhiều. Sau khi vào phòng, ông cụ Mai đang đứng ở phòng khách chắp tay sau lưng, mặt thì nhìn một bức tranh cổ, dường như là đang chìm sâu trong suy nghĩ. Hạ Tưởng tiến vào, tiếng bước chân vang lên thì ông cụ mới xoay người lại mà hỏi. Hạ Tưởng, cậu đến xem bức tranh này đi, xem nó biểu đạt tâm tình gì. Ông cụ Mai là một trong bốn ông cụ của bốn gia tộc lớn, là một nhân vật vô cùng kín đáo. Có lẽ khi ra đời vì có gia thế như vậy, mà từ nhỏ lại sinh trưởng ở phía Nam, nên ông cụ nói chuyện nghe dường như rất nhẹ nhàng, có cảm giác không một tiếng động. Trên vách tường trắng như tuyết có treo một bức tranh cổ, trong bức tranh có một vị ông già đang chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi. Xung quanh là núi non, mây, rừng rậm, còn có một con đường nhỏ chạy từ chân núi lên đỉnh núi. Toàn bộ hình ảnh làm người ta có một cảm giác tang thương, cô độc không thể nói nên lời. Những người cô độc một mình thì đều không phải là chính trị gia vô cùng sành đời, vậy nên ở đây phải là một thế ngoại cao nhân. Nhưng thế ngoại cao nhân cũng sẽ không mượn một bức tranh của thế tục để biểu đạt hàm ý gì, nhất là người đang ở một ngọn núi mà lại có một con đường quanh co thông đến chân núi. Có thể thấy được rằng người đang ở chỗ cao, nhưng tâm trí thì ở lại nhân gian. Lại nhìn kỹ bức tranh thì chỉ có một bóng dáng của ông cụ, hơn nữa bốn phía mây trời mênh mông, đất trời rộng lớn, tâm tình hẳn đang bồi hồi mà cảm thấy bất đắc dĩ. Hạ Tưởng ngây người trong chốc lát, đáp lại. Ông lão trong bức tranh nếu đã lui về ở ẩn thì nên buông xuôi tất cả, biển mây, rừng rậm đều là những cảnh đẹp khó tìm được. Cảnh đẹp ngay trước mắt, thì nên ngồi xuống mà uống trà ngắm cảnh, chứ không nên nghĩ đến việc bất cứ lúc nào cũng sẽ lập tức xoay người xuống núi. Ông cụ Mai đầu tiên là sửng sốt, sau lại vô cùng kích động, bước lên trước một bước, hai tay dừng ở trên bả vai Hạ Tưởng, vui mừng nói. Hay, trả lời rất hay. Hạ Tưởng, trong số những người trẻ tuổi tôi đã gặp, cậu là người hiểu biết nhiều nhất. Không ngờ, cậu cũng nghiên cứu sâu như vậy về tranh cổ. Hạ Tưởng thầm cảm thấy xấu hổ, thật ra hắn không hề nghiên cứu gì về tranh cổ, chỉ hơi thích một chút. Thời xưa người làm quan đều là văn nhân. Thường lấy tranh làm ngụ ý, Hạ Tưởng đọc nhiều sách sử, hiển nhiên vô tình cảm nhận được ẩn ý trong bức tranh mà nảy sinh cảm thán. Mà chủ yếu cũng là khi hắn vừa mới bước vào cửa, thấy ông cụ Mai khoanh tay đứng đó, rất giống với thái độ của người trong tranh, lại nghĩ đến cái chết của ông cụ phó là ông cụ Mai chấn động. Bức tranh vừa có ý cảnh, lại như vừa có tâm tình. Ông cụ Mai lại nói với Mai Thái Bình. Bây giờ tôi xem như là đã phục lão Ngô rồi, ánh mắt nhìn người của lão. Thật không ai sánh bằng. Nhà họ Ngô có Hạ Tưởng giúp đỡ, có thể bảo vệ cơ nghiệp trăm năm rồi. Bức tranh này, là của Thủ tướng Hồng tặng cho tôi. Thủ tướng Hồng, vị thủ tướng năm đó vô cùng hào hùng hô mưa gọi gió, nhưng lại rơi vào bi kịch. Chẳng trách bức tranh lại có ý cảnh thê lương và bất đắc dĩ như vậy. Năm đó, cuộc cải cách của Thủ tướng Hồng bị các tập đoàn bị xâm phạm lợi ích phản công lại, kết quả chỉ đảm nhiệm một nhiệm kỳ thủ tướng thì đã mãn nhiệm, lịch sử. Không cho ông ấy nhiều thời gian. Mai Hiếu Lâm bưng trà đi ra, cụp mắt, im lặng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi lại thu hồi ánh mắt. Mai Hiếu Lâm ngồi ở phía sau, Hạ Tưởng ở bên phải ông cụ Mai, Mai Thái Bình ở bên trái. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, ông cụ Mai bưng chén trà lên nói. Nào, cùng uống một ly, kính lão phó. Mọi người cùng nhau đối ẩm. Hôm nay, cố nhân qua đời, tâm tình tôi đang rất tồi tệ. Lão phó đi trước một bước, rồi đến tôi và lão Ngô.
lão Khâu không bao lâu cũng sẽ đi theo. Ngẫm lại cũng không còn mấy năm nữa thôi. Ông cụ Mai lại rót thêm một chén trà. Chén trà thứ hai, từ nay về sau, tôi sẽ buông xuôi tất cả mọi chuyện của nhà họ Mai, không hỏi đến chuyện thế sự nữa. Mọi chuyện của nhà họ Mai, sẽ giao hết cho Thái Bình và Hiểu Lâm. Mọi người lại cùng uống. Chén cuối cùng, tôi kính Hạ Tưởng. Ông cụ tự mình nâng chén trà hướng về phía Hạ Tưởng. Lúc này, tôi lập ra quy củ cho nhà họ Mai. Thứ nhất, không bao giờ được phép làm kẻ địch với Hạ Tưởng. Thứ hai, phàm là có chuyện lớn liên quan đến hướng đi sau này của nhà họ Mai, Thái Bình và Hiểu Lâm, nhất định phải hỏi ý kiến Hạ Tưởng rồi mới quyết định. Hạ Tưởng kinh ngạc. Nếu nói ông cụ Phó Lâm Trung Phó Thác, coi như việc bất đắc dĩ, là vì tính toán cho nhà họ Phó về sau. Vậy hành động lui về vườn của ông cụ Mai, lại là chủ, đây là hành động lấy lùi để tiến. Nhưng trọng trách quá lớn, Hạ Tưởng chỉ sợ gánh vác không nổi, đang muốn từ chối khéo vài câu, ông cụ Mai lại nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Mai Thái Bình trần trừ chốc lát, rồi cũng nâng chén trà lên, uống cạn một hơi. Mai Hiểu Lâm thì không cần phải nói, trong mắt hiện lên thần sắc vui mừng, cũng một hơi uống cạn chén trà. Hạ Tưởng không có cách nào nữa, đành phải rót một chén trà. Nguyện vì tương lai của nhà họ Mai và bốn gia tộc lớn mà ra sức làm việc. Ăn cơm tối ở nhà họ Mai xong, Hạ Tưởng buổi tối về lại nhà họ Ngô ngủ. Mai Hiểu Lâm tiễn hắn ra đến cửa. Ông nội không phải nhất thời tâm huyết sôi trào, thật ra ông đã sớm đề cập nhiều lần, nói rằng bốn gia tộc lớn không có bốn ông cụ, sớm muộn rồi cũng chia năm xẻ bảy, cuối cùng dần dần bị tiêu diệt. Vừa hay anh cũng là người trong cuộc, tuy rằng thân thiết với nhà họ Ngô nhất, nhưng đối nhân xử thế luôn xử sự công chính, nên ông nội mới giao nhà họ Mai lại cho anh. Tôi mặc kệ anh nghĩ như thế nào, dù sao tôi vẫn luôn coi anh là người một nhà. Lời nói của Mai Hiểu Lâm còn văng vẳng bên tai, lúc Hạ Tưởng lái xe đến nhà họ Ngô đèn đuốc sáng trưng, xa xa chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ. Chắc chắn đang có khách, nếu không cũng sẽ không náo nhiệt như vây. Hạ Tưởng hơi nghi ngờ, sau khi vào cửa liền nghe được tiếng cười lanh lảnh của ông cụ Ngô, trong lòng không khỏi suy đoán. Ai mà lại khiến ông cụ Ngô tự mình ra đón, lại còn có thể khiến ông cụ thoải mái cười to. Chắn chắn là một nhân vật không nhỏ. Hạ Tưởng đoán đúng rồi, khi hắn rảo bước tiến lên phòng, nhìn thấy người ngồi cạnh ông cụ Ngô mặt chữ điền mắt to, tướng mạo đường đường, nhìn không giống một nhân vật bình thường, thì ngây ngẩn cả người. Tại sao lại là y? Chấm, Hầu Khang Khứ. Đối với sự phó thác của hai nhà Phó, Mai, Hạ Tưởng cảm giác được trọng trách trên vai của mình. Tuy rằng nhìn theo một phương diện khác, việc hai nhà Phó Mai ra có ý dựa vào hắn, theo kế hoạch lâu dài, là muốn hắn dẫn dắt hai nhà Phó, Mai tiếp tục đoàn kết với nhau, để không xuất hiện hiện tượng chia rẽ nội bộ. Nói không khoa trương, Hạ Tưởng lúc này bước đầu đã có đầy đủ tố chất để trở thành nhân vật tiềm năng trung tâm trong bốn gia tộc lớn, khoảng cách để trở thành nhân vật muôn vạn người kính trọng, đã không còn xa nữa. Thử nghĩ xem, nếu có một người có thể trở thành người lãnh đạo của bốn gia tộc lớn, và bốn gia tộc lớn chỉ nghe theo hiệu lệnh của một mình hắn. Trong tất cả những sự việc lớn, bốn gia tộc lớn cùng thống nhất, nhất trí với nhau, sẽ là một lực lượng khủng bố lớn như thế nào? Nếu thực sự có một ngày như vậy, trong cục diện chính trị trong nước, Hạ Tưởng sẽ có được địa vị hết sức quan trọng. Bất kể là người nào trở thành người lãnh đạo lớn nhất trong nước, đều sẽ lựa chọn là đồng minh chứ không phải là đối thủ của hắn. Thế lực của bốn gia tộc lớn cùng sát nhập lại, tuy không dám nói có thể chiếm lĩnh hơn một nửa về chính trị, nhưng ít nhất cũng đã nắm chắc 1/3. Lại thêm thực lực kinh tế lớn mạnh của bốn gia tộc lớn, lại có tài sản lớn của Liên Nhược Hạp, Hạ Tưởng cho dù không phải người đứng đầu, nhưng cũng có thể có quyền lực ngang bằng thậm chí hơn cả người đứng đầu. Nói rộng ra một chút, phạm vi thế lực của bốn gia tộc lớn rất rộng, lấy nhà họ Ngô làm đầu trong bốn gia tộc lớn, lấy nhà họ Quý làm ví dụ trong gia tộc địa phương, nếu nói thêm nữa, thì Phù Huyên và Hầu Khang Khứ cũng là một thành viên của thế lực gia tộc. Mặc dù là như thế, nhưng từ khi Hạ Tưởng quen biết ông cụ Ngô đến nay, chưa từng nghe ông cụ nhắc đến Phù Huyên và Hầu Khang Khứ, cũng chưa từng nghe ông cụ nhắc đến thế lực gia tộc truyền thống. Theo Hạ Tưởng phỏng đoán, e rằng giữa thế lực gia tộc truyền thống và thế lực gia tộc, tồn tại mâu thuẫn không thể giải quyết được. Vì vậy, lúc Hạ Tưởng lại tận mắt nhìn thấy Hầu Khang Khứ cùng ông cụ Ngô ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng Hạ Tưởng đương nhiên vô cùng kinh ngạc và khó hiểu.
Phó Bí Thư Hạ. Hầu Khang Khứ đứng dậy chào. Nghe ông cụ nói buổi tối cậu sẽ về, nên tôi ở đây chờ đợi cậu. Chính là muốn gặp cậu, có mấy lời muốn nói. Thái độ của Hầu Khang Khứ cũng không quá nhiệt tình, nhưng lại không khiến người khác có cảm giác bất mãn. Hạ Tưởng liền khách sáo bắt tay Hầu Khang Khứ, cười nói. Bí Thư Hầu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ha ha, tôi thật sự tin cậu đối với tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Hầu Khang Khứ cười rất thoải mái. Người biết ta nói lòng ta yêu sầu, người không biết ta nói ta còn đòi hỏi gì. Có lẽ trong mắt nhiều người, tôi là một kẻ mua danh chuộc tiếng. Người khác nói như thế nào thì tôi không lo, tôi tin rằng Phó Bí Thư Hạ có phán đoán của riêng mình. Hầu Khang Khứ và một Hầu Khang Khứ dám nói dám làm trong tin đồn quả nhiên giống nhau, lời nói tuy rất thẳng thắn, nhưng khiến người khác không có cảm giác phiền chán. Hạ Tưởng liền nói. Làm tốt việc của mình, hà tất phải quan tâm người khác nói gì. Thời gian là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, là công hay tội, tự khắc có người đời sau biết. Chỉ cần có một tấm lòng vì nước vì dân, lịch sử sẽ minh giám mà thôi. Phó Bí Thư Hạ, nói rất hay. Hầu Khang Khứ kéo tay Hạ Tưởng, lại nói với ông cụ Ngô. Ông cụ, tôi và Phó Bí Thư Hạ mới quen mà như đã thân, ở bên ngoài có nói với hắn vài câu, để ông đợi lâu rồi. Ông cụ Ngô khoát tay nói. Cứ nói, không sao đâu. Trong viện, gió lạnh nhẹ nhẹ, làm cho người ta có cảm giác tỉnh táo. Hạ Tưởng đi theo Hầu Khang Khứ đến dưới tán cây mà bình thường ông cụ Ngô thích ngồi đó để uống trà, rồi hỏi. Không biết Bí Thư Hầu có gì chỉ giáo? Hầu Khang Khứ cười nói. Chỉ nói vài câu thôi. Trước khi tôi đến nhà họ Ngô, Thủ tướng cũng đã tới đây, cậu đã nghe nói chưa? Hạ Tưởng lắc đầu nói. Chưa, nhưng hôm nay ở nhà họ Phó lại bất ngờ gặp được Thủ tướng. Thủ tướng đặc biệt lần lượt đi thăm hỏi mấy ông cụ, cũng là để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Trung ương đối với thế hệ lãnh đạo già. Trên mặt Hầu Khang Khứ vẫn luôn có một nụ cười nhẹ nhàng, dường như hắn và Hạ Tưởng thật sự là bạn bè lâu năm vậy. Tuy nhiên khi Thủ tướng đến, Diệp Thiên Nam cũng đi cùng. Ánh mắt Hầu Khang Khứ dừng lại ở trên mặt Hạ Tưởng vài giây. Cố ý quan sát phản ứng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bình tĩnh như nước, vẻ mặt không có một tia dao động, nói. Diệp Thiên Nam bây giờ làm việc ở nội các chính phủ, đi theo Thủ tướng, cũng là yêu cầu công việc. Hầu Khang Khứ mỉm cười nói. Thủ tướng đã thể hiện ra như vậy, có ý để Diệp Thiên Nam đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Tề. Hôm nay tôi đến gặp ông cụ Ngô, nhân tiện cùng trưởng ban Ngô nói về chuyện này. Thái độ của tôi rất rõ ràng. Đồng chí Diệp Thiên Nam không thích hợp đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tề. Tiễn Hầu Khang Khứ, Hạ Tưởng đứng một lúc thưởng thức gió mát trong viện. Hầu Khang Khứ đến nhà họ Ngô, thật sự chỉ muốn tỏ rõ thái độ của y là phản đối Diệp Thiên Nam nhậm chức tại tỉnh Tề mà thôi. Chỉ sợ chưa chắc, việc bổ nhiệm của Diệp Thiên Nam, tất nhiên phải đệ trình lên Bộ Chính trị để thảo luận, đến lúc đó Hầu Khang Khứ tỏ ý kiến phản đối cũng không muộn, không cần thiết phải có hành động thừa lần này. Lùi thêm một bước, cho dù Hầu Khang Khứ phải thống nhất trước với Ngô Tài Dương, cố ý đến thăm hỏi ông cụ Ngô để dò hỏi ý kiến Ngô Tài Dương, thì cũng không cần phải lôi kéo hắn, lại còn trịnh trọng gặp hắn để nói rõ vấn đề này. Hầu Khang Khứ tất nhiên sẽ không làm hành động thừa này, hành động này của y chắc chắn đang truyền đạt một tín hiệu chính trị nào đó. Trở lại phòng, ông cụ Ngô đang cùng Ngô Tài Dương nói chuyện. Lão Phó mất đi, ngẫm lại cũng làm cho người ta khá thương tâm. Ông cụ Ngô vừa thấy Hạ Tưởng, liền cảm thán nói. Nghe nói lúc lâm chung lão phó ủy thác cho cậu rồi. Hạ Tưởng nói. Chỉ dặn dò tôi đừng làm khó cho nhà họ Phó, đâu thể xem là ủy thác. Mọi người trong nhà họ Phó, đều còn rất có triển vọng. Ông cụ Ngô vừa cười vừa nói. Mẹ góa con côi là cô độc, sự cô độc trong chính trị cũng là cô độc. Đối với hậu sự của nhà họ Phó, cậu đã có ý định gì hay chưa? Hậu sự mà ông cụ Ngô nói không phải là tang gia của ông cụ Phó, mà ám chỉ về bố cục kinh tế và chính trị của nhà họ Phó trong thế cục cả nước. Chưa có suy nghĩ gì. Hạ Tưởng trả lời vô cùng dứt khoát. Ha ha! Ông cụ Ngô rốt cuộc cũng cười nói. Cậu đúng là một người thông minh. Lấy bất biến ứng vạn biến. Dưới sự phó thác của ông cụ Phó, Hạ Tưởng thoát ra bên ngoài, không nhúng tay vào bất cứ việc gì của nhà họ Phó. Âm thầm giúp nhà họ Phó một tay trong chính trị, mới là cách làm thông minh.
Đêm đã khuya, song ông cụ Ngô vẫn không hề ủ rũ, ngược lại càng có vẻ hăng hái bừng bừng, cùng Hạ Tưởng ngồi nói chuyện cũ năm xưa. Đêm 30, Hạ Tưởng không ở cùng Tào Thù Lệ, không ở cùng cha mẹ, cũng không ở cùng Tào Vinh Quốc, mà lại ngồi nói chuyện với ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương, coi xem như một cách hiếu thảo khác. Hôm nay, nhà họ Ngô gần như toàn bộ đều đoàn tụ, chỉ trừ Liên Nhược Hạm không có mặt ra, người một nhà khó có cơ hội cùng ngồi với nhau. Trên lầu dưới lầu, phòng trong phòng ngoài, đều đã đầy người. Phần lớn mọi người Hạ Tưởng không quen, phần lớn mọi người ấy lại đều biết Hạ Tưởng. Đối với những người không phải nhân vật trung tâm của nhà họ Ngô, không ít người đối với Hạ Tưởng vừa tò mò lại vừa kính sợ. Bởi vì người đáng để ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương đích thân tiếp đãi, trong nước cũng không có mấy người. Đồng hồ vừa điểm 0 giờ, mọi người chính thức chào đón năm mới, năm con rồng. Sáng sớm hôm sau, các cuộc điện thoại và người đến nhà chúc Tết liên tục không dứt, làm cho người ta không thể tiếp đón nổi. Hạ Tưởng còn may, cùng với ông cụ Ngô trốn trong thư phòng, vừa ngồi uống trà vừa chơi cờ, khó có được nửa ngày nhàn rỗi. Điện thoại và người đến đều để Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang ứng phó. Giữa trưa, Hạ Tưởng cùng ông cụ Ngô ngồi cùng nhau, ăn bữa cơm đoàn viên. Ông cụ Ngô ngồi phía trên, nâng chén rượu lên nói. Bác sĩ có dặn dò tôi phải uống ít rượu, nhưng hôm nay đặc biệt phá lệ uống một ly. Thứ nhất vì năm mới, cùng vui vẻ. Thứ hai là vì có một chuyện quan trọng phải tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, ngày đầu tiên của năm mới, tôi cũng sẽ chính thức cáo lão về hưởng tuổi già. Từ nay về sau không quản việc trong nhà nữa. Hễ là việc lớn của nhà họ Ngô về chính trị, do Tài Dương và Hạ Tưởng quyết định. Về kinh tế, do Tài Giang và Hạ Tưởng quyết định. Việc nhà, do Tài Hà quyết định. Ông, sự việc quá đột ngột, Hạ Tưởng muốn từ chối vài câu. Bởi vì từ lúc hắn vào nhà họ Ngô đến nay, chưa từng tham gia vào việc gì trong nhà, cho dù là việc nhà hay việc chính trị, kinh tế. Với hắn mà nói, nhà họ Ngô khác với nhà họ Phó, nhà họ Mai. Quan hệ hôn nhân giữa hắn và Liên Nhược Hạm sẽ khiến người trong nhà họ Ngô có ý đề phòng hắn, cho rằng hắn muốn thu quyền thế của nhà họ Ngô. Nhưng cũng chính vì thái độ không đếm xỉa đến việc trong nhà của hắn, nên trong mấy năm nay, ở nhà họ Ngô hắn vẫn đi ngay đứng thẳng, không hề có ai chỉ trích gì hắn. Hiện tại ông cụ Ngô chính thức đề xuất để hắn tham dự vào những quyết định lớn của nhà họ Ngô, không những thế cho dù về mặt kinh tế hay chính trị, hắn đều có một nửa quyền phát ngôn. Thực tế, quyền lực của hắn giờ có thể nói đã vượt qua Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang rồi. Điều này làm sao có thể được? Quyết định như vậy đi. Ông cụ Ngô thản nhiên nói, mặc dù thản nhiên, song giọng điệu vô cùng chắc chắn. Tôi còn sống ngày nào, thì mọi sắp xếp lớn nhỏ trong nhà, đều do ta quyết định. Ngô Tài Dương là người đầu tiên tiếp lời. Hạ Tưởng, không cần từ chối nữa. Ông cụ đã quyết định rồi, thì cứ tùy ông. Cậu đã đồng ý với sự phó thác của nhà họ Phó và nhà họ Mai rồi, lại không đồng ý với nhà họ Phó. Không lẽ cậu bên trọng bên khinh? Nhưng, Hạ Tưởng muốn nói hắn với nhà họ Phó và nhà họ Mai là người ngoài, có thể đứng ở lập trường vô tư mà nhận định mọi việc. Còn đối với nhà họ Ngô mà nói, hắn là con rể nhà họ Ngô, có thể gọi là thân thích rồi. Người ngoài và con rể tuy không khác nhau nhiều, nhưng quan hệ lại cách nhau cả ngàn vạn dặm. Không có nhưng, Ngô Tài Giang cũng nói với giọng điệu chắc chắn. Trừ phi cậu không muốn tận tâm tận lực vì sự sống chết của nhà họ Ngô. Hạ Tưởng không tiện nói thêm nữa, nếu tiếp tục từ chối, thì thật sự quá khách sáo rồi. Nên hắn đành phải bất đắc dĩ mà tiếp nhận sự thật này thôi. Từ hôm qua đến hôm nay, thời gian một ngày, nhưng lại vượt bậc đến 2 năm. Đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ tăng thêm 1 tuổi, nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, bắt đầu từ nhà họ Phó, đến sự thúc đẩy của nhà họ Mai, dưới sự xúc tiến của nhà họ Ngô, chính thức xác lập thân phận nhân vật hạt nhân trong thế lực gia tộc của hắn. Nếu như nói Hạ Tưởng của trước kia, chỉ đóng vai trò là người phát ngôn trên danh nghĩa của thế lực gia tộc, thì hôm nay, ngoại trừ nhà họ Khâu chưa chính thức phó thác ra, thì nhà họ Phó, nhà họ Mai và nhà họ Ngô đã trịnh trọng đem Hạ Tưởng thành nhân vật trung tâm. Tuy rằng nhà họ Phó, nhà họ Mai sẽ không giao sản nghiệp gia tộc vào tay hắn như nhà họ Ngô, nhưng lại đưa ra một quyết định lớn là trong những việc lớn sẽ duy trì sự thống nhất với Hạ Tưởng. Vì vậy, lần tái cơ cấu đầu tiên có giá trị lịch sử của 4 gia tộc lớn, đã mở màn tại đây. Việc này mang đến nhiều ảnh hưởng lớn trên nhiều mặt, khiến rất nhiều người chuẩn bị không kịp.
Buổi chiều, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tào Thù Lê. Dì Tề mời anh tới nhà làm khách, anh đừng có đi tay không đến đấy, năm mới rồi, hơn nữa tôi nghe nói, Tổng Bí Thư cũng ra tay, muốn tự mình làm văn thắn. Văn thắn của Tổng Bí Thư làm, chắc chắn sẽ có hương vị đặc sắc. Trên đường đi, Hạ Tưởng luôn nghĩ về cuộc đối thoại giữa hắn và Ngô Tài Dương. Về phần vận mệnh của Tần Khản và bước tiếp theo trong thế cục tỉnh Tề, Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương đã trao đổi rất nhiều. Hắn cũng không giấu giếm những âm mưu của hắn ở tỉnh Tề. Nếu không ngoài dự kiến, năm sau sẽ có một loạt các sự kiện lớn phát sinh. Vận mệnh của Hà Giang Hải, cuối cùng kết thúc bằng một dấu chấm tròn. Về vấn đề của Tần Khản, bây giờ vẫn chưa được chính thức định tính, vẫn còn đang bỏ ngỏ. Ngô Tài Dương tiết lộ, cơ bản sẽ là kết cục bị miễn chức vụ, các vấn đề khác, chắc không giải quyết được gì. Miễn chức chứ không phải nhận lỗi từ chức, tức là Trung ương cũng đã nhận định Tần Khản có lỗi rồi. Nhưng cuối cùng cũng không cho Tần Khản rơi vào kết cục thân bại danh liệt, có lẽ bởi vì đã có người nói thay cho Tần Khản rồi. Sống chết của Tần Khản, Hạ Tưởng sớm đã vứt qua một bên, cái hắn quan tâm là, ai sẽ là người đảm nhiệm chức vụ cũ của Tần Khản. Lần trước ở tỉnh Tề, Tạ Tín Tài gặp được cơ hội, chứng kiến từ đầu đến cuối màn hóa giải nguy cơ ở tỉnh Tề, sau khi về Bắc Kinh, được Trung ương khen ngợi, thêm điểm không ít. Lại thêm có ám chỉ của Hạ Tưởng, Tạ Tín Tài đối với vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh Tề, rất hy vọng, và cũng đang tích cực vận động cho việc này. Đối với việc Tạ Tín Tài về địa phương, Ngô Tài Dương cũng tỏ thái độ tán thành. Tuy nhiên vẫn gặp không ít trở ngại, theo Ngô Tài Dương phân tích, phe phản đối và hệ bình dân, đều có người đề cử của riêng mình. Phe phản đối đề cử một vị phó trưởng ban, còn đề cử của hệ bình dân không nghi ngờ gì nữa, chính là Diệp Thiên Nam. Hạ Tưởng cũng nói ra suy nghĩ của hắn với Ngô Tài Dương, hắn đề nghị để Diệp Thiên Nam đến lĩnh Nam giữ chức chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Hành động này, vừa không khiến cho ý đồ trọng dụng Diệp Thiên Nam của hệ bình dân không đến mức thất bại thảm hại, nhưng bên trong cũng có ý định riêng của Hạ Tưởng. Lúc vừa mới nghe ý kiến của Hạ Tưởng, Ngô Tài Dương trước tiên kinh ngạc, sau đó nghĩ đến dụng tâm sâu xa của Hạ Tưởng, liền cười nói. Cậu không sợ Diệp Thiên Nam ở dưới quyền cậu, sẽ không nghe cậu chỉ đạo. Hạ Tưởng trả lời. Không thể, Diệp Thiên Nam là một đồng chí rất biết nhìn thời thế, nhìn thấy sự việc có lợi, gã nhất định sẽ tiên phong mà đi làm. Bây giờ vấn đề quan trọng không phải đồng chí Diệp Thiên Nam có nghe lời hay không, quan trọng là, có thể sắp xếp gã đến lĩnh Nam hay không. Ngô Tài Dương hơi trầm ngâm một chút rồi trả lời. Chỉ cần cậu khiến Tổng Bí Thư gật đầu, việc Diệp Thiên Nam đi lĩnh Nam, nhất định sẽ thành công. Rất nhiều người sẽ không đoán được Hạ Tưởng vì sao muốn kéo Diệp Thiên Nam về bên cạnh hắn, Ngô Tài Dương tuy rằng cũng đoán được chút ít, song cũng không đúng toàn bộ. Nếu cho y biết dụng tâm lâu dài thật sự của Hạ Tưởng, y nhất định sẽ chấn động. Hạ Tưởng lái xe đến địa điểm đã định, là một khu biệt thự, bảo an rất nghiêm ngặt. Đi qua vài trạm kiểm soát và quẹt thẻ, mới có thể cho đi. Nhưng hắn vẫn không thể khẳng định nơi đây là nơi ở của Tổng Bí Thư, có lẽ chỉ là nơi mà Tổng Bí Thư bình thường dùng để tiếp khách mà thôi. Vừa mới dừng xe, Hạ Đông và Tào Thù Lê đã ra đón. Hạ Đông lớn rồi, gương mặt nhìn cũng tròn lên nhiều, rõ ràng béo lên. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đều không béo, dáng người rất tiêu chuẩn, hắn liền nhéo nhéo mặt Hạ Đông. Tiểu tử thối, sau này lúc ăn cơm, đừng ăn no, nếu càng lớn càng béo, càng béo càng lười, càng lười càng béo, cứ mãi như vậy thì. Hạ Đông béo nhìn rất đáng yêu, tôi thích hì béo lắm. Tiểu Linh chạy ra, cướp Hạ Đông từ trong tay Hạ Tưởng. Tiểu Linh mặc một bộ đồ mới, trang điểm giống như một tiểu tiên nữ, mắt phượng mày ngài, nhìn rất thu hút người khác. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười khổ, con trai mình không do mình quản, làm sao được. Tào Thù Lê mặc váy, mang đôi giày dài cao, áo gió hoa, cười khanh khách, xinh đẹp trẻ trung, nhìn vẫn như năm đó khi Hạ Tưởng lần đầu gặp. Hạ Tưởng nhất thời cao hứng, tiến lên ôm Tào Thù Lê, không ngờ vừa mới đem vợ ôm vào lòng, chợt nghe đến một tiếng cười truyền đến. Vợ chồng vừa gặp lại, Hạ Tưởng chắc chắn nhớ Thù Lê lắm đây. Nếu là dì Tề nói ra những lời này còn đỡ, nhưng lại là Tổng Bí Thư, khiến Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ. Tuy nhiên nhìn thấy Tổng Bí Thư mang tạp dề, trong tay đầy bột mì trắng, hắn lại cười. Có thể nhìn thấy Tổng Bí Thư làm việc nhà, tức là Tổng Bí Thư đã bắt đầu tiếp nhận hắn rồi. Có thể hòa nhập vào nhà Tổng Bí Thư,
hơn nữa còn không có hao tổn nhiều tâm tư, tất cả đều là bởi vì hắn có một cô vợ hiền giúp đỡ. Nếu không có Tào Thù Lê, hạ tưởng dù được Tổng Bí Thư thích, cũng sẽ không có chuyện hôm nay, có thể có được vinh hạnh thấy Tổng Bí Thư tự tay làm văn thánh. Đúng rồi, còn phải may mắn có một đứa con trai tốt. Quay đầu lại vừa thấy Hạ Đông vẻ mặt cười ngây ngô, mặc kệ Tiểu Linh kéo tay, nó vẫn đi chậm chậm từng bước nhỏ. Mới có chút tuổi đã có thần thái kiên định nhàn nhã, cũng khiến người ta bật cười. Đi vào phòng, dì Tề đang vắt mì. Tào Thù Lê thay quần áo đi giúp dì Tề, Hạ Tưởng cũng hào hứng nói. Để tôi giúp một tay. Tổng Bí Thư cười ha hả. Nghe Thù Lê nói, bình thường ở nhà cậu rất lười, một chút việc nhà cũng không làm. Hạ Tưởng không hề đỏ mặt. Không phải tôi lười, là vợ quá chăm chỉ. Tôi uống trà đọc báo xong vừa định làm việc, lại thấy việc nhà đã xong hết rồi. Dì Tề cười nói. Tiểu Hạ, cậu cũng đừng có chủ nghĩa đàn ông quá, lão Cao ở nhà cũng thường hay giúp tôi làm việc nhà. Cậu cũng nên phụ giúp Thù Lê một chút. Tục ngữ nói, thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Hạ Tưởng cười ha hả. Dì Tề, thật sự không phải tôi không chịu giúp, mà thật sự là Thù Lê quá chăm chỉ. Dì Tề liền nói với Tổng Bí Thư. Lão Cao, nhìn Hạ Tưởng mà xem, thật biết khen ngợi vợ mình. Tổng Bí Thư mặt mày hớn hở. Bà quên năm đó tôi cũng thường khen bà, còn viết thơ cho bà nữa. Dì Tề liếc Tổng Bí Thư một cái. Đều là những chuyện từ thời nào rồi, người trẻ tuổi bây giờ, liệu còn có bao nhiêu người biết viết thư nữa? Hạ Đông biết viết thư, ngày hôm qua còn viết một bài, nhìn viết cũng rất được. Tiểu Linh giống như tìm được vật quý mà nói. Hạ Đông cũng không hề khiêm tốn, gật gật đầu. Thật sự con biết viết thư. Tất cả mọi người bị vẻ thành thực đáng yêu của Hạ Đông chọc cười phá lên. Khó có được một dịp mọi người cùng tề tựu với nhau. Hạ Tưởng cũng chưa từng nghĩ rằng Tào Thù Lê là một người vợ biết xã giao bên ngoài, vì quan hệ giữa hắn và gia đình Tổng Bí Thư, xây dựng một nền tảng khá vững chắc. Hạ Tưởng cũng kéo tay áo lên, ngồi bên cạnh Tổng Bí Thư, cùng nhau gói vằn thắn. Tào Thù Lê và dì Tề phụ trách nhào nặn nặn mì và làm vỏ sủi cảo, bốn người phân công công việc, giống như người một nhà vậy, cùng nhau làm trông thật vui vẻ. Hạ Đông và Tiểu Linh mỗi người cầm một ổ bánh, đi đến một bên mà chơi. Ngay từ đầu Hạ Tưởng còn có chút căng thẳng cho dù là ai khác, khi cùng Tổng Bí Thư làm văn thánh thì cũng sẽ căng thẳng mà thôi. Mặc dù Tổng Bí Thư lúc này rất ôn hòa dễ gần, nhìn như một người bề trên trong nhà, nhưng dù sao đây cũng là một nhân vật có uy quyền cao nhất trong nước. Có thể sau này khi ông lui về ở ẩn, thì hào quang trên người mới giảm bớt đi một chút. Nhưng hiện nay ông vẫn còn là người cầm quyền lớn nhất trong nước, Hạ Tưởng vẫn có cảm giác bức bách. Sau khi chậm rãi thích ứng với cảm giác bức bách này, hơn nữa bầu không khí cũng trở nên hòa hợp hơn, những câu chuyện được thảo luận cũng chỉ là những chuyện trong gia đình, Hạ Tưởng cũng bắt đầu chậm rãi thả lỏng. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Tào Thù Lê cùng dì Tề đang làm vỏ bánh, xong lại đem vỏ bánh đến trước mặt Tổng Bí Thư, cứ thoải mái giống như ở nhà mình, khiến cho Hạ Tưởng âm thầm khâm phục chính mình. Đúng vậy, hắn khâm phục ánh mắt tuyệt vời của mình. Cưới một cô vợ có thể khiến cho phu nhân của người đứng đầu một nước yêu thích, thật may mắn biết bao nhiêu. Trên người Tào Thù Lê có một sức hấp dẫn tự nhiên, vẻ đẹp khiến cho các tiểu thư khuê các như Liên Nhược Hạp, Mai Hiểu Lâm đều không thể so sánh, làm cho người ta vô tình thích cô, tin tưởng cô, thân cận cô. Từ lúc Hạ Tưởng quen biết cô đã thể hiện đầy đủ thiên phú này của cô trước mặt cha mẹ Hạ Tưởng. Ở Dương Thành ăn có quen hay không? Có chịu được khí hậu ở đấy không? Tổng Bí Thư vừa gói sủi cảo, vừa không chút để ý hỏi Hạ Tưởng một câu. Hôm nay không khí rất thoải mái, không hề nói chuyện theo kiểu cách gì, Hạ Tưởng trả lời cũng theo bản tính. Cũng được, tôi không kiêng ăn, dạ dày của tôi cũng khá tốt, năng lực thích ứng cũng khá mạnh. Tôi cũng nghe Hạo Thiên nói, cậu thích ứng rất nhanh với tiết tấu công việc và cuộc sống ở Dương Thành. Không tồi, người trẻ tuổi nên có bộ dáng của người trẻ tuổi. Thang máy ở Dương Thành nhanh hơn một chút so với thang máy ở phương Bắc, tiết tấu cuộc sống nhanh hơn, mới có thể nhanh chóng xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa tốt. Tuy nhiên Hạ Tưởng, hình như biểu hiện của cậu vẫn chưa được tốt lắm thì phải. Tổng Bí Thư như cười như không nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sửng sốt. Tổng Bí Thư lại ha hả mỉm cười nói. Cậu làm văn thánh còn chậm hơn tôi, còn nói cậu biết làm việc nhà sao? Hạ Tưởng xấu hổ. Quả thật từ nhỏ đến lớn hắn đã làm không ít việc nhà,
nhưng lại chỉ không biết làm văn thánh, cũng chính là một yếu điểm của hắn. Không may, bị Tổng Bí Thư nhìn đúng vào điểm yếu. Làm xong sủi cảo, Tào Thù Lê và dì Tề đi nấu cơm, Tổng Bí Thư và Hạ Tưởng cuối cùng cũng rỗi rãi ngồi cùng nhau một lát. Ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, Tổng Bí Thư không biết là vô tình hay cố ý hỏi. Lễ truy điệu của ông cụ phó khi nào mới làm, đã quyết định chưa? Việc truy điệu cho ông cụ phó phải được Trung ương đến phê chuẩn, nhưng bây giờ đang là dịp Tết, có lẽ sẽ kéo dài vài ngày. Hạ Tưởng cũng nghe Phó Tiên Phong nói, định tổ chức vào ngày mồng 4, nhưng cũng không đưa lên tin tức. Tổng Bí Thư hoàn toàn có thể bảo thư ký đến hỏi nhà họ Phó, nhưng lại hỏi trực tiếp Hạ Tưởng, là có hàm ý khác. Hạ Tưởng liền chi tiết nói ra ý định của Phó Tiên Phong. Tổng Bí Thư gật đầu. Tôi không có ý kiến, tôn trọng sự sắp xếp của người nhà vậy. Một câu nói của Tổng Bí Thư, xem như đã quyết định lịch trình tổ chức lễ truy điệu của ông cụ Phó rồi. Hôm qua, tôi có ghé thăm Bí Thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Tôn, trạng thái tinh thần của bọn họ đều rất tốt, khiến cho người khác cũng cảm thấy vui mừng. Hạ Tưởng nói với Tổng Bí Thư một chút việc hắn làm, không nói những chuyện khác, mà lại cố ý chỉ ra Diệp Thạch Sinh và Tôn Tập Dân, là có dụng ý. Tổng Bí Thư sắp lui về, quan tâm nhất là tình hình sau khi đã thoái vị. Hạ Tưởng không gặp Cổ Thu Thật, cũng không có đi khắp Bắc Kinh thăm hỏi mấy vị quan lớn, mà lại cố ý thăm hỏi hai vị đồng chí lão thành, chứng tỏ hắn không phải là người vong ân bội nghĩa. Tổng Bí Thư vui mừng mỉm cười, vừa lúc sủi cảo nóng hầm hập đã ra nồi, ông nhẹ nhàng sờ bụng. Đói bụng quá, nào, Hạ Tưởng, chúng ta ăn trước vài cái nào. Một bữa ăn gia đình thật vui vẻ thân tình. Hạ Tưởng cũng chỉ nhấm nháp sủi cảo cùng Tổng Bí Thư, không nói gì về đề tài chính trị. Người thông minh như Hạ Tưởng, dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc mà để mất hứng trong cuộc nói chuyện này. Lúc này tất cả đều không cần nói, sủi cảo và rượu, càng uống càng vui, đã nói lên tất cả. Lúc tạm biệt Tổng Bí Thư ra về, hắn định dẫn theo Tào Thù Lê và Hạ Đông đi cùng, ít nhất cũng phải đoàn tụ một lúc. Không ngờ Hạ Đông sống chết cũng không chịu đi, Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành để vợ con ở lại, một mình lên đường. Sau đó, Hạ Tưởng mới cảm thấy rất may mắn về việc Hạ Đông náo loạn, không có vợ con ở trên xe, là may mắn vô cùng trong cái không may mắn. Mới khiến hắn có thể không e dè gì mà đi làm theo ý của mình. Bởi vì vấn đề tuổi tác, tuy rằng bản thân đã ngồi ở vị trí cao, nhưng một khi có cơ hội Hạ Tưởng vẫn muốn được tự mình lái xe, thứ nhất là có thể đi khắp nơi theo ý mình, không có lái xe luôn luôn theo sát, cũng giảm bớt khả năng bị người bên cạnh bán đứng. Thứ hai, ở tuổi của Hạ Tưởng, xương cốt còn cứng cáp, nhiều khi vẫn muốn trải nghiệm lạc thú của việc lái xe. Ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng có vài chiếc xe, đều có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, cũng không có đăng ký dưới tên hắn, cho dù là giấy phép của quân đội hay là giấy phép của nội các chính phủ, thậm chí là giấy phép ngoại giao hắn đều có. Làm một người thật tốt, không thích gây chuyện sinh sự, cho tới bây giờ Hạ Tưởng chỉ đăng ký giấy phép xe bình thường, hơn nữa còn là loại xe không được tốt lắm. Nhưng ở trong số những chiếc xe đó, cho dù chọn lấy một chiếc ô tô bình thường nhất với giấy phép bình thường thì cũng không phải là một chiếc xe có chất lượng quá kém. Hạ Tưởng thích loại xe gọn nhẹ mà linh hoạt hoặc loại xe công suất lớn, nói chung là xe không to, phân khối lớn, tăng tốc nhanh, có thể linh hoạt vượt qua được mọi loại địa hình. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, Hạ Tưởng nhấn ga rất nhẹ. Quan niệm của hắn là, sẽ không tiêu tốn năng lượng của xe, nhưng đến lúc cần vượt, thì nhất định phải có năng lượng dự trữ. Nói đúng hơn, hắn chỉ nhã nhặn lúc hắn muốn nhã nhặn, nếu thật muốn động, thì chưa biết ai sợ ai. Hôm nay, xe Hạ Tưởng đi chính là chiếc Golf GTI, giá trị cũng không quá cao, chỉ khoảng 250.000 tệ, kiểu dáng khiêm tốn, chỉ là khẩu pháo nhỏ trong mắt của người đời. Đây là xe của Liên Nhược Hạm, bình thường vẫn để ở nhà họ Ngô, tuy rằng để đó không dùng đến nhưng vẫn được bảo dưỡng tốt. Hạ Tưởng chỉ biết xe đã từng được cải tạo qua, bởi vì động cơ xe GTI là động cơ 2.0, theo thông số của nhà sản xuất thì có thể quay được 280 vòng, công suất lớn nhất là 148 kW, nhưng vừa nghe tiếng động cơ nặng nề gầm nhẹ, dường như là có áp suất rất lớn, cố ý che đậy sức mạnh thực sự, khiến cho một người không phải chuyên gia nghiên cứu xe như Hạ Tưởng sau khi nghe cũng cảm nhận được từng vòng quay của động cơ như ẩn chứa động lực mạnh mẽ. Khởi động xe xong, cũng không nhấn ga quá mạnh, động cơ cũng không đạt đến được tốc độ cao nhất, chỉ dừng lại ở tốc độ như động cơ 2.0 bình thường, có lực nhưng không quá nhanh,
nhưng chỉ cần nhấn mạnh thêm chút nữa, động cơ sẽ phát ra âm thanh trầm thấp động lòng người, sau đó động lực cuồn cuộn không ngừng phát ra, đạt tới giới hạn hưng phấn mãnh liệt. Làm một quan lớn cấp phó tỉnh, có trăm ngàn công vụ bận rộn, do đó yêu thích xe cộ, so với một số cán bộ tai to mặt lớn cả ngày chỉ biết phóng túng nuôi nhân tình thì cao thượng hơn rất nhiều. Bên ngoài xe góp GTI, ngoại trừ có dấu hiệu GTI, so với các xe khác cũng không khác biệt lắm. Hạ Tưởng cũng không hiểu vì sao Liên Nhược Hạm lại cho tháo nhãn hiệu GTI đi, lốp xe cũng thay bằng loại lốp bình thường, nói đúng hơn, nhìn bên ngoài, cũng không khác biệt lắm so với loại xe góp bình thường khác. Góp được người châu Âu gọi là xe dân dã, ngụ ý chính là xe đi chợ. Ở trong nước, thị trường xe so với bên kia cũng không khác biệt cho lắm, đại bộ phận người dân đều dùng góp làm công cụ đưa đón con và mua đồ ăn thay cho đi bộ. Hạ Tưởng lái xe góp, nhập vào dòng xe cộ, trong dòng xe đó, xe trị giá mấy trăm ngàn với xe trị giá mấy hào như xe ngựa đều giống nhau. Ở Bắc Kinh xe nhiều, xe tốt cũng nhiều, xe bình thường cũng nhiều. Cho dù như thế nào, xe của Hạ Tưởng cũng như các xe góp bình thường, cũng không được tính là loại kém. Nếu đã trông giống như thường thì phải là không bị ai chú ý mới đúng, nhưng thực tế không phải vậy, mới đi được không xa, Hạ Tưởng liền chú ý tới phía sau có người theo đuôi. Vốn đã hẹn gặp mặt Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng đi từ đông sang tây, xe phía sau cũng không biết là bám theo từ lúc hắn ra vừa ra khỏi cửa hay là bám theo từ đoạn đường bất chợt nào đó, dù sao vẫn là không nhanh không chậm đi theo, vẫn giữ khoảng cách mấy chiếc xe. Xe đối phương là một chiếc Audi, ít nhất cũng là động cơ 3.0. Có lai lịch gì, đầu tiên Hạ Tưởng nghĩ đến đó là Phạm Tranh hoặc Cao Kiến Viễn, nhưng nghĩ lại dường như không đúng, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn không có khả năng nắm được hành tung của hắn rõ ràng như thế. Nhưng nếu không phải bọn họ thì ai lại có năng lực như vậy? Bất kể chúng là ai, muốn dùng kỹ xảo theo dõi để uy hiếp hay là đe dọa hắn. Không có cửa đâu. Hạ Tưởng vẫn như cũ không nhanh không chậm đi trước, lại đi lệch hướng không tới chỗ hẹn, bởi vì hắn cũng không muốn dẫn đối phương tới chỗ hẹn gặp mặt của hắn và Tống Chiêu Độ. Đối phương rất kiên trì, giữ khoảng cách không xa không gần, dường như không hề lo lắng Hạ Tưởng sẽ chạy trốn, cũng phải. Một chiếc góp muốn bỏ rơi một chiếc Audi 3.0, thật đúng là mơ mộng hão huyền. Nói chung vẫn duy trì ở tốc độ 40 km, Hạ Tưởng lại phát hiện có điểm khác thường, đối phương không phải chỉ có một chiếc xe mà có tới tận 3 chiếc xe. Phía trước 2 cái, phía sau 1 cái, hình thành thế vây hai mặt cả trước cả sau. Hạ Tưởng càng xác định đây là thủ pháp của Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, cảnh tượng ở nhà họ Phó hôm trước còn đang rõ ràng trước mắt. Đối phương dày công tính toán kế hoạch hôm nay, chẳng nhẽ là muốn giả tạo tai nạn xe cộ mà đưa hắn vào chỗ chết. Hai chiếc xe ở phía trước, một chiếc là BMW, một chiếc là Acura, dung tích đều từ 3.0 trở lên, cho dù là động lực hay bố trí, cùng với trang bị an toàn đều là xe tốt, giá trị hơn xe góp của Hạ Tưởng gấp mấy lần. Đó mới chỉ nói đến giá cả và hệ số an toàn, xe của đối phương lại nhiều, cộng lại có ưu thế gấp đôi. Hạ Tưởng không có một phân thắng lợi, hơn nữa phía trước của hắn có tới 2 chiếc xe, nếu bị xe phía sau trực tiếp đâm vào đuôi xe, nếu không chết thì cũng bị thương nặng. Khoảng thời gian trước ở Bắc Kinh từng xảy ra tai nạn tương tự, một chiếc xe bị kẹp giữa hai xe khi ở ngã tư đường dừng đèn đỏ, bị một chiếc ô tô ở đằng sau đâm tới, va chạm mãnh liệt. Dưới lực va đập rất lớn như thế, hai xe dường như đều bị vỡ nát, hai người ngồi sau tử vong tại chỗ, bản thân lái xe cũng bị thương nặng. Hạ Tưởng càng cảm thấy, hôm nay đối phương không chỉ đơn giản là theo dõi và đe dọa, xem ra không có ý tốt, nói không chừng sẽ ra tay nặng. Trong lòng Hạ Tưởng dần tức giận, tốt, cứ việc phóng qua đây. Vừa nghĩ vừa xem xét tình hình giao thông một chút, bây giờ là khoảng 2 giờ chiều, lại là trong Tết âm lịch, là khoảng thời gian đường phố vắng vẻ khó có được ở Bắc Kinh, trên đường xe không nhiều lắm, rất thuận lợi để vượt xe. Nhưng xuất phát từ lý do an toàn, Hạ Tưởng quyết định vẫn là nên dẫn đối phương đến đoạn đường hẻo lánh. Tuy rằng hắn không quen thuộc Bắc Kinh, nhưng thật tốt là trong xe có thiết bị dẫn đường, liền cố ý tìm một đoạn đường vắng vẻ nằm xa nội thành. Tốc độ dần dần tăng lên, từ 40 km tăng dần đến 80 km, thừa dịp hai xe ở phía trước chưa chuẩn bị, nhanh chóng vượt qua. Sau khi vượt qua hai xe ở phía trước, Hạ Tưởng đột ngột tăng tốc lên 110 km, gào thét phóng qua. Kỳ thật Hạ Tưởng vẫn để lại đường sống, nguyên theo thông số của nhà sản xuất, xe GTI chưa độ có thể tăng tốc lên 100 km trong vòng 6.9 giây,
nhưng sau khi được Liên Nhược Hạm độ thêm, lấy tài lực của Liên Nhược Hạm, toàn bộ linh kiện bên trong đều được nhập khẩu từ Đức, phỏng chừng sẽ đạt tới tốc độ 100 km trong vòng 6 giây. 6 giây thể hiện điều gì? Là số liệu mà rất nhiều xe thể thao chuyên nghiệp mong muốn đạt tới. Xe Hạ Tưởng đột nhiên tăng tốc rời khỏi khiến đối phương nhất thời bối rối, chần chừ trong chốc lát, dường như là đang thương lượng xem làm sao đối phó lại tình huống đột phát vừa rồi. Lúc này, Hạ Tưởng rẽ phải, đi tới đường cao tốc phía Tây. Ba chiếc xe đằng sau dường như đã cùng nhất trí, đi theo xít sao, nhanh chóng tăng tốc, cấp tốc đến gần Hạ Tưởng. Bình thường, Hạ Tưởng khẳng định sẽ liên lạc với cảnh sát hoặc nhờ người khác giúp đỡ, một cú điện thoại của hắn ở Bắc Kinh, có thể điều động được một lực lượng rất lớn. Nhưng hôm nay, Hạ Tưởng quyết định tự mình đối phó với mấy tên đạo trích này. Một người hàng ngày nếu đều phải trốn tránh dưới tầng tầng lớp lớp bảo hộ mà không có năng lực tự bảo vệ chính mình, sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu, tránh được mùng 1, không tránh được 15. Tóm lại, chỉ khi nào bản thân có đủ cứng rắn, dựa vào sức lực của bản thân mình cũng có thể khiến cho đối phương thất bại thảm hại, mới có thể khiến cho đối phương hết hy vọng, mới có thể thu hồi răng nanh, hiền lành hơn ba phần. Nếu hôm nay có Tào Thù Lê cùng Hạ Đông ở trên xe, hắn cũng sẽ không hành động bột phát ngông cuồng tuổi trẻ như vậy, nhưng hôm nay hắn chỉ có một mình, lại đi một chiếc xe như ý như vậy. Liên Nhược Hạm rất yêu xe, năm đó khi còn ở huyện Bá, cô thường xuyên tự mình lái xe đi du ngoạn khắp nơi, mọi phương diện đều rất hợp ý hắn. Hạ Tưởng quyết định, sẽ cùng đối phương chơi một trò mèo vờn chuột, hắn muốn cho đối phương biết, cho dù là hắn ở phía trước sân khấu có tiền hô hậu ủng hay ở phía sau màn đơn độc một người, cũng đều không dễ bị bắt nạt. Thời điểm mừng năm mới, xe trên đường cao tốc rất ít, Hạ Tưởng thấy ba chiếc xe phía sau nhanh chóng tới gần, ngược lại lại lái xe chậm lại. Khi hắn đi chậm lại, ba chiếc xe ở phía sau cũng giẫm phanh theo, trong số ba chiếc xe, một chiếc Audi vượt lên trên, hai chiếc BMW và Acura thì vẫn tiếp tục theo sau. Acura không tồi, là một chiếc xe ngoại, cứng đối cứng không có ưu thế, chiếc BMW còn lại là một chiếc xe X5 rộng thùng thình nặng nề, nặng hơn 2 tấn, dùng để đâm xe thì không gì tốt hơn. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Phía trước có một chiếc, phía sau hai chiếc, Hạ Tưởng bị kẹp ở bên trong, nếu hắn biết năm đó nhà nội ở đường cao tốc sân bay thành phố Lỗ, cũng bị người khác dùng trận thế trước mắt làm cho thiếu chút nữa xe hủy người chết, không chừng cũng sẽ đồng cảm với nhà nội. Bởi vì xe nhà nội ngồi là một chiếc xe lớn có ưu điểm là chạy êm nhưng khuyết điểm chính là không đủ linh hoạt. Bốn chiếc xe trên đường cao tốc, khoảng cách trước sau không vượt quá 200 mét, cùng nhau bình an vô sự đi hơn 10 km, đột nhiên, Hạ Tưởng hành động. Nói chính xác hơn, là chân Hạ Tưởng di động. Một cước giẫm xuống. Chiếc xe đi chợ trong mắt người ngoài bỗng nhiên phát ra động lực to lớn vô biên, động cơ cũng phát ra âm thanh gầm nhẹ nặng nề, hòa lẫn trong tiếng gầm còn có tiếng hút khí, hí hí của vòng xoay đang không ngừng tăng tốc. Lực đẩy mạnh mẽ khiến cho thân mình của Hạ Tưởng dựa sát vào lưng ghế, động cơ đặc thù 2.0 sau khi được độ, mạnh mẽ áp khí, không thua kém gì động cơ 3.5 khiến cho người ta phải sợ hãi. Chỉ nghe thấy một tiếng trượt lốp truyền tới, cùng với việc trên mặt đất xuất hiện một làn khói mỏng. Chiếc Golf GTI như được rót vào năng lượng hỏa tiễn, gào thét, nhanh chóng tăng từ 120 km lên 160 km. Để nhận định một chiếc xe tốt hay không thì phải dựa trên hai tiêu chí, thứ nhất là yên lặng tăng tốc lên 100 km, hai là thời gian tăng tốc từ 100 km lên 200 km. Động cơ tăng tốc xoáy mạnh, thường thường ở vận tốc thấp quay vòng lớn, sức bật mạnh, khi tăng tốc lên 100 km mới có lực, sau khi vượt qua 100 km. Tốt xấu đều biểu hiện rõ ràng. Nhưng sau khi được Liên Nhược Hạm độ thêm, chiếc GTI, sau khi tăng tốc lên 100 km, động lực vẫn cuồn cuộn không ngừng như cũ, cuồn cuộn mãnh liệt, kích động thần kinh của Hạ Tưởng, cũng chọc giận ba chiếc xe theo dõi phía sau hắn. Chiếc BMW X5 nổi giận đầu tiên, gầm lên giận dữ, trong một thoáng như con ngựa hoang mất cương, liều mạng đâm tới phía sau xe Hạ Tưởng, dù sao xe của Hạ Tưởng cũng nhỏ, lại bị chặn hai đầu. Nếu như bị một chiếc xe 2 tấn tốc độ 160 km đâm tới, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chiếc BMW X5 mặc dù có trọng lượng lớn, nhưng dù sao cũng là sử dụng động cơ công suất lớn, cho nên tác dụng chậm, dưới lực quán tính mạnh mẽ, sau khi tăng tốc có tác dụng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, theo Hạ Tưởng phỏng đoán,
theo tốc độ tới gần nhanh chóng của chiếc X5, có khả năng là sử dụng động cơ 4.0 trở lên, bởi vì với việc hắn tăng tốc cực nhanh mà đối phương vẫn có thể tới gần như cũ, thì chất lượng động cơ sau khi tăng tốc lên trên 120 km, có ưu thế vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, đồng thời, chiếc Acura cũng nhẹ nhàng vượt qua chiếc Audi, qua phía bên phải, vượt qua cả chiếc Golf GTI của hắn. Acura là sản phẩm thương hiệu của Honda, thấp nhất cũng là động cơ 3.5, lấy động cơ 3.5 bắt nạt động cơ 2.0, cho dù có tăng cường áp lực hơn nữa, cũng không thể bù lại được chênh lệch giữa 4 xi lanh và 6 xi lanh, cùng với mức chênh lệch 1.5 của động cơ. Acura vượt lên trên. Chiếc Acura sau khi vượt lên, nhanh chóng thay đổi đường chạy, đồng thời giảm tốc độ, dụng ý rất rõ ràng, đó là biến hạ tưởng thành nhân bánh quy. Ngược lại, chiếc Audi trở thành chiếc xe đi chậm nhất, chậm chậm ở phía sau nửa ngày cũng không thấy theo đến kịp. Thấy đuôi chiếc xe phía trước ngày càng gần, chiếc xe lớn phía sau lại như mãnh thú há mồm thật to, muốn đem hạ tưởng một ngụm nốt vào. Tốt, nếu chơi điên rồi thì cũng chơi đến tàn phế luôn, hạ tưởng đột nhiên đảo tay lái sang bên phải. Trong lúc chiếc xe phía sau sắp tiếp xúc với khung bảo hiểm của xe hắn, lợi dụng ưu thế xe nhỏ linh hoạt, cấp tốc vượt qua phía bên phải. Sau khi vượt qua, lại nhanh chóng quay lại, hạ tưởng với Liên Nhược Hạm quả thực là người một nhà, tâm ý liên thông, cũng bởi hạ tưởng rất hiểu Liên Nhược Hạm, hắn tin Liên Nhược Hạm nếu đã độ chiếc GTI này thì nhất định sẽ không tiếc tiền. Chiếc GTI sau khi được Liên Nhược Hạm độ, chẳng những thông số của động cơ có thay đổi lớn, sàn xe cũng đã được gia cố và cải thiện. Hạ tưởng vững vàng thay đổi tuyến đường, lại tiếp tục nhấn ga, động cơ lại tiếp tục nổ vang lên, động lực lại dâng trào mãnh liệt. Thật sự là một chiếc xe tốt, hạ tưởng tán thưởng trong lòng, chẳng những đạt đến cảnh giới người và xe hợp nhất, hơn nữa bất kể là động lực hay là gia cố sàn xe, đều đạt mức độ tương đương với tiêu chuẩn cao. Đương nhiên, nếu hạ tưởng biết Liên Nhược Hãm mua chiếc xe trị giá 250.000 mà tiêu tốn gần triệu tệ chi phí độ xe, thì hắn nên lấy làm vui mừng vì mấy chiếc xe theo dõi hôm nay, không có chiếc nào giá trị hơn 1 triệu. Nói đi thì phải nói trở lại, nếu mấy chiếc xe kia biết được giá trị thực tế của chiếc xe đi chợ của hạ tưởng mà nói, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ vui mừng trong đau khổ. Chiếc GTI có ưu thế cải biến linh hoạt, sàn xe được gia cố vững chắc cùng với lốp xe đặc thù, hơn nữa cộng thêm Liên Nhược Hãm không tiếc một khoản tiền lớn gia cố lại toàn bộ ghế ngồi. Chiếc GTI trong tay hạ tưởng lúc này giống như có linh hồn, trốn tránh xê dịch, giống như bóng ma, tận dụng triệt để, nhân lúc xe Acura ở phía trước sơ sẩy, chiếc BMW X5 ở phía sau sơ suất, mà chiếc Audi còn chưa có phản ứng kịp, áp sát phía bên phải xe Acura, rồi giống như tia chớp. Vượt qua, mà chiếc BMW X5 liều lĩnh muốn đâm vào hạ tưởng bỗng chốc sửng sốt. Tuyệt đối không ngờ một chiếc xe con trị giá chỉ hơn 100.000 mà khi đạt đến tốc độ trên 160 km vẫn chạy cuồn cuộn không ngừng, không hề chậm lại, hơn nữa vẫn vô cùng linh hoạt, đảo một cái là có thể vượt qua một cách thành công, ung dung bỏ chạy, quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Làm gì có, khả năng, cũng không phải là xe đồ chơi, từ khi một chiếc xe góp có thể trong giây lát áp sát một chiếc BMW X5, chẳng lẽ lại là chuyện nghìn lẻ một đêm? Thật và vô cùng đáng kinh ngạc, vừa rồi để đâm nát chiếc xe góp kia, chiếc BMW X5 đã vận dụng toàn lực, căn bản hoàn toàn không nghĩ đến mục tiêu sẽ chạy mất, lúc này muốn phanh lại, thì không còn kịp nữa, chiếc BMW X5 liền đâm thẳng vào đuôi chiếc Acura phía trước. Nổ, oanh, một tiếng, chiếc xe BMW X5 chạy với tốc độ 160 km đâm thẳng vào chiếc Acura chạy với tốc độ 140 km. Dường như khoảng chênh lệch vận tốc 20 km/h không phải là vấn đề lớn, nhưng bởi vì xe đằng trước dùng lực phanh quá mạnh, xe đằng sau lại dùng tăng tốc quá lớn, cho nên sau khi va chạm, chiếc BMW X5 đã hất chiếc Acura bay xa mấy mét. Nếu còn ở trong nội thành thì cũng không có gì, bay xa mấy mét thì cùng lắm cũng chỉ là đụng vào xe khác hoặc là bị hất sang một bên, nhưng hiện tại lại đang là trên đường cao tốc, hơn nữa còn trong trạng thái bay xa dưới tốc độ trên 120 km. Chiếc Acura sau khi bay khỏi mặt đường, bánh trước lập tức mất khống chế, sau khi hạ xuống theo quán tính, lái xe chiếc Acura vô cùng kinh hoàng, tay lái chỉ hơi động một cái, trong nháy mắt đã lệch xa mấy chục mét. Chiếc Acura đảo quanh tại chỗ, nằm ngang, xe dù có tốt hơn nữa cũng không kháng cự được định luật vật lý, sau khi lảo đảo vài lần, rốt cuộc chiếc Acura cũng lâm vào trạng thái khủng bố nhất, lật nghiêng. Đầu tiên là đảo một cái, sau đó là bay lên trời.
chuyển vài vòng trên không rồi nặng nề dừng trên mặt đất, thật hay, là bốn bánh rơi xuống đất chứ không phải là bốn bánh chồng lên trời. Chẳng qua có một điều đáng tiếc chính là, cùng với một tiếng phanh chói tai, một chiếc xe địa hình phanh lại không kịp, hung hăng đâm vào chiếc Acura lập tức bị phá thành mảnh nhỏ, xe hủy người chết. Đúng là, tuy rằng là bốn bánh chạm đất, nhưng lại rơi xuống không đúng chỗ, lạc nhầm sang phía bên đường xe chạy ngược lại. Chiếc BMW X5 vô cùng rắn chắc, gần như là lông tóc không hao tổn chút gì, thấy tình cảnh như vậy, giận tím mặt, một cước giẫm mạnh ga, thẳng hướng đuổi theo Hạ Tường. Mà chiếc Audi sau đó, cũng là lửa giận ngút trời, bị Hạ Tường trêu chọc khiến cho phe mình bị tổn thất mà mặt tối đen. Kỳ thật, nếu vừa rồi không phải là Hạ Tường chạy nhanh thì kẻ bị xe hủy người chết chính là hắn. Hạ Tường nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh tượng như vậy, kết cục thê thảm của chiếc Acura khiến hắn nhận thức tỉnh táo hơn, mục đích của đối phương hôm nay chính là không khiến hắn chết thì sẽ không thôi. Nếu hắn chỉ hơi chậm một bước thì hiện tại cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Tốt, nếu muốn liều chết đến cùng thì hắn sẽ theo. Hạ Tường thấy đối phương mặc kệ sống chết của đồng đội, như cũ điên cuồng tăng tốc đuổi theo, lửa giận trong lòng cũng càng đốt càng tăng. Hạ Tường dùng kế, thả chậm tốc độ, dường như cố ý chờ đối phương, lại như mê hoặc đối phương, khiến đối phương cho rằng xe hắn không còn động lực nữa. Bất kể là như thế nào, Hạ Tường hạ quyết tâm, phải khiến cho đối phương thất bại thảm hại, từ đó thông báo cho kẻ đứng phía sau, dùng thủ đoạn bất chính để đối phó với hắn, chỉ có thể chuốc lấy thất bại thảm hại. Không bao lâu sau, chiếc BMW X5 và chiếc Audi một trước một sau hùng hổ đi lên, giống như muốn liều mạng. Đến tận lúc này, trong lòng Hạ Tưởng còn không dám khẳng định rốt cuộc đối phương là do ai phái tới, từ góc độ bình thường suy đoán, có thể là do Phạm Tranh ra tay. Bởi vì trước mắt, hắn và Phạm Tranh có mâu thuẫn lớn nhất, hơn nữa Phạm Tranh cũng đã ở Bắc Kinh vài năm, coi như là cũng hơi có căn cơ. Hơn nữa từ cảnh tượng ở nhà họ Phó khi đó, Phạm Tranh là người có động cơ ra tay nhất. Nhưng dựa vào những hiểu biết của Hạ Tưởng về Phạm Tranh, lấy tính cách của Phạm Tranh, dường như lại không thể hung tàn đến như thế. Dù sao bây giờ Phạm Tranh cũng là người có thân phận, không có khả năng được ăn cả ngã về không, muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu không, y và Phạm Duệ Hằng đều không thể tránh khỏi liên can, khẳng định sẽ dẫn đến kết cục tan cửa nát nhà. Chẳng lẽ lại là Cao Kiến Viễn? Nếu Cao Kiến Viễn lấy việc y bị ngồi tù và cái chết của Cao Thành Tùng tính lên đầu Hạ Tưởng, thì quả thật cũng là y ước gì Hạ Tưởng có thể chết đi. Nếu quả thực để Hạ Tưởng điều tra ra được là do y gây nên, Hạ Tưởng nhất định sẽ không bỏ qua y, mặc kệ là sử dụng thủ đoạn mượn đao giết người hay là trực tiếp xử lý, y dù sao cũng đừng nghĩ sẽ có quả ngon để ăn. Hai chiếc xe phía sau lại một lần nữa nhanh chóng tới gần Hạ Tưởng. Lúc này, chiếc BMW X5 đi lên phía trước, vượt lên phía bên trái của Hạ Tưởng, bởi vì tốc độ quá nhanh, kéo theo gió khiến thân xe của Hạ Tưởng cảm giác được lay động rõ ràng. X5 ở phía trước, Audi ở phía sau, lại thế kẹp trước sau. Tuy nhiên, Hạ Tưởng không cho chúng nhiều cơ hội như vậy, không đợi đối phương bố trí xong, Hạ Tưởng đã bỗng chốc vượt sang bên trái. Chiếc GTI linh hoạt lại một lần nữa thể hiện sức hấp dẫn của một viên pháo nhỏ, bánh xe ở dưới điên cuồng tăng tốc, động cơ 4 xi lanh nho nhỏ xuất ra động lực mạnh mẽ, thân nhẹ như yến, sắc bén không thôi, nhân lúc chiếc BMW X5 còn chưa kịp phản ứng, chiếc GTI đã giống như một làn khói nhẹ, phóng khoáng, quăng chiếc X5 và chiếc Audi ở phía sau. Hơn nữa còn nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Chiếc X5 và Audi đều bạo nộ, đều một cước giẫm mạnh lên chân ga, động cơ rốt cuộc giống lên một cách điên loạn, liều mạng truy kích Hạ Tưởng. Nhưng điều khiến cho X5 và Audi phiền muộn chính là, cái công cụ được coi là xa hoa, dùng thay cho đi bộ ở phía xa, một chiếc xe góp phổ thông lại có thể khiến cho mong muốn của bọn họ bất thành. Giống như một con chim yến nhẹ nhàng khéo léo, như ẩn như hiên ở phía trước nhưng chính là mãi không thể đến gần. Bốn chiếc lốp xe dường như không đáng giá trong mắt bọn chúng, lúc này dường như có thần lực, tăng tốc cực nhanh, khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Củ chuối, con mẹ nó, đây đúng là xe góp hay là máy bay vậy? Chiếc X5 và chiếc Audi đằng sau được coi như là được mở mang tầm mắt, lớn đến nhường này, vẫn chưa từng thấy có một chiếc xe giá chỉ hơn 100.000 nào mà chạy trốn còn nhanh hơn mấy xe trị giá mấy trăm nghìn này, chẳng ai tin được sự thật đang diễn ra trước mắt. Càng làm cho người khác kinh sợ chính là, ở phía trước đã xuất hiện một đoàn xe, chiếc góp trong nháy mắt đã vượt qua, biến mất khỏi tầm mắt của chiếc X5 và Audi.
Nếu nói vừa rồi liều chết cũng đuổi không kịp chiếc xe góp là kỳ tích thì chuyện hiện tại chính là thần tích. Sau khi xảy ra thần tích thì chính là kết thúc. Chiếc X5 và Audi vất vả lắm mới vượt qua đoàn xe, đột nhiên lại phát hiện ra chiếc xe góp, không khỏi hết sức vui mừng, tuy nhiên xe góp lại đi vào khu phục vụ, xe X5 và xe Audi dùng bộ đàm liên lạc, không nói hai lời đều cùng đi vào khu phục vụ, một trái một phải vây xung quanh xe góp, nghĩ thầm xem ngươi chạy đi đâu, mẹ nó, hại chết người của bọn ta, hôm nay, không thể không giết ngươi. Một người ở trên xe góp bước xuống, đừng nói là có ý chạy trốn. Ngược lại nhàn nhã ung dung, dường như là đang chờ bọn họ. Trên chiếc X5 có hai người, trên chiếc Audi cũng có hai người, bốn người đều vai u thịt bắp, bốn đánh một, hạ tưởng cho dù có bản lĩnh lớn đến mấy cũng phải bó tay chịu trói. Mấy người thoáng nhìn nhau, đi tới vây quanh hạ tưởng. Hạ tưởng khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng cười. Đừng náo loạn, nhìn xem phía sau bọn mày. Mấy người sửng sốt, nghĩ hạ tưởng nói láo, nhưng vẫn theo bản năng quay lại. Lập tức sợ tới mức hồn bay phách lạc. Ở phía sau, có hơn 10 họng súng tối om đang chĩa vào đầu bọn chúng. Muốn dở thủ đoạn với hạ tưởng tình nguyện tiếp đãi. Muốn cùng hạ tưởng dở trò đen tối, hạ tưởng cũng tiếp đãi. Nhưng sau khi đã ở trước mặt hạ tưởng ngấm ngầm dở thủ đoạn đen tối xong, mà còn muốn toàn thân trở ra, thì đừng mơ. Bất cứ ai dở âm mưu quỷ kế trước mặt hạ tưởng cũng sẽ khiến kẻ đó không được sống tốt. Chiếc Acura đã bị xe hủy người chết cho nên hạ tưởng chỉ có thể tiếc nuối, chiếc X5 và Audi còn điên cuồng đuổi theo hắn không tha, không khiến cho bọn chúng quay vòng vòng thì hạ tưởng thật đúng là quá tốt bụng rồi. Hạ tưởng tuy rằng cũng thừa nhận chính mình là người tốt, nhưng sẽ không tốt đến mức không có nguyên tắc. Bốn người bị hơn 10 họng súng chĩa vào đầu, trước kia kể cả xem phim hay nằm mộng đều chưa thấy qua cảnh tượng như thế này, rõ ràng đang xuất hiện trước mắt. Một tên trong đó đã bị dọa đến mức ngất xỉu trên mặt đất. Trong đó, có một tên mắt một mí, tóc rẽ ngôi, trung tuổi, rõ ràng là thủ lĩnh, y cố gắng trấn tĩnh, bước một bước về phía trước, gượng cười. Hiểu lầm, phó bí thư hạ, tôi muốn nói. Trực tiếp nói lên chức vụ của hạ tưởng mà còn nói là hiểu lầm, đến thằng ngốc cũng lừa không được. Hạ tưởng cũng không nói tiếp, phía sau có một người bước ra, một cước đá vào phía sau lưng tên trẻ ngôi. Tên trẻ ngôi, ai ra, một tiếng liền ngã xuống đất. Hai người còn lại thấy tình thế không ổn, đều quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Phó bí thư hạ, chúng tôi sai rồi, tha mạng. Bây giờ mới biết sai rồi, cái bộ dạng không giết được người thì không thôi vừa rồi đã chạy đi đâu mất. Nếu không phải hạ tưởng cơ trí, có năng lực tự bảo vệ mình thì nói không chừng hiện tại đã đi đời nhà ma. Mấy người đi lên, không khách khí quạt tay bốn người ra đằng sau. Trực tiếp áp giải đi. Sau khi bốn tên đó bị áp giải lên xe, một người mới từ một chiếc xe thông thường bước xuống, đi đến bên người hạ tưởng. Phó bí thư hạ, cậu cũng quá dọa người, làm sao lại một mình đối phó ba chiếc xe, đáng nhẽ phải báo cho tôi biết sớm, nếu chẳng may đến chậm một bước, xảy ra chuyện lớn, thì bảo tôi như thế nào giải thích với lão cổ. Chính là Hứa Quan Hoa. Hạ tưởng thấy Hứa Quan Hoa là thật lòng quan tâm, mỉm cười. Luôn luôn nhường nhịn sẽ khiến đối phương bị mê hoặc, cho rằng tôi sợ chúng. Chơi đùa với bọn chúng, cũng là để cho bọn chúng biết được, là không có đường. Nếu như tôi hễ cứ gặp chuyện gì cũng đều nhờ anh ra mặt, thì sẽ khiến cho đối phương được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, sau đó xuống tay với người nhà anh. Tuy rằng hạ tưởng nói có lý nhưng Hứa Quan Hoa vẫn không thể tán thành hành động của hạ tưởng, bất quá đây chính là hạ tưởng cho nên dành phải hỏi. Mấy tên này làm sao bây giờ? Để một tên chạy thoát, giữ lại ba tên. Để một tên chạy thoát. Hứa Quan Hoa không hiểu dụng ý của hạ tưởng. Không để một tên trở về thì như thế nào báo lại với chủ nhân của bọn chúng. Hứa Quan Hoa hiểu ý, mỉm cười. Vẫn là đầu óc cậu xoay chuyển mau. Không nhanh sao được, không nhanh thì chuyện vừa rồi giải thích như thế nào. Hạ tưởng nói đùa một câu, lại đổi đề tài. Đúng rồi. Lễ truy điệu ông cụ phó ngày mai cậu đến sớm một chút. Làm sao vậy? Tôi lo lắng có chuyện không hay xảy ra. Ai lại điên như vậy, đi gây rối lễ truy điệu. Nếu thực như vậy, đừng nói là cậu, nhà họ phó sẽ không bỏ qua cho y. Hứa Quan Hoa vô cùng kinh ngạc. Đề phòng vẫn hơn. Hạ tưởng cười khó hiểu. Có người dám gây ra tai nạn xe cộ khiến cho phó bí thư tỉnh ủy gặp chuyện không may, thì sẽ có người dám ở lễ truy điệu gây chuyện.
chưa chắc đã xảy ra nhiều chuyện nhưng nói không chừng đúng là có thể thu được kết quả. Ừ, Hứa Quan Hoa gật đầu. Chuyện hôm nay là do ai làm? Hạ Tưởng ngửa đầu nhìn trời, lo nghĩ. Lúc đầu tôi có nghĩ đến Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, sau đó lại nghĩ là Quốc Hoa Thụy nhưng hiện tại đã nghĩ thông suốt, ai cũng không phải, nhất định là nha nội. Tông Cao sao, tại sao lại là y? Hứa Quan Hoa chấn động. Tại sao không thể là y? Trong trang viên Thiên Viên, một biệt thự được xây dựng ở nơi sơn thủy. Phía bên ngoài biệt thự có hồ nước, đã kết một lớp băng thật dày. Trong biệt thự, tình cảm hòa thuận vui vẻ, ấm áp như mùa xuân. Trong lúc cả nước đang hân hoan mừng năm mới thì trong biệt thự cũng khách quý đầy nhà, hoan hô vui cười. Tổng cộng có 5 người đang ở trong, người ở giữa tóc ngắn, mặt tròn, lớn tuổi nhất, tất nhiên địa vị cũng cao nhất, bị mọi người như vệ tinh vây ở bên trong, tay giơ chén rượu lên hỏi thăm mọi người. Bốn biển đều là anh em, hôm nay tôi rất vui, kết được nhiều bạn như thế này, là sự may mắn lớn nhất trong đời. Nào, Ngô Công Tử, Phạm Tranh, Kiến Viễn, cạn một ly. Ngô Công Tử, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn vội nâng cốc đáp trả. Rất vinh hạnh có thể cùng gặp mặt Tổng Giám Đốc Cao, về sau, đoàn kết cùng với Tổng Giám Đốc Cao, giơ cao lá cờ chủ nghĩa xã hội khoa học, phấn đấu vì cộng đồng ngày mai. Không sai, cuộc tụ họp hôm nay chính là cử hành ở trong trang viên Thiên Viên của nha nội, là do nha nội đề nghị, mời Phạm Tranh, Cao Kiến Viễn tham gia, Ngô Công Tử tiếp khách cùng với Quốc Hoa Thụy, một lần tụ hội liên minh chống lại Hạ Tưởng. Đương nhiên, nhà nội sẽ không trực tiếp gọi đây là liên minh chống lại Hạ Tưởng, mỗi người đều ngầm hiểu trong lòng, không cần nói ra, năm hồ bốn biển, đều cùng chung một mục đích mà tới. Sở dĩ Hạ Tưởng đoán được là do nhà nội ra tay bởi vì theo mức độ điên cuồng và thủ pháp liều lĩnh của đối phương, lại so sánh kỹ càng mới đi đến kết luận. Nếu nhà nội biết được Hạ Tưởng đã biết là do y ra tay, y khẳng định sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi vì chuyện xảy ra hôm nay, y vốn định đổ lên người Cao Kiến Viễn. Đúng vậy, tuy rằng Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn chủ động quy hàng và tỏ vẻ nguyện cống hiến sức lực đi theo nha nội, nhưng nha nội không ngờ vẫn không nói hai lời, muốn lấy Cao Kiến Viễn làm vật hy sinh. Bởi vì, y rất hận Hạ Tưởng, hận không thể lập tức giết chết Hạ Tưởng, nhưng lại không thể tự mình ra tay. Sau khi cẩn thận, tỉ mỉ điều tra Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, đã điều tra ra được phía sau cuộc chiến kinh tế giữa nha nội và Tiếu Giai, có bóng dáng của Hạ Tưởng. Lại sau khi cẩn thận tra xét lại, ở tỉnh Yến đều có mạng lưới quan hệ của Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, rồi điều tra rõ mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tiếu Giai. Tai họa ngầm lớn nhất của Hạ Tưởng bị phơi bày trước mắt Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Nhưng quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tiếu Giai được che giấu rất sâu, qua hơn 10 năm, người không nên biết cũng không biết được. Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn muốn điều tra, có tra thế chứ tra nữa cũng chỉ có thể tra ra được Hạ Tưởng và Tiếu Giai có biết nhau, hơn nữa có khả năng có quan hệ không bình thường, về phần quan hệ của hai người thân thuộc tới đâu, có phải hay không có cảm tình nam nữ, con gái của Tiếu Giai có phải là cốt nhục của Hạ Tưởng hay không thì không thể biết được. Điều tra như thế nào cũng không tra ra được căn cứ chính xác khiến cho Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn vô cùng tức giận. Mặc dù vậy, từng ấy tư liệu dâng cho nha nội cũng đã có thể được ghi công đầu. Quả nhiên, sau khi nha nội biết được tin tức, đã vô cùng kinh ngạc. Sau khi cẩn thận suy tính, đem toàn bộ sự việc tái diễn lại một lần, liền như bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra được rất nhiều điều. Hóa ra từ đầu đến cuối là y bị Hạ Tưởng đùa giỡn trong tay. Buồn cười. Nha nội thiếu chút nữa tức điên, hận Hạ Tưởng thấu xương. Nha nội luôn tự coi mình là thông minh tuyệt đỉnh. Tính toán không chút sơ hở, lại không nghĩ rằng mình bị Hạ Tưởng đùa giỡn trong tay, tổn thất tiền bạc, y có thể từ nơi khác kiếm lại, nhưng thể diện mất hết, chỉ có thể kiếm lại từ trên người Hạ Tưởng. Nếu như là bình thường, nhà nội sẽ không dám làm càn, dù sao Hạ Tưởng cũng đường đường là quan lớn cấp thứ trưởng, lại là người phát ngôn của thế lực gia tộc, động vào Hạ Tưởng, chẳng khác nào động vào ái tướng của Tổng Bí Thư, động tới huyết mạch của ông cụ Ngô. Nếu để nhà họ Ngô biết được là do y xuống tay, cho dù y có một người cha quyền cao chức trọng hơn nữa chỉ sợ cũng chịu không nổi. Đúng lúc, Cao Kiến Viễn lại chủ động đưa đến cửa. Cao Kiến Viễn là kẻ chết thay tốt nhất, y có oán thù với Hạ Tưởng, có động cơ giết chết Hạ Tưởng, lại từng ngồi tù, có y gánh tội thay, cho dù y có cực khổ nói thế nào, cũng chỉ có một con đường chết. Nhà nội ngay tại lúc còn đang xưng anh gọi em với Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, đã âm thầm sai khiến Quốc Hoa Thụy ra tay.
Ngô công tử hôm nay không phải nam giới số 1 thì là nam giới số 2, chẳng những Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn vô cùng tôn trọng y, ngay cả nha nội cũng phải kính trọng y ba phần, khiến y vô cùng thoải mái, cảm giác vô cùng tốt. Nhưng chỉ cần nhắc một chút tới Hạ Tưởng là sẽ khiến y tức giận đến đau dạ dày. Làm thế nào mới có thể giết chết Hạ Tưởng là vấn đề khó khăn lớn nhất của Ngô công tử lúc này. Nếu nha nội trực tiếp nói cho y, bán Cao Kiến Viễn có thể giết chết Hạ Tưởng, y sẽ nói một Cao Kiến Viễn thôi thì chưa đủ, thêm cả Phạm Tranh cũng được. Chỉ cần Hạ Tưởng chết, thêm một quốc Hoa Thụy cũng không sao cả. Tuy nhiên, động tác sau lưng hôm nay của nha nội, y một chút cũng không biết. Kỳ thật, có thể nói, mấy người đang ngồi đây, ngoại trừ nha nội và Ngô công tử, những người còn lại bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh của nha nội. Nhìn bên ngoài, biệt thự của nha nội không phải là vô cùng xa hoa, nhưng kỳ thật chi phí xây dựng đều không dưới 100 triệu. Chủ yếu là do vị trí tốt, nằm trên đoạn đường phồn hoa tại Bắc Kinh tấc đất tấc vàng. Ngô công tử ngoài miệng không nói gì, nhưng kỳ thật trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, cũng hy vọng có một ngày cha mình được điều tiến vào quân ủy, y cũng muốn mình được sắp xếp một mảnh đất ở Bắc Kinh, xây một biệt thự, bao vài cô minh tinh, uy phong một phen, hạnh phúc một lần. Để có được hạnh phúc, điều kiện tiên quyết đó chính là lật đổ Hạ Tưởng. Đang lúc náo nhiệt, nha nội nhận được một cuộc điện thoại. Đang mặt mày hớn hở, nghĩ rằng mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng sau khi nhận được điện thoại, nha nội đột nhiên biến sắc, vứt điện thoại xuống. Cả đám đều là đồ con lợn, ngu ngốc. Cơn giận lôi đình của nha nội đã làm đứt không khí hài hòa, khoái trá. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã xảy ra biến cố gì. Nha nội đang định giải thích vài câu, thì quốc Hoa Thụy lại nhận được một cuộc điện thoại nữa, vội vàng đi tới trước mặt nha nội, nhỏ giọng nói. Hạ Tưởng giữ lại ba tên, thả Liễu Thiêu Mại, y đang ở bên ngoài chờ, anh có muốn gặp nghe y nói rõ ràng hay không? Nha nội biến sắc, ánh mắt dừng lại trên người Phạm Tranh và Ngô công tử, nghĩ một chút, gật đầu nói. Anh đi xem trước. Nói tôi là vì thay mọi người ở đây chút giận mới cho người đi xử lý Hạ Tưởng. Anh nói cho Liễu Thiêu Mại, bảo y nói rằng Hạ Tưởng nói, hắn một người có thể diệt toàn bộ nhóm của chúng ta. Trong mắt quốc Hoa Thụy hiện lên hào quang thâm hiểm, ngầm hiểu gật đầu mà đi. Chấm, để Thiêu Mại đổi trắng thay đen, kể lại sự việc một lần, sau khi giả truyền lời nói khiêu chiến kiêu ngạo của Hạ Tưởng, mấy người đang ngồi đây đều nhiệt huyết sôi trào, tỏ vẻ phải cùng Hạ Tưởng tranh đấu đến cùng. Nha nội giơ tay ngăn cản mọi người ồn ào. Ngày mai là lễ truy điệu ông cụ nhà họ Phó, Tổng Bí Thư sẽ đến, Thủ tướng cũng sẽ đến, đầu não Trung ương đều đến, Hạ Tưởng khẳng định cũng sẽ đến. Hơn nữa, nói không chừng Hạ Tưởng còn muốn nhờ nhà họ Phó hỗ trợ, đến lúc đó phải có người ở trước mặt mọi người bêu xấu Hạ Tưởng, khiến cho Hạ Tưởng mất hết thanh danh. Tôi đi. Ngô công tử là người đầu tiên xung phong. Còn có tôi. Cao Kiến Viễn cắn răng một cái cũng dũng cảm đứng ra. Còn tôi nữa. Phạm Tranh cũng không chịu tụt lại phía sau. Tốt, tôi sẽ cùng các vị cùng nhau đấu lại Hạ Tưởng. Nha nội mỉm cười đắc ý. Chấm, nha nội thành công thành lập liên minh chống lại Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng công phu chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho nha nội, chuẩn bị mời nha nội và đồng đảng thưởng thức. Hơn nữa, Hạ Tưởng tin rằng, mùi vị cũng rất tốt. Sau đó, Hạ Tưởng và Tống Chiêu Đỗ ôn chuyện, nói chuyện trời đất, không hề đề cập đến đề tài chính trị. Tuy rằng Tống Chiêu Đỗ và Trần Phong đều cảm thấy tò mò với cách nói của Hạ Tưởng, hiện tại đều muốn biết đáp án, nhưng Hạ Tưởng lại không nói, cũng khiến hai người không có cách nào. Đàn tranh đánh ra róc rách như nhạc khúc nước chảy, Hạ Tưởng hiếm khi có được nửa ngày nhàn nhã sống kiếp phù du hầu chuyện Tống Chiêu Đỗ và Trần Phong, bình phẩm trà thưởng thức nhạc khúc. Tâm tình cũng chậm chậm giãn ra rất nhiều, cũng không còn buồn bực đối với tình huống phát sinh trên đường. Không buồn bực không có nghĩa là hắn sẽ không đánh trả. Nha nội cũng thế, Ngô công tử cũng vậy, không thể so sánh với người trong quan trường, nhưng lại có bối cảnh quan trường, là khó đối phó nhất. Nếu là người trong quan trường, như Tần Khản lại cố chấp không chết không ngừng, cũng sẽ không làm sằng bậy, đều là trong quy tắc. Làm cho người ta đau đầu chính là nhóm con nhà quan coi trời bằng vung, coi trọng khuê nữ nhà ai, nếu người ta không đáp ứng, sẽ trực tiếp tưới xăng. Hoặc là muốn thâu tóm sản nghiệp của ai, đối phương không đáp ứng, đoạt lấy quang minh chính đại cũng được, thủ đoạn cũng được, trăm phương nghìn kế cũng muốn giành được. Hạ Tưởng không phải sợ nha nội và Ngô công tử, mà là đối phương giống như thuốc cao bôi trên da chó,
một khi dính vào, sống chết xé ra cũng không được. Dù sao đối phương cũng có người cha quyền thế, hơn nữa quyền thế còn lớn kinh người. Xé rách mặt, Hạ Tưởng không phải không thể trêu vào, là thật sự không có nghị lực cùng đối phương chiến đấu mãi không dứt. Hơn nữa hiện tại có một số quan lớn ở bề ngoài là hình tượng Chí Công Vô Tư rất là quang minh chính đại, kỳ thật sau lưng có Chí Công Vô Tư hay không, chỉ nhìn cách dung túng con cái không có nguyên tắc thì sẽ rõ. Cho nên đối phó với nhà nội và Ngô công tử, nếu muốn đánh cho đối phương khổ sở một cách hợp tình hợp lý, phải có chút trắc trở mới thành. Nhất là hiện tại Hạ Tưởng đã rõ ràng, phỏng chừng nhà nội và Ngô công tử, Phạm Tranh, Cao Kiến Viễn đã liên kết, hơn nữa nhà nội ra tay với hắn, khẳng định là biết được hắn chính là mấu chốt hiệu quả bên trong giúp Tiếu Giai phản kích khi bị nhà nội thâu tóm. Có Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn tương trợ, nhà nội như hổ thêm cánh, bởi vì trong tất cả các đối thủ, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn hiểu rõ nền tảng của hắn nhất. Cao Kiến Viễn vừa ra tù liền gây chuyện sinh sự, Hạ Tưởng lần đầu tiên nhẫn tâm với một người, là nên khiến cho Cao Kiến Viễn yên lặng. Ngoại trừ Cao Kiến Viễn ra, tốt nhất khiến Phạm Tranh cũng thành thật một thời gian, nếu không, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn thật đúng là như ruồi bọ, tuy rằng sứ không giết chết người, nhưng ong mà bay tới bay lui, mang đến vi khuẩn và mùi hôi, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Về phần nha nội và Ngô công tử, so với Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn thì khó đối phó hơn, cần bàn bạc kỹ hơn và bày mưu kế. Tuy nhiên, Hạ Tưởng bước đầu đã nghĩ ra phương pháp đối phó hai người đó. Điều khiến Hạ Tưởng thật sự không ngờ chính là, hôm nay Tống Chiêu Độ mời Trần Phong gặp mặt, Tống Nhất Phàm cũng đồng thời xuất hiện, là có nguyên nhân, hơn nữa nguyên nhân còn làm cho người ta hơi buồn cười, Trần Phong vừa ý Tống Nhất Phàm, muốn làm mối Tống Nhất Phàm và con hắn Trần Công. Trần Công tốt nghiệp đại học xong cũng ở lại Bắc Kinh, làm giảng viên trường đại học. Trời sinh tính ngại ngùng Trần Công không bằng Trần Phong ngay thẳng, tính cách nặng nề mà hướng nội, mấy năm đại học, không ngờ chưa từng yêu đương lần nào. Nghe nói ở trong trường học cũng trung thực, đừng nói ngang ngược, còn thường xuyên bị người khác ức hiếp, con trai bí thư tỉnh ủy, Trần Công xem như con nhà quan hàng cao cấp. Vừa rồi Tống Nhất Phàm ở bên ngoài, hóa ra là để thân thiết với Trần Công, Hạ Tưởng ngu muội. Tống Nhất Phàm cũng có ý tứ, còn không nói với hắn, cũng không biết có chủ ý gì. Và khi từ biệt Tống Chiêu Độ, Trần Phong mới nắm tay Hạ Tưởng, nói một câu mà có lực ảnh hưởng nhất buổi gặp hôm nay. Hạ Tưởng, tôi hỏi cậu một câu, cậu nói với tình huống hiện tại của tôi, nên cố gắng tranh thủ tiến về phía trước một bước, hay là dẫm trận tại chỗ thôi. Nếu chẳng may bận việc một hồi, có khi lại không thể làm được tốt. Trần Phong không hỏi Tống Chiêu Độ. Mà hỏi hắn, là tín nhiệm hắn, cũng là thật tâm thực lòng trưng cầu ý kiến của hắn, bởi vì với trình độ của hắn, hắn có thể quyết định lập trường của thế lực gia tộc. Thế lực gia tộc không gật đầu, Trần Phong đừng mơ được thăng tiến. Hạ Tưởng trần trừ. Từ lập trường biện hộ cho cải cách doanh nghiệp nhà nước của Trần Phong mà xem xét, khuynh hướng chính trị của Trần Phong đã vô cùng rõ ràng, không thể bởi vậy mà tính là Trần Phong đã ở phe của đối phương, ít nhất cũng khiến trong lòng Hạ Tưởng không mừng. Tuy rằng có thể lý giải Trần Phong khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, nhưng hành động này của Trần Phong, thật sự không phải một chiêu diệu kỳ. Chẳng những sẽ làm thế lực gia tộc phản cảm đối với ông ta, cũng sẽ khiến đoàn hệ đối với ông ta mà sinh cảnh giác, mà phe phản đối cũng không chắc sẽ xem trọng ông ta. Lại liên tưởng đến Trần Phong ở kiếp trước, có khi quán tính hùng mạnh của lịch sử, sẽ một giai đoạn nào đó thình lình xảy ra. Trần Phong tránh được vận mệnh bị Cao Thành Tùng lợi dụng và vứt bỏ. Và một bước lên mây, vẫn ở địa vị bí thư tỉnh ủy. Phải nói, lúc này ông ta tu chỉnh lại quá trình mình đã trải qua, lại thấy một điểm cong quan trọng. Lãnh đạo chưa chắc đã u mê, chỉ có điều đầu óc sáng tỏ, trong lòng lại không cam tâm thôi. Bí thư Trần. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm. Việc thăng tiến của bí thư Tống về cơ bản đã được quyết định, tỉnh Yến không phải tỉnh mạnh về chính trị. Một câu đánh thức người trong mộng. Tỉnh Yến không có khả năng xuất hiện hai gã ủy viên bộ chính trị, sắc mặt Trần Phong lập tức lại sáng sủa. Cùng một kế sách, người trong quan trường, không tự chủ được, có khi mạnh hơn mà ngược lại lại không tốt. Sau khi cười xong, ông ta chuyển hướng sang Tống Chiêu Độ. Chiêu Độ, nếu khuê nữ nhà anh bằng lòng, con trai nhà tôi cũng bằng lòng, anh không thể phản đối. Tống Chiêu Độ cũng vui vẻ thuận nước dong thuyền. Có thể trở thành thông gia với anh. Tôi tuyệt không phản đối, chỉ là sợ mỗi lần gặp mặt đều phải cãi nhau, gây phiền toái. Ánh mắt Trần Phong trừng lên. Đây không phải cãi nhau, là tranh luận,
Triều Độ, Trần Công nhà tôi tuy rằng có chút thành thật, nhưng nhân tài thành thật đáng tin cậy, xứng với nhất phàm nhà anh, tuyệt đối bảo đảm. Buổi tối Tống Triều Độ và Trần Phong đều có việc, không ăn cơm cùng nhau, sau khi xuống lầu, không ai đề cập đến chuyện Tống Nhất Phàm và Trần Công gặp mặt, lên xe đi. Khi Tống Triều Độ và Trần Phong đi rồi, Tống Nhất Phàm và Trần Công mới một trước một sau từ trên lầu xuống dưới. Em Trần, chị đề nghị chú trực tiếp xuống tay với một nữ sinh, với trình độ hiện tại của chú, hai nữ sinh đối với chú mà nói còn phải cố hết sức. Nếu dùng quyền thế mà ứng phó không được, có thể gọi điện thoại cho chị bày mưu giúp chú. Ngoan, về nhà nhớ lái xe cẩn thận, đi gần vào ven đường ấy. Tống Nhất Phàm còn xoa đầu Trần Công dậy bảo anh ta. Trần Công bộ dạng nhã nhặn, đeo một cặp kính mắt, nhìn thấy Hạ Tưởng chỉ gật đầu, cũng không nói, xoay người vội vàng đi, Hạ Tưởng chú ý tới, phía dưới cánh tay anh ta còn cầm theo một quyển sách. Tội nghiệp chàng trai, bị trở thành em trai Tống Nhất Phàm, nhìn anh ta vội vàng rời đi có một chút bối rối và bất an, ngay cả Hạ Tưởng cũng lo lắng cho Trần Công, nói không chừng thật sự chỉ có thể chọn lựa một nữ sinh làm bạn gái. Anh Hạ, buổi tối anh phải theo em đi ăn cơm. Theo em đi dạo phố, dỗ em đi ngủ. Tống Nhất Phàm vừa chỉ vào tay vừa đếm vừa nói. Hạ Tưởng vội ngắt lời cô, e sợ cho cô càng nói càng không dừng được, ngay cả cô ngủ cũng nói ra, đã nói. Ăn cơm có thể, đi dạo phố cũng được, ngủ. Em tự mình ngủ. Tống Nhất Phàm liền chơi xấu, ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng. Không được, càng không được, nếu anh không đồng ý, em sẽ nói cho chị Vệ Tân biết. Anh có rất nhiều tình nhân. À, Hạ Tưởng chấn động. Đừng nói lung tung, em là một đứa trẻ, tình nhân gì, hồ đồ. Tống Nhất Phàm giảo hoạt mỉm cười. Tình nhân, chính là em. Đừng cho là em không biết, anh và chị Vệ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay tuy rằng mặt trời rực sáng, trời quang, nhưng dù sao vẫn là mùa đông, gió lạnh từng trận, Hạ Tưởng không cảm thấy rét lạnh chút nào, thậm chí còn đầu đầy mồ hôi. Vội vàng đồng ý với Tống Nhất Phàm. Được, đều theo ý em, đừng nói lung tung. Theo Tống Nhất Phàm đi dạo phố, cô mua mấy bộ quần áo, lại mua cho Vệ Tân mấy bộ, Vệ Tân về thành phố Yến mừng năm mới, thân hình của cô cũng không kém Tống Nhất Phàm là mấy, Tống Nhất Phàm mặc được, Vệ Tân liền không thành vấn đề, tuy nhiên Hạ Tưởng không trả tiền, đều là Tống Nhất Phàm tự trả tiền, khiến mấy cô gái nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Nguyên nhân Tống Nhất Phàm tranh trả tiền không cần nghĩ Hạ Tưởng cũng hiểu được, cô bé là muốn cho thấy cô đã trưởng thành, có thể kiếm tiền, lôi hắn theo cô, không phải muốn bắt hắn tiêu tiền. Tâm tư nho nhỏ cũng có chỗ tinh tế, Hạ Tưởng không nói gì, tuy nói hắn không thích nịnh bợ phụ nữ, nhưng tiêu tiền vì Tống Nhất Phàm, hắn cam tâm tình nguyện. Tuy nhiên nói thật, hôm nay Tống Nhất Phàm mua quần áo, thật đúng là đắt đỏ, nếu để hắn trả tiền, nói không chừng thật đúng là không đủ tiền. Hạ Tưởng bình thường đã không có thói quen mang tiền trên người, đổi là lãnh đạo khác, mọi chuyện đều có thư ký. Hắn không thích mang tiền, lại không có thư ký bên người, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm xấu hổ. Lúc ăn cơm, Tống Nhất Phàm chọn một nhà hàng rất cao cấp, rất tình cảm, cũng rất ấm áp, chính yếu chính là rất lãng mạn, đương nhiên, lãng mạn hàm nghĩa chính là lãng phí, đồ ăn của nhà hàng đắt đến dọa người. Nhưng điều khó có được là tâm trạng Tống Nhất Phàm rất tốt. Hạ Tưởng lại lâu không gặp cô, lãng phí thì lãng phí một lần cũng được. Một chầu cơm một vài món ăn, hương vị cũng không được tốt lắm, lại tốn mấy ngàn tệ, khiến giá trị con người xa xỉ, với Hạ Tưởng quả thực là hô to hại người. Cuối cùng đến lúc trả tiền, lại xuất hiện vấn đề, Tống Nhất Phàm tiêu hết tiền trên người, Hạ Tưởng nhân đức không nhường ai mà rút ví tiền ra trả, kết quả lại phát hiện tiền hắn không đủ. Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Người ra quyết sách cho đế quốc thương mại của Liên Nhược Hạp, đế quốc thương mại của Tiếu Giai, người đứng sau bất động sản Giang Sơn, ở trong nước có vị trí hết sức quan trọng Hạ Tưởng, vẻ mặt xấu hổ lấy không ra đủ mấy ngàn tệ trả tiền cơm, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào mà khó có thể tin. Nhân viên phục vụ vẻ mặt khinh miệt nhìn Hạ Tưởng, trên mặt cười vẻ miệt thị và châm chọc, cười nhạo Hạ Tưởng giả bộ phung phí, không có tiền cũng muốn làm đại gia, ai sẽ hầu hắn. Hạ Tưởng không để ý tới sắc mặt nhân viên phục vụ, khoát tay, để nhân viên phục vụ đứng một bên chờ, hắn phải gọi một cuộc điện thoại nhờ Giang Hồ tới cứu. Nhân viên phục vụ cũng không đi, dường như sợ Hạ Tưởng lén trốn đi, liền đứng ở bên cạnh. Hạ Tưởng vừa mới cầm lấy điện thoại, còn chưa quay số điện thoại, liền nghe thấy có người kêu một tiếng.
Phó bí thư Hạ, thật sự là ngài sao? Thật may mắn. Hạ Tưởng ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi sửng sốt, sao lại là Trương Lực? Thư ký Trương, sao lại không đi cùng với chủ tịch tỉnh Mễ? Hạ Tưởng đứng dậy và bắt tay Trương Lực. Quả thật may mắn, Bắc Kinh rộng lớn, ăn một bữa cơm mà có thể gặp được cố nhân. Không chỉ tôi, còn có một vị lão bằng hữu, cũng là cố nhân của Phó bí thư Hạ. Trương Lực cười tủm tỉm hơi tránh ra, phía sau hiện ra một người, Hạ Tưởng vừa thấy, lập tức sửng sốt. Không ngờ là, Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ xuất hiện ở Bắc Kinh chẳng có gì lạ, kỳ quái chính là, Trương Lực sao lại ở cùng một chỗ với ông ta. Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường sau khi vận động để lên bí thư thành ủy thất bại, lại bị liên lụy bởi sự việc của Ngưu Lâm Quảng, tiền đồ chính trị khá ảm đạm. Sau đó theo điều lệ điều nhiệm đảm nhiệm thị trưởng, từ thành phố cấp 3 phát đạt điều về thành phố cấp 3 lạc hậu, vẫn là điều chuyển ngang, nhưng là điều chuyển ngang có ý giảm ngầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Quốc Vĩ sẽ là thị trưởng, vẫn là liên quan. Hạ Tưởng có vài năm không chú ý hướng đi của Trương Quốc Vĩ, chỉ mơ hồ nghe nói ông ta đến thành phố Thủy Hằng đảm nhiệm thị trưởng, lãnh đạo bí thư thành ủy ít hơn 10 tuổi so với ông ta, buồn bực cực kỳ mà qua loa cho xong chuyện. Nhân vật chính trị chính là như thế, muốn cho anh lên, anh phải lên. Ừ cho anh hạ, anh cũng phải hạ. Ừ cho anh nửa vời, anh phải ở giữa không trung, cho dù khó chịu lắm cũng phải nhịn. Tin rằng Trương Quốc Vĩ hiện tại đã rất khó chịu. Trương Quốc Vĩ sống chết, hiện tại Hạ Tưởng đã không hề quan tâm, điều hắn quan tâm chính là, tại sao Trương Lực và Trương Quốc Vĩ ngồi cùng nhau. Là người thân cận nhất của Mễ Kỳ Hỏa, trong mắt Hạ Tưởng, Trương Lực cũng không tính là người ngoài. Hơn nữa Hạ Tưởng còn rất có ấn tượng với Trương Lực. Ánh mắt Trương Quốc Vĩ lóe ra, nhảy dựng trên người Hạ Tưởng, lại vô tình liếc mắt nhìn Tống Nhất Phàm một cái, sau đó chú ý tới nhân viên phục vụ ở bên cạnh, lập tức đặt xuống một tấm chi phiếu, xua tay đuổi nhân viên phục vụ khẩn trương rời khỏi. Cô có biết anh ta là ai không? Anh ta là phó bí thư tỉnh ủy, mà không thanh toán cho cô nổi một chút cơm sao? Nói cho cô, anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại. Người ta sẽ xếp hàng thanh toán thay anh ta. Khẩn trương đi, một bước, gọi giám đốc các cô ra nhận tội. Đừng nói, Trương Quốc Vĩ nổi giận, chỉnh đốn ánh mắt như con chó của nhân viên phục vụ, còn khá là sở trường. Hạ Tưởng muốn ngăn cản, nhưng lại thôi, quay đầu lại cho Trương Quốc Vĩ bước đi. Tuy nhiên lại nghĩ cũng buồn cười, không ngờ là Trương Quốc Vĩ thay hắn giải vây, thật sự là buồn cười. Hạ Tưởng bỗng tỏ vẻ cảm kích với Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ liên tục xua tay, không chịu nhận. Đụng tay làm phiền phó bí thư Hạ lại khách khí khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tống Nhất Phàm vốn ngồi mặt đối mặt với Hạ Tưởng, chuyển sang ngồi sóng vai bên cạnh Hạ Tưởng. Đừng đứng, mời ngồi. Trương Lực trần trừ một chút không dám ngồi, Hạ Tưởng đã nói. Đã gặp gỡ, thì đừng khách khí, dù sao hôm nay coi như là Quốc Vĩ mời khách. Có chỉ thị của Hạ Tưởng, Trương Lực mới gật đầu cười, ngồi xuống. Trương Quốc Vĩ vừa nghe Hạ Tưởng nói ông ta mời khách thì vô cùng mừng rỡ. Phó bí thư Hạ, nếu không thì gọi thêm vài món ăn. Hạ Tưởng xua tay. Trò chuyện là được rồi, không cần phiền toái. Hạ Tưởng giới thiệu Tống Nhất Phàm với Trương Lực và Trương Quốc Vĩ. Vừa nghe Tống Nhất Phàm là con gái Tống Chiêu Độ, thái độ của Trương Lực và Trương Quốc Vĩ đều thay đổi, cung kính vô cùng. Phó bí thư Hạ, chủ tịch tỉnh Mễ vài ngày gần đây đi có việc. Tôi có 2 ngày nghỉ, tôi liền gặp mặt bạn bè ở Bắc Kinh. Trương Lực chủ động giải thích nguyên nhân anh ta và Trương Quốc Vĩ ở cùng một chỗ. Tôi và thị trưởng Trương là bạn học cũ, trước kia quen nhau ở Đại học Dương Thành. Hạ Tưởng hiểu rõ nguyên do khẽ gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới tử điều gì, lại hỏi. Đúng rồi Trương Lực, anh là người ở đâu ở Lĩnh Nam? Người Mai Hoa. Trương Lực không phải thư ký của Hạ Tưởng. Cho nên Hạ Tưởng chỉ biết anh ta là người Lĩnh Nam, cụ thể là người ở đâu thì không rõ ràng lắm. Vừa nghe Trương Lực là người Mai Hoa, Hạ Tưởng đột nhiên gặp phải cú sốc, nhớ tới việc còn nghi hoặc. Tâm tư hắn lại nhảy vọt qua Trương Lực, hỏi Trương Quốc Vĩ. Quốc Vĩ gần đây có khỏe không? Trương Quốc Vĩ gặp lại Hạ Tưởng trong lòng đã không còn sự căm hận, có lẽ là đã qua lâu rồi, lại có lẽ là theo như lời của Trương Lực về Hạ Tưởng nói rất nhiều chuyện. Khiến tâm trạng ông ta thản nhiên hơn rất nhiều. Cho dù là ở cương vị nào, chỉ cần tận tâm hết sức làm việc vì dân chúng là được. Tôi hiện tại chỉ cầu sống yên phận, sau đó làm hết sức,
về nhân có thể làm được bao nhiêu việc, tạo được bao nhiêu phúc cho dân chúng, thì do năng lực có hạn chỉ cầu không thẹn với lương tâm là được. Hạ Tưởng kinh ngạc, Trương Quốc Vĩ có thể nghĩ được như vậy thật là hiếm có. Chỉ cần ông ta kiên định vì dân chúng làm việc một cách thật sự, với năng lực của ông ta, tuyệt đối có thể tạo phúc một phương. Còn nói vài câu tán gẫu râu ria, Trương Lực và Trương Quốc Vĩ liền đứng dậy cáo từ, Hạ Tưởng chủ động nói. Quốc Vĩ, anh cho tôi số điện thoại lưu vào, tôi còn trả tiền cho anh. Trương Quốc Vĩ không chịu. Phó Bí Thư Hạ mà còn đòi trả tiền, chả khác gì mắng tôi. Trương Lực lại nói. Quốc Vĩ, Phó Bí Thư Hạ muốn lưu số điện thoại thì lưu đi. Trương Quốc Vĩ mới giật mình tỉnh lại, vội để lại số điện thoại. Có thể mượn cơ hội này thành lập quan hệ với Hạ Tưởng một lần nữa, là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua thì quá ngu ngốc. Vừa mới tiến bước Trương Lực và Trương Quốc Vĩ, may mắn thế nào, Cổ Thu Thật gọi điện đến. Hạ Tưởng, lễ truy điệu ông cụ phó ngày mai, cậu chắc chắn sẽ đến chứ? Tôi và Kỳ Hỏa sẽ cùng đi, sẽ vào đợt thứ hai. Ba đợt đầu là lãnh đạo đứng đầu Trung ương, đợt thứ hai là Ủy viên Bộ Chính trị, đợt thứ ba chính là các nhân vật số 1, số 2 của tỉnh, sau đó những người còn lại được sắp xếp ở đợt thứ tư. Đúng rồi, lần trước ra vấn đề nan giải cho cậu. Cậu giải đề được chưa? Cổ Thu Thật điện thoại tới đúng lúc, Hạ Tưởng liền ha hả cười. Giải được không thì tôi không biết, tuy nhiên, sự tình dường như dừng lại ở chỗ chủ tịch tỉnh Mễ. Cổ Thu Thật dường như là sợ ngây người một lát, sau đó lại cười khẽ một tiếng. Cậu có đi, ngày mai tôi sẽ nói một tin tức cho cậu, tuy nhiên cho dù là tin tức tốt hay là tin tức xấu, cậu chỉ có thể nghe, không thể phát biểu ý kiến. Được. Cổ Thu Thật lại là một thắt nút nữa. Đưa Tống Nhất Phàm trở lại chỗ ở vẫn là ở cửa nhà vệ tân, cũng lạ, vì sao không thuê một phòng mà ở, phòng cô và vệ tân đều là hai căn phòng lớn, Hạ Tưởng muốn đi, Tống Nhất Phàm lại mở ra, đứng ở cửa. Nói chuyện cho có, nói ra mà không giữ lời, là chó con. Hạ Tưởng rất chiều chuộng Tống Nhất Phàm, ở trước mặt cô, luôn thỏa hiệp, đành phải nói. Được, đêm nay ở cùng em, tuy nhiên... Em phải ngoan ngoãn nghe lời, đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn có việc. Vâng. Tống Nhất Phàm gật gật đầu mạnh, dường như cô thật sự rất nghe lời. Hạ Tưởng quả thật rất nhiều việc, chỉ trong lúc Tống Nhất Phàm tắm rửa, hắn nghe không dưới mười mấy cuộc điện thoại. Sau khi nghe hết điện thoại, lại gọi đi vài cuộc điện thoại, sắp xếp chuyện ngày mai. Trực giác mách bảo, lễ truy điệu ngày mai, sẽ có chuyện phát sinh không tưởng tượng được, phải hiểu rõ trong lòng. Để tránh bị đánh cho trở tay không kịp. Nhà nội đánh hắn không được. Vừa rồi Hứa Quan Hoa điện báo, tuy rằng mấy người bị bắt một mực khai là chịu sự sai khiến của Cao Kiến Viễn. Cao Kiến Viễn hoàn toàn vụng về thủ đoạn khiến Hạ Tưởng nhận định rõ ràng kẻ đứng sau làm chủ chính là nhà nội. Cao Kiến Viễn không có thực lực mà vừa ra tay đã là ba chiếc xe, cũng không có năng lực có thể điều tra rõ hành tung của hắn ở Bắc Kinh, chắc chắn còn có chuẩn bị phía sau. Lễ truy điệu ngày mai, Chủ tịch Quốc hội sẽ đi, nhà nội khẳng định cũng sẽ đi, Phạm Duệ Hằng tuy rằng bị Phó Tiên Phong liệt vào người không được nhà họ Phó hoan nghênh, phỏng chừng cũng sẽ đi, làm bộ vẫn là cần thiết, coi như là một phần ân tình. Như vậy có thể nói, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn cũng rất có khả năng xuất hiện hay không? Đúng rồi, còn có Ngô Công Tử. Ngày mai, thật sự là náo nhiệt, tình hình xáo trộn, ông cụ phó dưới suối vàng có biết, không biết là thấy may mắn hay là cười đau khổ. Nhất thời suy nghĩ tới mức xuất thần, bỗng nhiên nghe được Tống Nhất Phàm hô. Anh Hạ, lấy giúp em một chiếc khăn tắm của em rơi xuống nước rồi. Thật sự là một cô bé sơ ý sơ suất, Hạ Tưởng lại cầm một chiếc khăn tắm, đem ra phòng tắm đẩy của ra một kẽ hở, đưa khăn tắm vào. Tính anh cũng có phép tắc, không nhìn lén. Tống Nhất Phàm cười khúc khích, với Hạ Tưởng, cô cũng không phòng vệ. Hạ Tưởng cảm nhận được hơi nước nóng hổi. Cùng với hơi nước bên trong là mùi hương quen thuộc, nhắc hắn tỉnh ra, khoảng cách như chỉ trong gang tấc, có một tiên nữ kiều diễm, lúc này đúng là mỹ nhân đang tắm ướt át vô cùng, điện thoại đột ngột reo vang. Hạ Tưởng nhất thời thất thần, tay run lên, đánh rơi khăn tắm trên mặt đất, hắn không khỏi ảo não lắc đầu, sao lại ngu như vậy? Tống Nhất Phàm càng ảo não. Không có khăn tắm, anh Hạ, anh bảo em làm sao bây giờ? Điện thoại vang lên không ngừng. Ai gọi điện không đúng lúc như vậy? Hạ Tưởng vừa thấy điện báo, không khỏi cười khổ, là vệ tân. Lần trước khi hắn đang ở cùng vệ tân,
Tống Nhất Phàm lại tới quấy rối, kết quả hại hắn nửa đêm phải đi ra. Hiện tại chế giễu, hắn đưa khăn tắm cho Tống Nhất Phàm, vệ tân may mắn thế nào mà gọi điện, làm hại Tống Nhất Phàm không có khăn tắm để dùng. Vệ tân gọi điện, anh nghe một chút. Hạ Tưởng nhắc nhở Tống Nhất Phàm một tiếng, đứng dậy sang một bên nghe điện thoại. Này! Giọng nói vệ tân đặc biệt khàn khàn, từ tính mà còn tràn đầy lực xuyên thấu, như rõ ràng bên tai. Khẳng định không có ý quấy rầy anh, hiện tại anh không ở cạnh vợ con, hoặc là đang xã giao, hoặc là ở cùng người phụ nữ khác. Vệ tân dường như là ở cắn môi nói chuyện. Làm sao đoán được chuẩn như vậy? Hạ Tưởng muốn cười, không dám cười, đành phải ậm ờ nói. Xem như em nói đúng, anh đang xã giao, nói một nửa, một chút lại nghẹn lại, bởi vì hắn thấy Tống Nhất Phàm từ phòng tắm đi ra. Nếu Tống Nhất Phàm mặc quần áo, hoặc là quấn bằng khăn tắm thì cũng không có gì, nhưng cô lại không mặc đến một sợi nhỏ, mà cứ như vậy tự nhiên đi ra, màu da xinh hương thơm, thậm chí ngay cả dép cũng không đi, nhẹ nhàng như tiên hoa, trước mắt Hạ Tưởng hiện lên một vầng sáng trắng, lại biến mất vào trong phòng khác. Hơn nữa Tống Nhất Phàm còn cố ý lườm hắn một cái, dường như cho là hắn kinh ngạc như vậy là không đúng, lại dường như là bất mãn vì hắn nhìn lén cô. Hạ Tưởng cũng không biết nói như thế nào trả lời quanh co vệ tân vài câu, cho đến khi ngắt điện thoại của vệ tân, hắn mới lấy lại tinh thần, nghe thấy trong phòng không có một chút tiếng động, cũng không dám vào, liền nhẹ giọng nói. Cô bé Phàm, mặc quần áo, đừng để cảm lạnh. Không có hồi âm. Hạ Tưởng lo lắng, đang muốn vào xem có chuyện gì, điện thoại lại reo, là Mai Hiểu Lâm. Nói một mạch với Mai Hiểu Lâm về sự việc lễ truy điệu ngày mai, lại trôi qua hơn 10 phút. Đến khi hắn rón ra rón rén đi vào phòng Tống Nhất Phàm, không khỏi không kìm nổi cười, cô gái màu da xinh hương vừa rồi, hiện tại đã biến thành một cô gái đáng yêu mặc áo ngủ lông nhung, cuộn thân mình, ôm một con gấu bông thật to, đã say sưa đi vào giấc ngủ. Thật sự là một cô bé vô tâm, Hạ Tưởng bình thường trở lại. Sáng sớm hôm sau cáo biệt Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng đi ô tô đi tới nhà họ Phó, chuẩn bị nghênh đón một đại sự cuối cùng ở Bắc Kinh. Đi được nửa đường, không ngờ nhận được điện thoại của Trương Quốc Vĩ. Càng không ngờ chính là, câu nói đầu tiên của Trương Quốc Vĩ là: Phó Bí Thư Hạ, tôi muốn báo cáo một tình huống vô cùng quan trọng về Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Trương Quốc Vĩ nắm bắt thời cơ dựa vào rất chuẩn, hơn nữa chọn thời điểm cũng rất khéo léo. Với sự hiểu biết của Hạ Tưởng về Trương Quốc Vĩ thì mặc dù y có suy nghĩ tinh tường như vậy, nhưng không có trình độ cao nhận định tình thế nhạy bén như vậy. Sau lưng Trương Quốc Vĩ có cao nhân chỉ vẽ. Cao nhân là ai không cần nói cũng biết. Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường đã dựa vào Phạm Duệ Hằng, còn quan hệ giữa Phạm Duệ Hằng và y gần như thế nào, Hạ Tưởng cũng không thể hiểu hết. Trương Quốc Vĩ vừa lên tiếng đã nói thẳng về Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, khiến Hạ Tưởng mừng thầm trong lòng. Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn không hề đề phòng Trương Quốc Vĩ. Kết quả làm cho Trương Quốc Vĩ biết hết kế hoạch của họ. Bởi vậy đoán được Trương Quốc Vĩ và Phạm Tranh cùng Cao Kiến Viễn rất thân. Hạ Tưởng lúc này có thêm một tầng hiểu biết với Trương Lực, có thể từ tình hình rối loạn nắm được một điểm mấu chốt. Hướng dẫn Trương Quốc Vĩ ra tay đúng lúc để chiếm được thiện cảm và sự tán thành của hắn. Trương Lực quả thật không đơn giản, rất tinh mắt. Nếu là thời điểm bình thường, Trương Quốc Vĩ muốn tiếp cận và có được sự tán thành của hắn rất khó. Ít nhất là phải cố gắng gấp mấy lần hiện tại. Nhưng hiện tại, ở thời điểm quan trọng lại đưa ra một tin tức, đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, nên làm ít công to. Hạ Tưởng thầm nghĩ, Trương Lực được tỉnh ủy Lĩnh Nam đề cử đảm nhiệm thư ký của Mễ Kỷ Hỏa, Trương Lực đã nhanh chóng tạo lập những mối quan hệ thân thiết, có phải chứng minh Mễ Kỷ Hỏa trước đó đã nhận được ám hiệu của Cổ Thu Thật. Quốc Vĩ, hôm nay nếu như anh tiện, cũng đến truy điệu ông cụ nhà họ Phó một chút đi. Hạ Tưởng nhìn Trương Quốc Vĩ đưa ra lời mời. Với cấp bậc của Trương Quốc Vĩ, không đủ để tham gia lễ truy điệu của ông cụ nhà họ Phó. Nhưng Hạ Tưởng nói vậy, y chẳng khác nào đã có tư cách tham dự, cũng là Hạ Tưởng đã chấp nhận và tán thành y. Trương Quốc Vĩ vui mừng quá đỗi. Tôi lập tức đến, cảm ơn Phó Bí Thư Hạ. Đi đến nhà họ Phó là khoảng hơn 8 giờ, trên dưới nhà họ Phó tất cả đều trang nghiêm, linh đường đã bố trí xong, đã giải thảm đón khách. Bởi vì nhà họ Phó dù sao cũng là nhà gia thế, cảnh vệ Trung Nam Hải tuy đã vào chỗ, tuy không bảo vệ nghiêm như bảo vệ Tổng Bí Thư, nhưng cũng thích hợp nghe theo sắp xếp của nhà họ Phó. Người phụ trách cảnh vệ vì Mễ Kỷ Hỏa cũng biết Hạ Tưởng.
vừa thấy Hạ Tưởng đến, còn cố ý nói mấy câu với Hạ Tưởng. Vì trước kia y đi theo Tổng Bí Thư, mỗi lần Tổng Bí Thư xuất hành, nhất định là y và Minh Đắc Mưu đi trước kiểm tra hiện trường. Sau đó y và Minh Đắc Mưu đồng ý Tổng Bí Thư mới xuất hiện. Bởi vậy, nhân viên cảnh vệ bên cạnh Tổng Bí Thư, người nào không kính trọng tâm phúc của Mễ Kỳ Hỏa ở bên cạnh Tổng Bí Thư như y. Mà gần đây Hạ Tưởng và Tổng Bí Thư cũng nhanh chóng trở nên thân thiết, vài lần một mình gặp Tổng Bí Thư, đồng thời giành được sự quý trọng của Mễ Kỳ Hỏa. Bởi vậy trong mắt một số vệ sĩ Trung Nam, Hải Hạ Tưởng cũng bắt đầu trở thành người thân thiết bên cạnh Tổng Bí Thư. Thậm chí có người tung tin vịt, nói là Hạ Tưởng có khả năng được điều đến văn phòng Tổng Bí Thư, tiếp nhận và thay thế Mễ Kỳ Hỏa trở thành tránh văn phòng Tổng Giám Đốc. Đối với lời đồn đại này, Hạ Tưởng thật sự không có chút cảm kích nào, cũng không biết từ đâu truyền ra. Trước tiên Hạ Tưởng gặp Phó Tiên Phong, nghe Phó Tiên Phong đơn giản nói qua các sắp xếp hôm nay, sau đó an ủi Phó Tiên Tiên vài câu từ khi ông cụ nhà họ Phó qua đời, Phó Tiên Tiên không ăn uống nổi, mặc Hạ Tưởng an ủi. Phó Tiên Tiên tiều tụy đi rất nhiều, hai mắt vô thần, gầy rộc, hai má hóp lại, làm cho người ta đau lòng. Phó Tiên Tiên và ông cụ có tình cảm thân thiết nhất, ông cụ nhà họ Phó chết là đả kích lớn nhất đối với cô. Phó Tiên Phong ở đây, Hạ Tưởng không tiện nói thêm gì, đành an ủi vài câu, bảo cô nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe thì ông cụ nhà họ Phó mới có thể yên tâm vui vẻ trên trời được. Phó Tiên Tiên nghe lời Hạ Tưởng nói gật gật đầu muốn nói cái gì đó rồi lại khóc. Khiến Hạ Tưởng cũng một hồi đau lòng. Một con người, sinh tử cũng là một chuyện bình thường, hơn nữa ông cụ nhà họ Phó cũng không phải chết bất thường, nhưng vẫn làm cho người ta đau lòng. Phó Tiên Tiên đi rồi. Hạ Tưởng nhỏ giọng nói với Phó Tiên Phong. Còn nhớ Trương Quốc Vĩ không? Phó Tiên Phong tuy có vẻ buồn rầu, nhưng so với Phó Tiên Tiên cũng kiên cường hơn rất nhiều. Thấy Hạ Tưởng đột nhiên nhắc đến Trương Quốc Vĩ, y sửng sốt, nghĩ một lát rồi mới nói. Nhớ rồi, năm đó làm thị trưởng thành phố Tần Đường. Lát nữa ông ta cũng đến viếng ông cụ. Ông ta tới làm gì? Phó Tiên Phong rất khó hiểu. Ông ta đến. Hạ Tưởng kéo Phó Tiên Phong sang một bên, nhỏ giọng nói vài câu. Đầu tiên Phó Tiên Phong tức giận, sau đó trở nên nghiêm túc mà lạnh lùng. Hạ Tưởng cậu có lòng, nhà họ Phó sẽ ghi nhớ ân tình của cậu. Phó Tiên Phong nghiêm túc nắm tay Hạ Tưởng. Trương Quốc Vĩ cũng tới rất nhanh, Hạ Tưởng vừa mới nói xong với Phó Tiên Phong y liền vội vàng chạy đến. Với cấp bậc của y hóa ra không đủ để tham gia lễ truy điệu ông cụ Phó, lại càng không đủ tư cách đến trước. Trương Quốc Vĩ cung kính đến trước mặt Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, chào hai người, thành khẩn nói. Xin Phó Bí Thư Hạ dặn dò. Hạ Tưởng bắt tay Trương Quốc Vĩ sự tôn trọng trên vấn đề lễ tiết vẫn phải có nói. Quốc Vĩ, hiện tại, mọi hành động của ông nghe theo chỉ huy của Chủ tịch tỉnh Phó. Phó Tiên Phong bắt tay Trương Quốc Vĩ. Quốc Vĩ, vất vả cho anh rồi. Trương Quốc Vĩ từ lâu không tiếp xúc với khoảng cách gần cùng cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ. Trong lòng kích động không lời nào tả hết. Hơn nữa, y biết đừng nghĩ Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong không phải lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Yến nhưng sức ảnh hưởng với tỉnh Yến cũng không nhỏ, người ngoài không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Trương Quốc Vĩ không chỉ nhìn thấy lợi ích nhất thời trước mắt và mình tỉnh Yến. Với sự giúp sức của trưởng lực, hơn nữa mấy năm gần đây sự quan sát của y đối với thế lực thăng tiến của Hạ Tưởng, cuối cùng đưa ra kết luận. Nếu có thể lọt vào mắt Hạ Tưởng, theo sát bước của Hạ Tưởng, tiền đồ sau này không có ranh giới. Một lần nữa trong lòng Trương Quốc Vĩ lại hừng hực nhiệt huyết và hy vọng. 9 giờ, đoàn xe của Tổng Bí Thư đã xuất phát, sau khi nhà họ Phó nhận được tin tức, toàn bộ đều huy động. 9 giờ 15 phút, Mễ Kỳ Hỏa đã xuất hiện. Trước kia, mỗi khi Tổng Bí Thư đến chỗ nào đó, Mễ Kỳ Hỏa luôn đi trước, luôn muốn đầu tàu gương mẫu trải đường cho Tổng Bí Thư. Hiện tại đã là Chủ tịch tỉnh tôn kính. Chắc chắn không làm những việc thuộc bổn phận như tránh văn phòng của Tổng Bí Thư trước kia. Cho nên Mễ Kỳ Hỏa xuất hiện, không phải một người mà là vài người cùng đi. Trong đó có Cổ Thu Thật và Minh Đắc Mưu. Minh Đắc Mưu là một trong những phụ tá đắc lực của Tổng Bí Thư, y đến nhà họ Phó trước, dụng ý không cần nói cũng biết. Người quen thuộc quy trình đều biết, Tổng Bí Thư trong khoảng mười mấy phút nữa sẽ xuất hiện. Hạ Tưởng và mấy người của Tổng Bí Thư có Trần Hạo Thiên, Cổ Thu Thật, Trịnh Thịnh. Mễ Kỳ Hỏa đều đã quen thuộc, chỉ có Minh Đắc Mưu chỉ mới gặp mặt một lần. Minh Đắc Mưu đầu tiên là kiểm tra hiện trường, thấy mọi việc ổn thỏa, liền gật đầu. Y gật đầu một cái,
lập tức có người thông báo cho đoàn xe của Tổng Bí Thư. Bước đi bình thản, Minh Đắc Ngư bước đến trước mặt Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng. Khẽ gật đầu, bắt tay Phó Tiên Phong sau đó bắt tay Hạ Tưởng, khẽ mỉm cười nói. Phó Bí Thư Hạ, đã lâu cô gặp rồi, thường nghe Kỳ Hỏa và Thu Thật nhắc đến cậu, tên cậu thật sự nổi tiếng. Có thể để Kỳ Hỏa và Thu Thật khen ngợi chứng tỏ cậu thật sự là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Minh Đắc Ngưu năm nay 56 tuổi, da trắng, nho nhã, rất có phong cách thư sinh, Hạ Tưởng khiêm tốn nói vài câu. Chủ nhiệm Minh quá khen, chủ tịch tỉnh Mễ khen tôi là vì ông ấy là lãnh đạo của tôi. Thu Thật khen tôi bởi vì tôi thường xuyên mời ông ấy ăn cơm, đều là lời ân tình khách sáo. Hạ Tưởng trả lời dí dỏm, Minh Đắc Ngưu cười ha hả, Mễ Kỳ Hỏa khẽ mỉm cười, Cổ Thu Thật lại cười ha hả. Hàn huyên vài câu, Hạ Tưởng và Minh Đắc Ngưu không có nhiều đề tài lắm, chỉ nói vui vài câu, rồi việc ai người ấy làm. Mễ Kỳ Hỏa cũng đưa Minh Đắc Ngưu đến một bên bố trí hiện trường, Cổ Thu Thật kéo Hạ Tưởng sang một bên, nhỏ giọng nói. Nghe nói hôm qua cậu ngồi với Tống Chiêu Độ và Trần Phong. Hạ Tưởng gật đầu, uống trà ôn chuyện, lâu không ngồi với hai vị lãnh đạo. Lại cười nói, Bí Thư Cổ, hôm qua ngài nói trong điện thoại, ngài có tin tức muốn nói. Cổ Thu Thật cười thần bí. Đúng thế, tôi đã nói qua, tôi cũng là người giữ lời, hôm nay chẳng những Diệp Thiên Nam đến, Tông Cao, Ngô Công Tử cũng sẽ đến. Hạ Tưởng không nói gì. Bí Thư Cổ, tin tức này không tính, tôi đã biết trước rồi. Cổ Thu Thật vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng. Tin tức thật sự chính là, Tổng Bí Thư đã hỏi ý kiến tôi, về việc sắp xếp ai đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tề là thích hợp, tôi đề cử Tạ Tín Tài. Hạ Tưởng vui sướng nói. Bí Thư Cổ anh Minh. Đừng có nịnh hót. Cổ Thu Thật vẻ mặt nặng nề. Cậu muốn treo đầu dê bán thịt chó, để Diệp Thiên Nam đến lĩnh Nam, khó khăn rất lớn. Bởi vì Thủ tướng ra sức ủng hộ Diệp Thiên Nam đến tỉnh Tề, bây giờ còn chưa có kết quả cuối cùng. Cậu muốn đạt được nguyện vọng, phải làm chút chuyện, tích cực thúc đẩy một chút. Hạ Tưởng yên lặng gật đầu. Hôm nay ông cụ phó trên trời có linh thiêng, chắc chắn phải làm ra vài việc để nhà họ Phó vui mừng. Cổ Thu Thật thấy Hạ Tưởng như vậy, vẫn nhắc nhở một câu. Hôm nay vài vị cấp cao đều ở đây, cậu cũng không nên cướp cò. Bí Thư Cổ yên tâm. Hạ Tưởng cam đoan. Nói chuyện xong, Tổng Bí Thư đi vào. Tổng Bí Thư hôm nay đi đơn giản, chỉ có 3 chiếc xe. Sau khi xuống xe, dâng vòng hoa lên di ảnh ông cụ phó, lạy ba lạy. Xong nghi thức, Tổng Bí Thư bắt tay người nhà, nói vài câu, sau đó lên xe rời đi. Toàn bộ quá trình không đến 5 phút. Tổng Bí Thư mới đi không lâu, Chủ tịch Quốc hội xuất hiện. Trên thực tế, tuy rằng đến viếng cũng sắp xếp thứ tự, nhưng dù sao không phải trường hợp chính thức. Ngoài mấy vị lãnh đạo cấp cao nghiêm túc tuân theo sắp xếp, thì có thể thay đổi trình tự. Tuy nhiên, hôm nay sắp xếp khác với lệ thường. Thường thì mấy lãnh đạo cấp cao cùng đến, theo thứ tự dâng vòng hoa, chia buồn, toàn bộ không mất 10 phút. Nhưng hôm nay không biết là có gì khác, Tổng Bí Thư đến một mình trước, sau đó rời đi. Càng ngoài dự kiến đó là, sau khi Chủ tịch Quốc hội đến, vẫn chưa xuống xe, đợi khoảng 2-3 phút, xe của Thủ tướng cũng tới. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đi vào linh đường. Không ít người ý thức được, hôm nay xuất hiện tình hình bất thường. Trên thực tế, sự khác thường còn ở phía sau. Hạ Tưởng hôm nay không tính là khách mời, xem như là khách của nhà họ Phó, nói đúng ra là đến giúp. Đứng bên ngoài, Hạ Tưởng nhìn thấy hết mọi việc trong sân. Trong lòng càng rõ trò hay sẽ diễn vào hôm nay. Đối với các nhân vật chính trị mà nói, bất luận trường hợp nào đều là trường hợp thể hiện tâm nguyện chính trị, đồng thời cũng truyền ra bên ngoài tín hiệu chính trị. Lễ truy điệu hôm nay, không công khai bên ngoài, không có giới truyền thông tham gia. Nhưng là chỗ các lãnh đạo cấp cao tập hợp, bởi vì thân phận và địa vị của ông cụ phó không bình thường, trên cơ bản là ủy viên và ủy viên bộ chính trị đều đích thân đến. Còn có một bộ phận lãnh đạo cấp tỉnh và các bộ, cùng với 3 ông cụ của tứ đại gia tộc cũng đến. Về cơ bản là các nhân vật quan trọng trên chính đàn trong nước đều đã đến lễ truy điệu. Cho dù chỉ là đi qua sân khấu, đã đến, chính là nể mặt nhà họ Phó, rộng hơn chính là tạo thể diện cho toàn thế lực gia tộc. Cho nên tụ họp ngày hôm nay là một lần cực kỳ hiếm có. Cho dù lấy sự hy sinh của ông cụ Phó là cái giá phải trả hy sinh là quy luật tất nhiên,
cuộc tụ hội lớn này lại là sự kiện ngẫu nhiên nhưng lại là cơ hội tốt để nhân vật lãnh đạo khắp nơi mượn cơ hội này để gặp mặt. Tổng bí thư đến trước một bước, sau đó rời đi làm cho người ngoài tưởng là bình thường. Không nghĩ chủ tịch quốc hội đến sau lại rõ ràng cố ý đợi thủ tướng như thế. Rõ ràng như thế đồng thời tín hiệu mãnh liệt, lập tức dẫn phát những suy đoán của mọi người có mặt tại đó. Khiến người ta kinh ngạc hơn chính là chủ tịch quốc hội và thủ tướng một người đi trước và một người đi sau tiến vào trong linh đường, đoàn xe tùy tùng lần lượt xuống thêm mấy người. Từ trên xe tùy tùng của chủ tịch quốc hội bước xuống có Nha Nội và Ngô Công Tử, thậm chí còn có Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Mà đi theo thủ tướng từ trên xe xuống chính là Diệp Thiên Nam và Quốc Hoa Thủy. Đúng vậy, đoàn đi theo chủ tịch quốc hội và thủ tướng bước xuống xe có 6 người, 6 người toàn bộ đều là đối thủ của Hạ Tưởng. Nếu không biết giữa Hạ Tưởng và Nha Nội và Ngô Công Tử có mâu thuẫn thì tốt. Người biết một ít tin tức, thấy hoàn cảnh này lập tức hít một hơi lạnh, rất rõ ràng là muốn công khai khiêu khích Hạ Tưởng. Thêm vào đó, càng rõ ràng hơn giữa Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn cùng Hạ Tưởng có thâm thù đại hận. Lại càng rõ ràng hơn giữa Diệp Thiên Nam, Quốc Hoa Thụy và Hạ Tưởng từng ánh mắt sắc nhọn nhìn nhau. Ai biết cũng toát mồ hôi thay Hạ Tưởng. Sau khi đoàn người của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đi vào linh đường, 6 người đứng đối diện cách Hạ Tưởng không đầy 10 bước, cố ý để Hạ Tưởng nhìn không sót một cái gì. Phó Tiên Phong không ở bên ngoài, ở bên trong làm đại diện người nhà tiếp khách quý. Hạ Tưởng lẻ loi một mình đứng đối mặt 6 người hoặc khinh thường, hoặc miệt thị, hoặc khiêu khích và ánh mắt không tốt chút nào, không một chút hoảng loạn, chỉ thản nhiên đứng tỏ vẻ nghiêm trang, cũng không đáp lại ánh mắt khiêu khích của đám người Nha Nội. Hành động của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng không chỉ Hạ Tưởng trong lòng hiểu được, cũng làm rất nhiều người tận mắt nhìn thấy rõ một sự thật. Vì cố gắng đối phó với thế lực gia tộc tiến thêm một bước mở rộng sức ảnh hưởng trong chính trị và kinh tế, đã mượn lễ truy điệu của ông cụ phó tỏ thái độ cho bên ngoài thấy, phái phản đối sẽ liên kết với thế lực bình dân ức chế sức mạnh của thế lực gia tộc. Nói cách khác, Trần Phong và Tống Chiêu Độ tranh luận cải cách doanh nghiệp nhà nước thành hay bại. Từ việc dị thường Chủ tịch Quốc hội chờ thủ tướng đến, sau đó nghĩ đến hành động điên cuồng thâu tóm sản nghiệp Tiếu Giai của Nha Nội. Ở trước nhiệm kỳ mới, trong một nhiệm kỳ hữu hạn, cải cách có thể đẩy mạnh hơn nữa và độ mạnh yếu còn rất lớn. Nếu Trần Phong ở đây, không biết ông ta sẽ cảm thấy thế nào. Kỳ thật hôm qua khi gặp Trần Phong và Tống Chiêu Độ, thấy Trần Phong lập trường không vững chắc vào lúc gặp phải sự biến chuyển vận mệnh lớn. Hạ Tưởng biết con đường làm quan của Trần Phong đã đến đỉnh, không thể tiến thêm một bước nữa. Không phải hắn coi trọng Tống Chiêu Độ mà khinh Trần Phong mà là Trần Phong đứng sai đội. Trong ấn tượng, người phái bình dân coi trọng, hoặc là người đồng ý đề bạt, ngoài Diệp Thiên Nam bị gạt ra ngoài, những người khác trong tầm mắt Hạ Tưởng cuối cùng đều thành tốt qua sông. Có lẽ là thủ tướng đã từ con đường nào đó biết được lập trường của hắn trong việc chọn ứng cử viên phó chủ tịch thường trực tỉnh. Hoặc là Diệp Thiên Nam nói bậy về hắn với thủ tướng. Hành động của thủ tướng hôm nay cũng làm hắn thấy rõ tình hình. Bởi vì vừa mới đây thôi, thủ tướng xuống xe đã thấy ánh mắt chỉ đảo qua hắn, coi như hắn không hề tồn tại. Lần trước ông cụ nhà họ Phó bệnh tình nguy kịch, gặp nhau ở nhà họ Phó như khác nhau hai người. Không bao lâu, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng người trước người sau từ linh đường đi ra, cũng không dừng lại, lên xe của mình rời đi. Nếu đám người của Nha Nội và Ngô Công Tử tới như thế nào rời đi như thế nào còn chưa tính. Hôm nay Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng cùng đến cùng đi ra, mọi việc đều bình an vô sự. Nhưng không ngờ Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng lần lượt đi rồi, 6 người Nha Nội và Ngô Công Tử cùng Diệp Thiên Nam vẫn đứng im tại chỗ. Vừa không đi, cũng không tham gia nghi lễ cáo biệt di thể. Nhìn rất lạ. Sau đó, các lãnh đạo khác của Bộ Chính trị lần lượt xuất hiện, nghiêm trang xếp hàng dâng vòng hoa kính viếng ông cụ phó. Nói chung là tầm 10 phút, nghi thức của các lãnh đạo Bộ Chính trị đã xong. Bắt đầu vào giai đoạn thứ hai các ủy viên Bộ Chính trị ở Bắc Kinh lần lượt vào từ biệt di hài. Sắp xếp bình thường là, trước ủy viên Bộ Chính trị phải có bộ phận lãnh đạo cũ của quốc gia vào viếng, bao gồm ông cụ nhà họ Ngô, ông cụ nhà họ Mai và ông cụ nhà họ Khâu. Nhưng không biết có gì thay đổi, trước khi mấy ông cụ xuất hiện, các ủy viên Bộ Chính trị đã thành hàng đi vào trước. Không phải ai khác là Hầu Khang Khứ. Hầu Khang Khứ vừa đến thấy Hạ Tưởng phụ trách tiếp khách ở cửa liền chủ động bắt tay Hạ Tưởng. Có tình có nghĩa, đồng chí Hạ Tưởng vất vả rồi. Hầu Khang Khứ ân cần hỏi thăm đầy thâm ý, y còn nhìn thoáng qua đám người Nha Nội, nhỏ giọng nói.
người đối diện có phải đang đợi cậu không? Hạ Tưởng không biết nói gì, đành phải đáp. Không rõ, có lẽ là đúng, có lẽ là không. Dù sao đường rộng lên trời phần ai nấy đi, cũng không thể đuổi bọn họ có phải không? Hầu Khang Khứ nắm chặt tay Hạ Tưởng nói. Bảo trọng, đang định quay người đi bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, quay lại nói một câu. Tôi nghe nói chức vụ tránh văn phòng Tổng Bí Thư vẫn trống. Có người đồn Tổng Bí Thư muốn để cậu đảm nhiệm, tôi nói một câu không nên nói, Hạ Tưởng, thật ra cậu nhân cơ hội này tiến thêm một bước về phía trước nói không chừng cũng là chuyện tốt. Nói xong, Hầu Khang Khứ xoay người bước đi, cũng không trực tiếp đi vào linh đường mà lại bắt tay mấy người nha nội, cũng nói mấy câu. Dường như nói chuyện với nhau cũng khá hợp. Nói chuyện gì, Hạ Tưởng tất nhiên là không thể biết hết, cũng không quan tâm hành động của Hầu Khang Khứ và nha nội. Nghĩ đến Hầu Khang làm như vô tình nhắc đến vị trí tránh văn phòng Tổng Bí Thư, mà trong lòng gợn sóng. Đã là lần thứ hai hắn nghe được lời đồn đại này. Không có lửa làm sao có khói, rốt cuộc là Tổng Bí Thư cố ý gây ra hay là hắn đến lĩnh Nam không lâu đã kích động đến điểm mấu chốt của một số người, làm cho người đó phải tìm mọi cách đẩy hắn khỏi lĩnh Nam. Tuy mới đảm nhiệm vị trí ở lĩnh Nam vài ngày nhưng nếu đột nhiên bị điều về Bắc Kinh, cũng không phải không có khả năng. Gần đây lĩnh Nam nhân sự thay đổi thường xuyên, hắn đột nhiên đến, đột nhiên đi tuy rằng khiến người ngoài khiếp sợ và suy đoán, nhưng trong tình hình rối loạn trước mắt, cũng không là cái gì. Hơn nữa, trong nước cũng không phải không có tiền lệ một tỉnh trong một tháng đổi hai thị trường. Sự kiện chính trị, vừa có quy luật có thể theo vừa có tính không thể xác định rất lớn. Đó cũng chính là sức hấp dẫn của chính trị. Người khác nói hắn có khả năng rời lĩnh Nam sẽ không làm hắn nghĩ nhiều. Nhưng Hầu Khang Khứ nói ra, không khỏi làm cho Hạ Tưởng suy nghĩ, Hầu Khang đang ám chỉ gì với hắn. Nhất là câu cuối cùng, như kín đáo cảnh cáo. Chức tránh văn phòng Tổng Bí Thư, không thân thiết với Tổng Bí Thư không thể đảm nhiệm. Hơn nữa còn là cấp bộ trưởng, với cấp bậc và kinh nghiệm lý lịch của Hạ Tưởng còn kém xa. Bởi vì tránh văn phòng Tổng Bí Thư không phải chỉ có yêu cầu kinh nghiệm lý lịch còn phải có tầm nhìn và ý chí rộng lớn. Bởi vì tránh văn phòng Tổng Bí Thư không chỉ là vai diễn tổng quản của Tổng Bí Thư mà còn là một người xử lý rất nhiều văn kiện của khắp nơi gửi về Trung ương. Hạ Tưởng biết rõ, với quan hệ của hắn và Tổng Bí Thư trước mắt, tuy rằng Tổng Bí Thư có tín nhiệm hắn thêm, nhưng dù sao trong một thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không thể bằng người đã đi theo Tổng Bí Thư 20 năm nay và lĩnh hội sâu sắc ý đồ của Tổng Bí Thư như Mễ Kỷ Hỏa. Chỉ mong đó là tin đồn vô căn cứ không trở thành sự thật. Hạ Tưởng cũng không muốn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kỳ thật Hầu Khang Khứ không phải ủy viên Bộ Chính trị xuất hiện đầu tiên, Cổ Thu Thật cũng đã đến, nhưng Hầu Khang Khứ là ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên đi vào dâng vòng hoa. Mấy phút sau, Hầu Khang Khứ từ trong linh đường đi ra, lập tức tới trước mặt Hạ Tưởng, tùy ý nói. Quên nói một việc, Phó Bí Thư Hạ, cậu có thể hẹn Bí Thư Tống giúp tôi được không? Tôi muốn gặp ông ấy nhưng không liên hệ được. Chắc chắn là hành động của Tống Chiêu Độ ở tỉnh Cát Giang, động vào chỗ đau của Hầu Khang Khứ, y muốn ngả bài cùng Tống Chiêu Độ hay là mặc cả. Hạ Tưởng cũng không trả lời ngay mà nói. Bí thư Tống hôm nay cũng sẽ đến đây, nếu bí thư Hầu có thể kiên nhẫn, không ngại đợi một chút, nhiều nhất cũng một tiếng nữa. Hạ Tưởng nghĩ Hầu Khang Khứ sẽ không chờ, không ngờ y thuận nước đẩy thuyền liền đồng ý. Vậy nghe lời cậu, tôi sẽ chờ Chiêu Độ một chút, không gặp được ông ấy. Tôi thấy không tốt. Câu nói rất sâu xa, Hạ Tưởng không nói gì tiếp chỉ làm người đưa Hầu Khang Khứ ra phía sau nghỉ ngơi một chút, Hầu Khang Khứ cũng không đi, xua tay nói. Tôi ở cùng cậu một lúc, đợi người. Hạ Tưởng thấy Hầu Khang Khứ không đi không có cách nào, cũng không biết Hầu Khang Khứ đợi Tống Chiêu Độ hay là đang đợi đám người nha nội đứng đối diện làm khó dễ hắn, để chê cười hắn. Ủy viên Bộ Chính trị thứ hai xuất hiện là Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Tưởng Tuyết Tùng. Tưởng Tuyết Tùng vừa xuất hiện, nhìn thấy Hạ Tưởng và Hầu Khang Khứ đang đứng sóng đôi, rõ ràng giật mình kinh hãi, lại thấy đám người nha nội đang đứng đối diện, lại giật mình lần nữa. Sau đó bình thản bắt tay Hạ Tưởng và Hầu Khang Khứ, chỉ gật đầu với đám nha nội rồi đi vào. Ước chừng một giờ sau, các ủy viên Bộ Chính trị ở Bắc Kinh đã vào viếng xong, tiếp đến là lãnh đạo các tỉnh. Bên phía nha nội chờ hồi lâu cuối cùng có động tĩnh. Phó Bí Thư Hạ đứng lâu như vậy chắc chắn lạnh và khát, đây, chúng tôi mời anh uống bình trà. Ở phương Bắc, cách nói mời anh uống một bình trà, rõ ràng là có ý uy hiếp và khiêu khích.
ngụ ý chính là phải trừng trị anh một chút. Hạ Tưởng còn tưởng rằng Nha Nội sẽ to gan lớn mật vào lúc mấy lãnh đạo cấp cao đều có mặt mà gây khó dễ, không ngờ Nha Nội chung quy cũng không có can đảm làm càn quá mức, mà là đợi đến cuối cùng. Kỳ thật, gây khó dễ vào lúc này, cũng rất kiêu ngạo, bởi vì tiếp theo còn có lãnh đạo cấp tỉnh sẽ đến. Nói đúng ra là trong mắt Nha Nội, y không sợ lời bình phẩm của lãnh đạo cấp tỉnh. Đúng thế, Hạ Tưởng cũng lý giải được dụng tâm của Nha Nội. Nếu không, bọn họ đi rồi, Nha Nội làm khó dễ hắn, cũng không mấy người nhìn thấy, hiệu quả sẽ giảm. Mà nếu có thể làm hắn mất mặt trước các lãnh đạo cấp tỉnh coi như là thắng lợi không nhỏ. Hôm nay Nha Nội huy động lực lượng, hơn nữa rất kiên nhẫn, vẫn đợi đến lúc này, có thể thấy rất kiên định. Không cần phải uống trà, cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Cao. Tuy nhiên, tôi đang có nhiệm vụ, không thể rời đi. Hạ Tưởng nghiêm túc đáp lại một câu, lại khách khí nói tiếp. Vừa rồi không chú ý Chủ tịch Cao đến đây lúc nào. Nha Nội bị Hạ Tưởng cố ý coi như không tồn tại, cũng không giận, cho rằng hôm nay có thể nắm được Hạ Tưởng, nói. Cũng vừa đến đây, không dám phiền Phó Bí Thư Hạ, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Phó Bí Thư Hạ. Tuy nhiên tôi cũng lạ là tôi và Ngô Công Tử, cùng cả mấy người Phạm Tranh đứng ở đây nhiều giờ, anh không thấy, có phải gần đây lao động vất vả quá, mắt không tốt lắm. Hầu Khang Khứ đứng một bên, làm ngơ nhìn Hạ Tưởng và Nha Nội đấu võ mồm. Giống như không nghe thấy, mắt cũng không hề chớp. Tôi không cần thì cũng không bị hoa mắt, thị lực đều 1,5 trở lên. Tuy nhiên cũng có khi thấy lớn không thấy nhỏ, thật có lỗi không nhìn thấy Chủ tịch Cao. Nếu không Chủ tịch Cao vào bên trong uống một ngụm trà trước. Bên ngoài trời khá lạnh, chắc chắn đứng lâu cũng mỏi chân rồi. Đúng rồi, còn có cái này, có muốn ăn một chút không? Phì! Diệp Thiên Nam nhị không nổi bật cười thành tiếng. Hạ Tưởng rất xảo quyệt, châm chọc Nha Nội, còn làm cho Nha Nội phải ấm ức, thật là tài tình, sau khi cười xong. Y mới thấy không đúng, y cười sai rồi. Thứ nhất là bởi vì y đang cùng phe với Nha Nội. Thứ hai là hôm nay là lễ truy điệu ông cụ phó, không thể cười, dù cười cũng chỉ có thể nghiêm mặt. Cho nên hôm nay quyết đấu, sẽ thấy được bản lĩnh thật sự. Vừa làm cho đối phương đau mà không ảnh hưởng đến không khí ở đây, thật sự là khó khăn. Diệp Thiên Nam cười, bị Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn bất mãn trừng mắt. Nha Nội bị nghẹn một chút. Sắc mặt có chút xấu hổ, còn chưa lên tiếng phản ứng lại Hạ Tưởng, Phạm Tranh đã lên tiếng trước. Phó Bí Thư Hạ, tôi vẫn nghĩ anh giỏi chơi xấu sau lưng người khác mà không giỏi đối mặt. Không ngờ anh toàn tài, sau lưng cũng giỏi mà giáp mặt cũng có tài, khâm phục. Thật sự khâm phục. Quá khen, quá khen. Hạ Tưởng thản nhiên cười đáp lại. Phạm Tranh, anh nói không sai, kỳ thật tôi càng khâm phục anh toàn năng hơn tôi nhiều. Phạm Tranh lập tức trả lời một cái mỉa mai. Đâu có, tôi làm sao có thể lợi hại bằng Phó Bí Thư Hạ. Nếu nói về thâm hiểm và vô sỉ, trước mặt một người như Phó Bí Thư Hạ tôi chịu thua. Ngày xưa Gia Cát Lượng khẩu chiến với bọn nho sĩ, hôm nay Hạ Tưởng khẩu chiến với bọn quỷ. Hầu Khang Khứ cũng thú vị, đứng cạnh vẻ mặt nghiêm túc vừa không khuyên can lại không lên tiếng. Rồi lại tỏ thái độ không quan tâm, dường như hết sức chú tâm chờ Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng khẽ lắc đầu. Phạm Tranh, anh quá coi thường chính mình, nhớ tới năm đó, anh và Cao Kiến Viễn tay không bắt giặc ở thành phố Yến. Muốn mượn quyền uy của Cao Thành Tùng chiếm tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, mang cờ hiệu cải cách doanh nghiệp nhà nước. Muốn mang tài sản của nhà nước cất giữ vào túi mình. Anh nói xem, anh âm độc hay là vô sỉ. Sau đó, anh và Cao Kiến Viễn đầu tư thất bại, thua lỗ lớn, lại lợi dụng quyền lực của Cao Thành Tùng. Để nhà máy thuốc là thành phố chương trình làm giả sổ sách dấu nợ. Số nợ 350 triệu do ngân hàng trả, tiền của ngân hàng từ đâu đến? Là từ nhân dân, với thu nhập bình quân đầu người 35.000 nhân dân tệ, thì lòng tham và vô sỉ của anh và Cao Kiến Viễn đã làm cho số tiền mà 100.000 người dân làm một năm không ăn không uống bị cuốn trôi. Phạm Tranh chỉ trích Hạ Tưởng không có bằng chứng, mà nói bừa. Nhưng Hạ Tưởng phản bác lại Phạm Tranh, đưa ra ví dụ thực tế. Số liệu rất chân thực, sắc bén làm Phạm Tranh lập tức không nói gì được nữa, mặt tái đi, thiếu chút nữa hai bên giao chiến cùng Hạ Tưởng. Đáng tiếc, trong tay không có dao, trên mặt đất cũng không có gạch. Quan trọng chính là hôm nay 6 người tấn công Hạ Tưởng, lúc đầu quyết định đấu không cần dùng võ. Muốn Hạ Tưởng xấu hổ trước mặt mọi người, mất hết thể diện, mà không cần đánh lộn. Nha Nội nói,
từ này về sau khi đọ sức với Hạ Tưởng, phải dùng trí, không dùng sức mạnh. Kỳ thật Phạm Tranh cũng không biết rằng, nhà nội sở dĩ định ra nguyên tắc chiến đấu bằng miệng với Hạ Tưởng. Thứ nhất là e dè Phó Tiên Phong, nhà nội biết rõ thái độ của Phó Tiên Phong là tự bao che khuyết điểm, hơn nữa, có khi không như bình thường. Nếu chẳng may Phó Tiên Phong trở mặt ngay tại chỗ cũng khó coi. Nguyên nhân khiến y nảy sinh ý định khiêu chiến với Hạ Tưởng chính là, sức chiến đấu của Hạ Tưởng mạnh mẽ lạ thường. Mạnh mẽ đến mức khiến y khiếp sợ, phát rét trong lòng. Sau khi nghe chi tiết sự việc báo cáo bánh xíu mại, lại nghĩ đến việc y trải qua trên đường cao tốc sân bay thành phố Lỗ, nhà nội chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khâm phục tột đỉnh sự liều mạng và kỹ năng cao siêu của Hạ Tưởng. Khâm phục rất nhiều, thực sự nghĩ mà sợ. Y sợ về sau đối mặt một mình với Hạ Tưởng, khi cùng hắn liều mạng, y tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Tưởng. Cho nên, hôm nay phải quấy rầy Hạ Tưởng, tuy nhiên không dùng tay chân, chỉ dùng lời nói. Làm Hạ Tưởng mất mặt trước rồi nói sau. Nếu để Hạ Tưởng biết được y lái xe ra sức chiến đấu đối thủ, cuối cùng khiến nha nội sợ thì hắn rất vui mừng. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu vui mừng, bởi vì đối phương tự rước lấy nhục. Cao Kiến Viễn cuối cùng không thể nhịn được nữa, bước lên phía trước một bước tỏ thái độ. Y chỉ tay vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, anh nói hưu nói vượn. Năm đó tôi và Phạm Tranh đầu tư, là bỏ tiền ra đầu tư dự án. Anh ngậm máu phun người. Thật ra là anh, một tay sáng lập công ty bất động sản Giang Sơn, đứng sau lưng thao túng thị trường bất động sản thành phố Yến. Chèn ép các công ty khác, chiếm lấy phần lớn lợi nhuận. Có thể có được công ty bất động sản Giang Sơn là do một tay hắn sáng lập. Cao Kiến Viễn cũng không đơn giản, vẫn thật sự kiên quyết đánh ngã Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khẽ lắc lắc một ngón tay. Có lãnh đạo ở đây, Cao Kiến Viễn, Bí Thư Hầu đang ở đây, giọng anh to quá, ảnh hưởng đến Bí Thư Hầu. Đúng vậy, khi công ty bất động sản Giang Sơn mới thành lập tôi quả thật có ủng hộ về chính trị. Nhưng đều trong phạm vi chính sách pháp luật cho phép, cho đến bây giờ ở thành phố Yến. Thậm chí toàn bộ tỉnh Yến, không có ai nói là công ty bất động sản Giang Sơn thao túng thị trường. Anh dõng dạc nói là đầu tư dự án, sao không đề cập đến việc quản đốc của nhà máy thuốc lá bị phạt vì chiếm dụng tài sản quốc gia? Sao không đề cập đến quyết định của Trung ương về vấn đề Cao Thành Tùng? Là cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ từ khi mở rộng cải cách là người thứ ba bị khai trừ đảng viên. Khi đảm nhiệm lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Yến đã nhúng tay vào việc hành chính. Đã mưu lợi vì Cao Kiến Viễn, tạo ra tổn thất kinh tế lớn cho đất nước. Để con cái lợi dụng chức vụ, vi phạm kỷ luật. Cao Kiến Viễn, đầu tư hợp pháp của anh, hợp là hợp pháp của đất nước, hay là nhà anh? Hạ Tưởng nhấn từng chữ, vạch rõ bản chất, Cao Kiến Viễn đỏ mặt lên, không nói được gì để chống đỡ. Chuyện cũ vẫn còn đó, lại nghĩ đến cha gần 10 năm trong lao ngục. Y cảm thấy khó thở, khí huyết bốc lên cuồn cuộn. Không thể thở được trong giây lát, vừa tức giận vừa không thể thở nổi, Cao Kiến Viễn không ngờ ngất đi. Ngày xưa Gia Cát Lượng mắng Vương Lãng, ngày nay có Hạ Tưởng làm Cao Kiến Viễn ngất đi. Lịch sử luôn luôn lặp lại. Mấy người thay nhau ra trận, không ngờ liên tiếp bại trận. Nhà nội giận dữ, Hạ Tưởng chẳng những không có chút sợ hãi, mặt không biến sắc, còn đối đáp trôi chảy, hình như đã chuẩn bị tâm lý trước. Chẳng lẽ ai đã để lộ kế hoạch hôm nay của bọn họ? Vừa suy đoán xong, lại thấy Hạ Tưởng chắp tay về phía Diệp Thiên Nam như đang thầm chào. Nhà nội lập tức đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Thiên Nam một cái. Diệp Thiên Nam là người thông minh, lập tức biết được ý đồ của Hạ Tưởng và suy nghĩ của nhà nội. Đang muốn giải thích một vài câu, vừa định lên tiếng thì lãnh đạo tỉnh đầu tiên đến viếng đã xuất hiện. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề Khâu Nhân Lễ. Khâu Nhân Lễ chào hỏi Hạ Tưởng trước. Khi xoay người bước đi hình như mới vô tình thấy Hầu Khang Khứ, chỉ khẽ gật đầu với Hầu Khang Khứ, rồi quay người nhìn đám người nha nội. Khâu Nhân Lễ bước vài bước đến gần, nói. Trên đường tôi gặp Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đều đã về, Tông Cao, Thiên Nam, các anh còn ở đây làm gì? Hình như nhà họ Phó không mời các anh làm khách quý, nếu làm cột cờ thì các anh thấp quá. Nhất là anh, Diệp Thiên Nam, anh không còn trẻ. Sao lại ở đây gây sóng gió với bọn trẻ? Khâu Nhân Lễ đến đây đã bắn một tràng súng liên thanh làm nha nội và Diệp Thiên Nam thương tích đầy mình. Nha nội không sao, lăn lộn trên thương trường nhiều năm, da mặt dày, Diệp Thiên Nam không thế, bị Khâu Nhân Lễ châm chọc khiêu khích một chút, hơn nữa trời quả thật lạnh,
liên tiếp hắt xì hai cái. Khâu Nhân Lễ ném ra vài câu lạnh lùng xong, xoay người đi vào, không để cho mấy người có cơ hội phản bác. Mặt nha nội tối sầm lại, Diệp Thiên Nam xấu hổ vô cùng. Hạ Tưởng vẫn là người tốt, nhìn Diệp Thiên Nam nói. Anh Thiên Nam, trên xe tôi có thuốc cảm, có muốn uống một viên không? Trên xe tôi còn có áo bông, nếu không thì anh cũng mặc vào, không thể để bị cảm lạnh. Diệp Thiên Nam làm sao có mặt mũi để nói tiếp, xấu hổ xua tay với Hạ Tưởng. Không cần, không cần. Đến cả việc chào nha nội cũng quên, xoay người vội vàng rời đi. Bóng dáng cô đơn trong gió lạnh nhìn lạnh lẽo và đáng thương. Chỉ có thể nói cho y hai chữ xứng đáng. Hạ Tưởng trấn tĩnh lại, mắng làm Cao Kiến Viễn ngất đi, đẩy lui Diệp Thiên Nam. Phía nha nội đã bị tổn hao binh tướng, không hề có thành tích. Phạm Tranh nghiến răng, y phải dùng đòn sát thủ. Phó Bí Thư Hạ, có một việc xin hỏi anh một chút. Không biết anh có dám trả lời trực tiếp không? Trong 4 năm vị cán bộ cấp tỉnh bộ, có người Hạ Tưởng quen biết, ví dụ Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Tương Trịnh Thịnh, Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Sở Trần Phong, Chủ tịch tỉnh Thục Trung Tiền Cẩm Tùng. Cũng có người Hạ Tưởng không quen biết, ví dụ Chủ tịch tỉnh Tây, thị trưởng Bắc Kinh và thị trưởng Tân Thành. Mọi người cũng không biết đi đường tình cờ quen biết hay đã hẹn trước rồi, dù sao cũng xuất hiện cùng lúc, quả thật vô cùng hoành tráng. Phạm Tranh liền nhận định đây là thời cơ tốt, phải làm cho Hạ Tưởng nhục nhã một phen. Thật ra với thân phận và cấp bậc của Hạ Tưởng, vốn dĩ có thể không cần để ý đến sự khiêu khích của Phạm Tranh. Nhưng Hạ Tưởng cũng biết, đối phương tỉ mỉ chu tính lần hành động này, cũng đã có chuẩn bị trước. Nếu không đánh chính diện với đối phương một lần, sẽ khiến đối phương lầm tưởng, cho rằng hắn sợ hãi, cho rằng hắn lùi bước, cho rằng hắn đối lý. Hạ Tưởng đối với mấy loại người tiểu nhân, trong lòng rất bình tĩnh, giống như một mảnh đất bằng vậy. Hôm nay, phải khiến cho những âm mưu của chúng bị bể nát. Hơn nữa còn muốn mượn cơ hội để tuyên bố với bên ngoài, bất luận là bức bách chính diện hay hành động ngầm phía sau, hắn đều sẽ đón đầu, không hề có chút suy nghĩ lùi bước nào, không hề vì một chút khó khăn mà lựa chọn né tránh hay nhường nhịn. Hắn muốn nói với tất cả mọi người, bắt đầu từ bây giờ, bất luận là đi đến mức độ nào, hắn đều không hề sợ bất kỳ sự chèn ép nào. Trong lòng Hạ Tưởng là sự kiên định trước nay chưa từng có, nếu có một ngày nào đó hắn làm bên lĩnh vực ngoại giao của đất nước, thì cho dù là một nước nhỏ như Nam Hải, hay là Đông Doanh Phù Tang, hay là đất nước chủ nghĩa khủng bố lớn nhất, hắn đều sẽ đứng thẳng, không hề sợ hãi mà khí khái nói với đối phương, muốn chơi âm mưu, tùy. Muốn đấu trực diện, cũng tiếp. Muốn chơi âm mưu, tùy. Muốn đấu trực diện, cũng tiếp. Hạ Tưởng bình tĩnh đáp lại Phạm Tranh. Hầu Khang Khứ vẫn luôn đứng cách Hạ Tưởng mấy mét, cũng không khỏi dùng mình. Hạ Tưởng vẫn luôn có thái độ ung dung, thậm chí khi mắng Cao Kiến Viễn, hay khi nói lý lẽ với Diệp Thiên Nam, vẻ mặt hắn vẫn luôn bình tĩnh, mặt không biến sắc. Nhưng khi Hạ Tưởng vừa mới trả lời Phạm Tranh, hơn nữa còn ngay trước mặt mấy người Trịnh Thịnh, sắc mặt hắn rốt cuộc cũng đổi sắc. Hầu Khang Khứ âm thầm đánh giá Hạ Tưởng một lúc, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng còn khó đối phó hơn so với gã nghĩ nhiều. Ánh mắt quét qua, ánh mắt gã liền dừng lại trên đám người Trịnh Thịnh. 5-6 cán bộ cấp cao do Trịnh Thịnh cầm đầu, vừa xuống xe liền nhìn thấy cảnh tượng rằng co trước mặt, bước chân không khỏi chậm lại. Tò mò là tính vốn có của con người, không vì chức vụ cao thấp mà thay đổi. Trịnh Thịnh còn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vẫn lắc lắc đầu, có ý muốn Trịnh Thịnh cứ đứng ngoài nhìn được rồi. Trần Phong bình thường tính tình ngay thẳng, hôm nay lại có thái độ khác thường, tỏ thái độ đứng ngoài xem cuộc chiến. Trịnh Thịnh và Trần Phong dừng bước, những người khác cũng không tiện tiến lên trước, vừa hay nhân cơ hội dừng chân đứng xem, vẻ mặt mỗi người không giống nhau, yên lặng xem tình hình phát triển. Trong lòng Phạm Tranh mừng rỡ, cơ hội đến rồi, chính là cơ hội ngàn năm có một khiến Hạ Tưởng mất mặt trước mọi người. Nha nội lộ vẻ mặt vui mừng, Cao Kiến Viễn tỉnh lại từ đợt hôn mê cũng lộ ra vẻ mặt hãnh diệt, dường như lời Phạm Tranh vừa nói ra, Hạ Tưởng sẽ xấu hổ vô cùng vậy. Quốc Hoa Thụy vẫn đứng trong đám người, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hạ Tưởng, lúc này dường như cũng có chút lo lắng, đứng thẳng lưng, thậm chí còn nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt vui mừng khi người khác gặp họa. Rốt cuộc Phạm Tranh đã chuẩn bị chiêu gì, mà khiến niềm tin của nhiều người tăng lên gấp bội như vậy, Hầu Khang Khứ cũng cảm thấy rất tò mò. Một đám người tiểu nhân, ai cũng mang sắc mặt nhỏ nhen, Hạ Tưởng liên tục cười lạnh. Phó Bí Thư Hạ, mọi người đều biết,
bây giờ tất cả tham quan đều bày ra bộ mặt cao quý, còn giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng, cái cần chính là đập vỡ bát cơm người khác, để chứng tỏ sự thanh liêm của mình. Khi Phó Bí Thư Hạ còn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tương, đã khiến mười mấy vị quan tham rơi đài. Bây giờ ở lĩnh Nam, lại kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, nghe nói cũng muốn khởi xướng việc chống tham nhũng. Tôi nghĩ, Phó Bí Thư Hạ thật sự thanh liêm, hay đang giả thanh cao? Phạm Tranh Dương Dương tự đắc nói một mạch, thẳng thắn chi vào vấn đề kinh tế của Hạ Tường. Tuy nhiên những lời nói trên, vừa không có chứng cứ chứng minh, lại đều là những lời nói lung tung, không đủ sức thuyết phục, lại không đủ lực sát thương. Hạ Tường im lặng không nói. Phạm Tranh lại nói, tôi vẫn luôn kính nể sự công chính vô tư của Phó Bí Thư Hạ, nhiều năm như vậy rồi, từ trước đến nay vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì trên tác phong kinh tế lẫn tác phong sinh hoạt. Nhưng, là một trong số ít người lúc ở thành phố Yến đã quen biết và có sự qua lại về kinh tế với Phó Bí Thư Hạ, tôi biết rất rõ cuộc sống cũng như mạng lưới quan hệ của Phó Bí Thư Hạ, thậm chí còn biết khá rõ ràng về một vài vị hồng nhan tri kỷ của Phó Bí Thư Hạ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Đối với những người trong chốn quan trường, ngoài việc phạm sai lầm nghiêm trọng không thể cứu chữa trong việc chọn đội ngũ để đứng ra, nếu có vấn đề nghiêm trọng trong tác phong kinh tế, cũng rất dễ bị chú ý, bị lật đổ. Đặc biệt bây giờ lại đang trước mặt nhiều người, có một vị ủy viên Bộ Chính trị và mấy vị cán bộ cấp cao. Phạm Tranh tính toán rất chu toàn, nếu gã có chứng cứ chứng minh Hạ Tường tham ô hủ bại, lại có rất nhiều phụ nữ, thì lực sát thương còn mạnh hơn cả việc trực tiếp tố cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Quả nhiên là sát thương lớn, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Hầu Khanh Khứ vẻ mặt hoài nghi, Trịnh Thịnh hơi chau mày, chỉ có Trần Phong khá bình tĩnh, còn mấy người Tiền Cẩm Tùng, đều nhìn Hạ Tường với vẻ vô cùng khó hiểu. Hạ Tường rốt cuộc cũng mở miệng. Một người có quyền lực lớn như thế nào, thì phải chịu trách nhiệm lớn tương đương như thế. Có nhiều khi phải làm một vài chuyện thực tế cho người dân, cũng sẽ dẫn đến những trách nhiệm và những lời không hiểu. Cũng giống như Bí Thư Hầu đã nói vậy, chúng ta làm rất nhiều việc tốt ích nước lợi dân, nhưng lại khiến cho những người có tâm địa không đúng hiểu lầm, thậm chí còn cố ý hạ thấp. Nếu Hầu Khang Khứ đã ở bên cạnh, Hạ Tưởng không lấy gã làm tấm khiên chắn, chẳng phải đã đắc tội với thân phận của Bí Thư Hầu rồi sao? Phạm Tranh, vốn dĩ với thân phận của tôi, còn cả Bí Thư Hầu cũng ở đây, lại thêm bối cảnh này cũng không ổn. Tranh luận về vấn đề tác phong kinh tế và tác phong cuộc sống của tôi với anh cũng không có ý nghĩa gì, anh cũng không có tư cách để hoài nghi sự liêm khiết của tôi. Nhưng nếu các vị lãnh đạo đều đã có mặt ở đây, anh lại sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa còn bị người ta sai khiến, không nói rõ ràng trước mặt với anh lại gây sức ép từ sau lưng. Không bằng bây giờ giải quyết cho xong những thắc mắc của anh luôn, cũng tránh để anh ăn không ngon ngủ không yên, nếu lỡ phải mắc tâm bệnh gì đó lại phiền phức. Bị Hạ Tưởng châm chọc khiêu khích một phen, Phạm Tranh vừa xấu hổ vừa mất kiểm soát. Hạ Tưởng, anh! Nhà nội im lặng kéo góc áo Phạm Tranh mới tỉnh táo lại, nghĩ thầm rằng suýt chút nữa lại mắc bẫy Hạ Tưởng rồi. Hạ Tưởng, anh nói có dễ nghe đến mấy thì cũng không giấu nổi sự thật anh nuôi tình nhân và việc vơ vét của cải khắp nơi. Phạm Tranh cuối cùng cũng vứt ra sát khí mà gã đã chuẩn bị chu đáo. Tiếu Giai, người ở thành phố Yến. Người buôn bán lớn ở Bắc Kinh, tài sản trên danh nghĩa đến hơn 1 tỷ. 10 năm trước, cô ấy chỉ là một nữ sinh vừa mới bước ra cánh cổng nhà trường, 10 năm, đã có thể thành lập được một đế quốc thương nghiệp ở Bắc Kinh, hơn nữa bây giờ cô ấy còn độc thân. Nếu nói sau lưng cô ấy không có một người đàn ông quyền lực nâng đỡ, một phụ nữ như cô ấy liệu có được thành tựu như hôm nay không? Lại liên tưởng đến việc cô ấy đã từng là đồng nghiệp với Phó Bí Thư Hạ. Phó Bí Thư Hạ. Anh đã làm thế nào để lợi dụng quyền lực trong tay, để giao dịch quyền sắc với Tiếu Giai, lại làm thế nào để lợi dụng quyền lực ở Bắc Kinh để tiến hành giao dịch quyền tiền với cô ấy? Tôi nghĩ những người có một chút đầu óc đều biết giữa anh và Tiếu Giai tồn tại quan hệ nam nữ và trao đổi quyền tiền không rõ ràng. Tài sản hàng tỷ của Tiếu Giai, chính là chứng cứ tham ô hủ bại lớn nhất của anh. Sau lưng mỗi quan tham, đều có một phụ nữ tham tiền, là chân lý. Sau lưng Hạ Tưởng. Cũng có phụ nữ, hắn dù sao cũng không phải thần tiên, không thể thoát tục. Nhưng phụ nữ của hắn không tham tiền, càng không có trao đổi quyền tiền, mỗi một đồng tiền kiếm được, đều rất công bằng công chính, đều là những kinh doanh hợp pháp hợp với quy tắc thị trường. Phạm Tranh thật đáng thương đã trở thành tên lính hầu cho nha nội, quả thật đã lấy Tiếu Giai ra gây chuyện, thứ nhất là đã báo thù cho nha nội.
sự việc hôm nay nếu như không phải do nha nội khơi mào, những người khác chắc chắn không có dũng khí gây chiến với Hạ Tưởng. Nha nội thật sự là người đứng sau giật dây. Thứ hai, nếu Hạ Tưởng ngay tình cảnh đó không thể hào hoãn được, chỉ cần hắn thực sự bị chứng minh quan hệ giữa hắn và Tiếu Giai là không chính đáng, vậy đế quốc thương nghiệp của Tiếu Giai có kinh doanh chân chính hay không đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, danh tín của hắn đã bị hủy hoại, thậm chí còn đến mức ảnh hưởng đến tiền đồ. Kế của nha nội, dụng tâm cao thâm, cũng dụng tâm ác độc. Phải nói, sau lưng nha nội, có cao nhân chỉ điểm, nếu không với trí tuệ chính trị của nha nội, sẽ không thể nghĩ ra một chiêu thức cao cường đến như vậy. Phạm Tranh, anh nói không sai, tôi có quen với Tiếu Giai, cũng đã từng là đồng nghiệp với cô ấy, hơn nữa, tôi cũng đã từng giúp cô ấy trong việc kinh doanh. Nằm ngoài dự tính của mọi người, Hạ Tưởng lại không hề do dự mà chấp nhận sự chỉ trích của Hạ Tưởng. Sắc mặt Hầu Khang Khứ thay đổi. Vẻ mặt Trịnh Thịnh kinh hãi. Tiền Cẩm Tùng vẻ mặt khiếp sợ. Hạ Tưởng làm sao vậy? Tại sao lại thừa nhận? Phải biết, có khi những lời nói trước mặt nhiều người, sẽ trở thành những lời đồn đại ra khắp nơi, phạm vi loan truyền rất rộng, thậm chí sẽ còn thay đổi nội dung. Với chứng cứ vu khống của Phạm Tranh, Hạ Tưởng không quan tâm hoặc bác bỏ đi mới là thượng sách, không phản bác thì cũng được, nhưng sao lại thừa nhận? Tôi giúp Tiếu Giai, là bởi vì có người muốn cơ hội thâu tóm sản nghiệp của Tiếu Giai, cho rằng Tiếu Giai là phụ nữ đơn thân, không có người để dựa dẫm, ở Bắc Kinh dễ bị người ta ức hiếp, muốn mượn quyền lực trong tay mình, ép Tiếu Giai vào khuôn khổ. Tôi cảm thấy, bất luận thế nào, có cán bộ có quyền lực đứng sau giúp đỡ hay không, chỉ cần là kinh doanh hợp pháp, đóng thuế cho nhà nước và giải quyết được vấn đề việc làm, thì nhà nước phải bảo vệ lợi ích và quyền lợi cho người đó. Chứ không phải, có người nào đó có chức quyền, có người đứng sau giúp đỡ liền cho rằng muốn làm gì thì làm. Trên thế giới này, còn có công lý, còn có chính nghĩa, còn có pháp luật mà người nào cũng phải tuân thủ. Hành văn Hạ Tưởng mạch lạc, lời nói như ngọc, không hề lưu tình nhằm thẳng vào nha nội. Tôi giúp Tiếu Giai, là bởi vì Tiếu Giai đối đầu với đối thủ quá mạnh, là bởi vì nếu tôi không ra mặt bảo vệ chính nghĩa sẽ bị cường quyền chà đạp. Bởi vì người muốn thâu tóm sản nghiệp Tiếu Giai, là người có quyền lực. Mặt nha nội đột nhiên biến sắc. Tất cả mọi người đều chấn động. Phạm Tranh, anh nhắc đến tôi và Tiếu Giai là đồng nghiệp, suy luận quan hệ nam nữ giữa tôi và Tiếu Giai hoàn toàn là nói hưu nói vượt, hoàn toàn không có căn cứ. Hơn nữa sau lưng Tiếu Giai, không phải chỉ có một người, người đàn ông thần bí, lại có đến mấy người. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh một chút, để anh mở rộng tầm mắt. Tôi là một người. Trần Phong thản nhiên nói. Phạm Tranh, có phải anh cũng hoài nghi tôi và Tiếu Giai có giao dịch tiền quyền? Tôi cũng xem như một người. Lại có một người đứng ra, hờ hững nói. Tiếu Giai trước kia còn là cấp dưới của tôi. Phạm Tranh, có phải anh muốn nói, tôi và Tiếu Giai cũng có quan hệ nam nữ bất chính? Khi Hạ Tưởng nhắc đến việc gã thâu tóm sản nghiệp của Tiếu Giai, trong lòng nha nội nhất thời nổi lên một trận sóng. Lần này gã đã tung ra một chiêu lớn và cả một nhóm người cùng ra tay, cái gã muốn chính là đồng thời với việc tạo một đả kích lớn đối với Hạ Tưởng, bản thân gã đứng đằng sau, sắp đặt mọi sự. Đừng thấy bây giờ gã hận Hạ Tưởng đến tận xương tủy, nhưng vẫn không dám ngang nhiên trở mặt với Hạ Tưởng. Nha nội tính toán là, khi Hạ Tưởng không thể vãn hồi thế cục được, gã sẽ làm người tốt, khuyên nhủ vài câu, vừa làm người tốt, vừa chữa được lòng tốt, một công đôi việc, cớ sao không làm. Tuyệt đối không ngờ được, cái kế khoanh tay đứng nhìn Hạ Tưởng sập bẫy, nhưng Hạ Tưởng lại không tiếc một trận chiến, trực tiếp đẩy gã lên đài, trước mặt mọi người vạch rõ gã muốn thâu tóm sản nghiệp của Tiếu Giai. So với câu nói Hạ Tưởng nhấn mạnh việc phía sau có quyền lực lớn nâng đỡ, nha nội cảm thấy như bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt, lạnh từ đầu đến chân. Hạ Tưởng muốn làm gì? Muốn đối kháng chính diện với gã, muốn đưa những mâu thuẫn giữa hắn và gã bày ra bên ngoài. Chẳng phải nói, ngay cả mặt của Chủ tịch Quốc hội cũng không thèm nể nữa. Lại suy nghĩ cẩn thận hơn, nha nội hoảng sợ, Hạ Tưởng không phải tức giận bột phát mà nhất thời không khống chế được, mà sớm đã có sự chuẩn bị với sự việc bất ngờ xảy ra ngày hôm nay. Vì vậy mới thận trọng ung dung mà phản kích. Tình thế biến hóa cực nhanh, khiến Phạm Tranh hoa cả mắt, khiếp sợ không nói ra lời. Nếu nói câu trả lời trực tiếp của Trần Phong rất có sức mạnh, trong giọng nói nhàn nhạt, là sự khinh miệt và miệt thị, thì câu hỏi của Lý Đinh Sơn lại chỉ thẳng vào bản chất vấn đề, giống như việc dùng sự trong sạch của mình để đổi lấy thanh danh cho Hạ Tưởng.
Một hành vi đạo đức tốt như vậy, trong quan trường hầu như đã gần như tuyệt tích. Nhưng hôm nay, lại được trình diễn sống động, là nhân phẩm của Hạ Tưởng quá tốt, khiến Lý Đình Sơn phải lấy thân mình ra, hay Lý Đình Sơn đối nhân xử thế quang minh lỗi lạc, gặp chuyện bất bình quyết không nhắm mắt, đồng thời tin tưởng vào sự đối nhân xử thế của Hạ Tưởng. Nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, hai vị cán bộ lớn cấp tỉnh là Trần Phong và Lý Đình Sơn đã không tiếc thân mình bảo vệ cho Hạ Tưởng, đồng thời trước mặt nhiều người ra sức ủng hộ Hạ Tưởng, hàm ý chính trị trong đó, vô cùng mãnh liệt. Hầu Khanh Khứ nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ khác thường. Hạ Tưởng không những biết làm việc, có thủ đoạn, hơn nữa còn rất biết phản kích, càng biết tạo tình thế, thật sự là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Phạm Tranh, một tiếng, hơi khiếp sợ lùi về sau hai bước mới đứng vững, thấy Trần Phong không nổi giận mà vẫn uy phong, Lý Đình Sơn hiên ngang lẫm liệt, gã nhất thời tâm hoảng ý loạn, lắp bắp nói. Tôi chỉ lấy ví dụ, chứ không phải có ý đó, cũng không phải chỉ trích Phó Bí Thư Trần và Bí Thư Lý. Vậy sao anh lại có gan chỉ trích Phó Bí Thư Hạ? Là cấp bậc Phó Bí Thư Hạ không bằng tôi hay tuổi tác không lớn bằng tôi, hay anh cảm thấy Phó Bí Thư Hạ yếu đuối dễ bắt nạt? Trần Phong trực tiếp uốn nắn Phạm Tranh một câu. Lý Đình Sơn lại cứng rắn nói. Phạm Tranh, anh là học giả của Viện Khoa học Xã hội, là thành phần trí thức cao cấp, lại ăn nói lung tung không có chứng cứ trước mặt nhiều người, ngang nhiên chỉ trích cán bộ cao cấp nhà nước, tinh thần đảng của anh ở đâu? Tính nguyên tắc của anh ở đâu? Cha anh đã từng đảm nhiệm vị trí bí thư tỉnh ủy, lẽ nào ông ta chưa từng dạy anh, cái gì gọi là thâm độc? Không dạy anh cái gì gọi là liêm sỉ? Bí thư Lý, nói hơi quá rồi, tôi giáo dục Phạm Tranh thế nào là chuyện của tôi, không cần nhọc công anh quan tâm. Đúng lúc Phạm Tranh bị Lý Đình Sơn bức bách đến mức không thể chống đỡ, lại có một người kịp thời xuất hiện, nổi giận đùng đùng phản kích Lý Đình Sơn. Chính là Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng vừa lên tiếng, liền gây ra một trận tranh cãi nho nhỏ, cũng không phải nói Phạm Duệ Hằng có bao nhiêu sức mạnh trong mắt những cán bộ cao cấp cấp tỉnh có mặt ở đây. Vị Phạm Duệ Hằng thoái vị phía sau sớm đã là nhân vật ngoài rìa rồi mà là vì người cùng đi với Phạm Duệ Hằng. Thật ra với cấp bậc của y, nếu y xuất hiện bình thường, cũng không thể xuất hiện dao động và liên tưởng lớn được. Nhưng thời điểm mà y xuất hiện lại rất mẫn cảm, lại vì y cùng đi với Phạm Duệ Hằng, lại thêm thân phận của y và việc Phạm Tranh chỉ trích Hạ Tưởng. Vì vậy, y cùng lúc xuất hiện với Phạm Duệ Hằng, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chấm, không phải ai khác. Chính là thị trưởng thành phố Yến Lục Nho. Lục Nha và Phạm Duệ Hằng đi cùng nhau, là trùng hợp hay cố ý, khiến cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Nếu là bình thường, Lục Nho xuất hiện, sẽ không có mấy người chú ý đến y. Dù sao thị trưởng thành phố Yến tuy là cán bộ cao, nhưng hôm nay cán bộ cấp cao tụ tập nhiều, thật sự hào quang của y không thể thể hiện ra được. Nhưng, Lục Nho xuất hiện, có lẽ nhà họ Phó sẽ không thông báo cho Lục Nho. Thứ nhất vì cấp bậc của y chưa đủ, thứ hai vì tình huống không phù hợp, lại thêm y xuất hiện cùng với Phạm Duệ Hằng, hơn nữa lại rất đúng lúc, liền khiến cho không ít người suy đoán. Mỗi người trong lòng đều hiểu rất rõ, Lục Nho, là người của Chủ tịch Quốc hội. Lại nghĩ sâu sắc thêm một chút, thân là thị trưởng thành phố Yến, lại kinh doanh nhiều năm ở thành phố Yến, Lục Nho chắc chắn sẽ biết rõ ràng mọi chuyện của Tiếu Giai, đồng thời không cần nghi ngờ gì nữa, y sẽ đứng về phía Phạm Tranh. Tình thế, lại một lần nữa nảy sinh sự chuyển biến cơ bản, vốn dĩ trở thành một chuyện như ân oán cá nhân, bây giờ lại trở thành một cuộc giao đấu chính trị. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, với cấp bậc của Hạ Tưởng, với thân phận mẫn cảm của nha nội, lại liên tưởng đến Phạm Tranh, sự thật Cao Kiến Viễn và Hạ Tưởng đã từng là bạn bè cũ. Đúng rồi, lại còn có cả công tử họ Ngô vẫn như hổ rình mồi mà chưa ra tay. Sự việc hôm nay là một lần khiêu khích do các đối thủ của Hạ Tưởng liên thủ lại để nhằm vào hắn, một sự kiện chính trị nghiêm trọng, mang tính đột phát. Bí thư cũ. Lý Đình Sơn nhàn nhạt gọi một tiếng bí thư cũ, chính là để Phạm Duệ Hằng nhận thức rõ ràng tình hình. Tôi chỉ nói việc không nói người, cho dù đó là Phạm Tranh hay người nào khác, chỉ cần gã chỉ trích Phạm Tưởng, tôi sẽ cùng y nói lý lẽ tới cùng. Chỉ trích Hạ Tưởng thì sao chứ? Lẽ nào Phó Bí Thư Hạ Hạ Tưởng bản thân không hề có chút khiếm khuyết nào để người ta chỉ trích? Phạm Duệ Hằng lớn tiếng, dường như đã nắm chắc thắng lợi vậy. Tôi nghĩ nếu Phó Bí Thư Hạ làm ngay đứng thẳng, cũng không sợ bị người khác chỉ trích, đúng không? Hơn nữa, Phạm Tranh và Hạ Tưởng quen biết cũng mười mấy năm rồi,
e rằng mỗi người có mặt ở đây đều không hiểu Hạ Tưởng bằng nó. Khi nó quen biết với Hạ Tưởng mới chỉ là một chủ tịch huyện. Không chỉ nó, mà ngay cả tôi và thị trưởng Lục, cũng đã quen biết Hạ Tưởng 7-8 năm rồi. Đúng không, thị trưởng Lục? Phạm Duệ Hằng nhấn mạnh thời gian, hiển nhiên là một thủ đoạn để bước tiếp theo tăng thêm một chút sức mạnh nữa trong việc chỉ trích Hạ Tưởng, gia tăng độ tin tưởng. Quả nhiên, Lục Nho bị Phạm Duệ Hằng lôi lên sân khấu. Lục Nho ung dung bình tĩnh, khẽ gật đầu. Không sai, năm đó Phó Bí Thư Hạ còn nhậm chức ở quận Hạ Mã, tôi đã quen biết hắn, có phải không Phó Bí Thư Hạ? Xuất hiện làm mất mặt không phải là lỗi của anh, nhưng bị người ta đạp vào mặt là lỗi của anh, Hạ Tưởng gật đầu trả lời. Đúng vậy, thị trưởng Lục còn là lãnh đạo cũ của tôi, năm đó khi tôi còn cấp phòng, thị trưởng Lục đã là lãnh đạo thành ủy rồi, lãnh đạo cũ có gì cần chỉ thị. Một câu khiến Lục Nho vô cùng xấu hổ. Hạ Tưởng còn cấp phòng, y đã là giám đốc sở. Bây giờ Hạ Tưởng muốn lên chức bộ, cũng là chức bộ, nhưng y chỉ là thị trưởng thành phố Yến, không phải bí thư thành ủy, cũng không phải ủy viên thường vụ tỉnh ủy, còn Hạ Tưởng đường đường lại là phó bí thư tỉnh ủy. Đều là cấp bộ, theo thực tế lệ thường của quan trường mà nói, Hạ Tưởng xem như là lãnh đạo của y. Phó Bí Thư Hạ, không cần lấy tôi ra làm trò đùa, tôi nào có tư cách chỉ thị một người đường đường là cán bộ tỉnh ủy như anh. Lời vừa nói ra dường như lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, mắc mưu Hạ Tưởng rồi, y ngay cả tư cách để chỉ thị cũng không có, huống hồ là chỉ trích. Chỉ thị hay không chỉ thị, cũng không cần so đo nữa. Thị trưởng Lục, nếu Phạm Tranh và Hạ Tưởng đã tranh chấp nhau trong vấn đề thiếu giai, Phạm Tranh còn vì vậy mà bị đồng chí Lý Đinh Sơn lớn tiếng chỉ bảo. Anh thử nói xem, Tiếu Giai rốt cuộc là người phụ nữ thế nào? Đứng trên góc độ của anh, với thân phận thị trưởng thành phố Yến, nói rõ phải trái một chút. Phạm Duệ Hằng làm một con phượng hoàng dụng lông không bằng làm con gà, tự chấp nhận rớt xuống, cũng chấn chỉnh nha nội một phen, thay nha nội giảm bớt áp lực. Hạ Tưởng cũng âm thầm khâm phục nha nội dùng sách lược đấu văn không đấu võ rất cao minh. Sự việc hôm nay, hoàn toàn phù hợp, từng bước ép sát, trình độ rất cao, khiến người ta bội phục. So với thủ đoạn điên cuồng cắn người của công tử nhà họ Ngô, thông minh hơn nhiều. Quan trọng nữa là, có thể bố trí chu đáo chặt chẽ như thế, từng bước đều rất thận trọng, ngoài việc sắp xếp vô số người bảo vệ bên ngoài, còn có rất nhiều nhân vật chính trị trợ giúp, nhà nội chắc chắn sẽ thành công thực sự. Cũng chứng tỏ một điểm, có người muốn mượn việc hôm nay, đánh một đòn trầm trọng vào uy quyền của hắn. Có thể làm đen lý lịch của hắn càng tốt, không thể làm đen, cũng phải khiến hắn mất mặt xấu hổ, khiến hắn không còn mặt mũi nào. Phải thừa nhận, nguyên nhân sự việc, không những liên quan đến việc bổ nhiệm chủ tịch tỉnh Tỉnh Vũ và thường vụ tỉnh Tề, còn liên quan đến việc ở tỉnh Lĩnh Nam. Lục Nho có khí chất nho nhã, nói với vẻ không vội vàng. Gia cảnh của Tiếu Giai cũng bình thường, nhưng người lại rất xinh đẹp, xuất thân bần hàn, cha mẹ đều là nông dân, có một người em trao làm buôn bán ở thành phố Yến. Trước khi cô ta đến Bắc Kinh, ở thành phố Yến cũng chỉ là một người không ai biết đến. Cô ta đã từng đảm đương chức vị biên tập sách báo trong một công ty văn hóa. Đúng rồi, cũng chính thời điểm đó, có mối quan hệ đồng nghiệp với Phó Bí Thư Hạ, hơn nữa đều là dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Lý, ha ha, một công ty văn hóa, lại sản sinh ra một tỷ phú, hai vị cán bộ cấp cao, thật không hề đơn giản. Lời nói của Lục Nho, dường như chỉ trần thuật sự việc một cách khách quan, thật ra lại ám chỉ rất nhiều. Muốn truyền một tin cho tất cả những người có mặt ở đây, là do Tiếu Giai có Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, mới có được ngày hôm nay. Nếu nói mục đích ban đầu chỉ là nhằm vào Hạ Tưởng, thì Lục Nho vừa xuất hiện, đã xuất kích hai hướng, một đánh vào Hạ Tưởng, một đánh vào Lý Đinh Sơn. Sự hòa hoa phong nhã bên ngoài là cách che giấu tốt nhất cho sự âm u lạnh lẽo bên trong. Một công ty mà xuất hiện hai cán bộ cấp bộ, một tủ phú, rất giỏi, quả thật rất giỏi. Một nhân vật không ai có thể ngờ được, đột nhiên mở miệng. Lúc trước có 5-6 vị cán bộ cấp tỉnh cùng đến, bao gồm Trịnh Thịnh, Trần Phong, Tiền Cẩm Tùng, cùng với Chủ tịch tỉnh Tỉnh Tây Ngô Đông Phương, thị trưởng Bắc Kinh Vương Thạch Phi và thị trưởng Tân Thành Nghiêm Vinh Chính, mấy vị này vẫn đứng một bên, hoặc khoanh tay đứng nhìn, hoặc bàng quan, hoặc khẽ nhíu mày, dù sao cũng không rời đi, luôn luôn ở lại xem tình thế phát triển. Ngoài Trần Phong ủng hộ Hạ Tưởng ra, những người khác bao gồm cả Trịnh Thịnh, đều không nói gì. Ngay khi Lục Nho vừa dứt lời, thị trưởng Bắc Kinh Vương Thạch Phi liền bất ngờ lên tiếng,
lập tức khiến tình thế vốn đã phức tạp, lại càng thêm rắc rối hơn. Lại liên tưởng đến thân phận thị trưởng Bắc Kinh của Vương Thạch Phi, mà bây giờ Tiếu Giai lại là doanh nhân lớn ở Bắc Kinh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn gã. Bởi lập trường của gã trong chuyện này, vô cùng quan trọng. Nếu nói ngay từ đầu Tiếu Giai là xuất phát điểm của tất cả mọi việc, vậy cho đến bây giờ, Tiếu Giai đã trở thành trung tâm. Xung quanh những việc liên quan đến Tiếu Giai mà dẫn đến thanh danh của Hạ Tưởng, cùng với những tranh luận về tác phong kinh tế và tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng, đã đạt đến độ cao chính trị rồi. Cùng với sự tham gia đi đầu của Trần Phong, Lý Đinh Sơn, Phạm Duệ Hằng, sự việc như phản ứng dây chuyền, có xu hướng mở rộng hơn. Lục Nho lấy thị trưởng thành phố Yến ra để nói, nếu không đủ mạnh để đả thương Hạ Tưởng, vậy nếu thị trưởng Bắc Kinh Vương Thạch Phi nói gì bất lợi về sự việc Tiếu Giai, lại thêm nếu như thị trưởng Nhất Dĩ nói ra sự thật Tiếu Giai không kinh doanh, thì sẽ tăng thêm sức nặng cho việc thắng lợi của bên Nha Nội. Thị trưởng Bắc Kinh tuy chỉ là thị trưởng, nhưng sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả những bí thư ở các tỉnh vài phần. Còn Vương Thạch Phi chỉ là từ vị trí một bí thư tỉnh ủy điều chuyển lên thị trưởng Bắc Kinh. Ông cụ nhà họ Phó dưới suối vàng có biết, cũng làm vui mừng rồi. Nếu không phải thân phận đặc biệt của ông, ở Bắc Kinh này, trong một lúc mà tập trung được nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như vậy, cũng không dễ dàng gì. Kỳ lạ chính là, đã rằng có ở bên ngoài cả nửa ngày rồi, nhà họ Phó vẫn chưa có động tĩnh gì. Phó Tiên Phong ở bên trong nên không ra đây cũng được, Phó Tiên Tiên cũng vậy, những người khác của nhà họ Phó cũng vậy, lại không có người nào ra mặt, là có dụng ý gì. Tuy nhiên lúc này về cơ bản cũng không quan tâm đến thái độ của nhà họ Phó trong sự việc này, mọi ánh mắt đều tập trung vào Vương Thạch Phi. Ngay cả Hầu Khang Khứ luôn cố gắng duy trì bình tĩnh, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm nhìn Vương Thạch Phi. Những người có mặt lúc này, có vô số cán bộ lớn cấp tỉnh, lại thêm một vị ủy viên bộ chính trị, có thể nói là cán bộ lớn thực sự quần tụ. Nếu như vấn đề Hạ Tưởng được làm rõ, miệng lưỡi người đời khó dò, Hạ Tưởng dù có người đảm bảo, danh dự cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Vương Thạch Phi cố ý dừng một lát, mới ý vị nói. Chỉ có thể nói, thành phố Yến là một nơi tốt, công ty của Bí Thư Lý, là nơi ngọa hổ tang long. Nhưng là thị trưởng Bắc Kinh, tôi cũng có biết một vài điều về tình hình của Tiếu Giai. Nếu mọi người đã thảo luận nhiệt tình như vậy, thì tôi cũng góp vào một câu. Công ty của Tiếu Giai đã từng có mấy lần vi phạm quy định. Mấy năm trước, sau khi thâu tóm mấy công ty khác, thực lực mới nhanh chóng lớn mạnh. Từ bên ngoài nhìn vào, hành vi sát nhập lúc đó là hợp pháp, tình hình cụ thể bên trong như thế nào, còn cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Quả nhiên, sắc mặt Lý Đinh Sơn thay đổi, vẻ mặt Trần Phong cũng hơi giận dữ. Khuynh hướng trong lời nói của Vương Thạch Phi rất rõ ràng, là ám chỉ công ty của Tiếu Giai có thành tựu như ngày hôm nay, sau lưng có một bàn tay lớn giúp đỡ. Bàn tay lớn đó là ai, thì không cần nói cũng biết. Tình thế, dần dần nghiêng về phía Nha Nội. Nói như vậy, phỏng đoán của tôi có cơ sở. Phạm Tranh sau khi bị Trần Phong lớn tiếng và Lý Đinh Sơn chỉ trích, bây giờ đã khôi phục lại tinh thần, nói với vẻ đầy đắc ý. Phải nói, sau lưng Tiếu Giai, có một sức mạnh thần bí nâng đỡ. Còn về phần đó là ai, hoặc xuất phát từ nguyên nhân gì, thì không tiện nói. Phạm Duệ Hằng vừa chút giận cho Phạm Tranh, vừa trả thù Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn có lời gì để nói? Hạ Tưởng cúi đầu, dường như thật sự đã không còn gì để nói nữa, chẳng lẽ đã nhận sai rồi? Bầu không khí im lặng vô cùng. Một lúc sau, Hạ Tưởng trong ánh mắt mong đợi của mọi người, chậm chậm ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Có một số chuyện vốn dĩ tôi không muốn nói trực tiếp quá, nhưng dù sao sự việc cũng có liên quan đến danh dự của cá nhân tôi và Bí Thư Lý, nên rất cần thiết làm sáng tỏ một chút. Thị trưởng Vương, ông là thị trưởng Bắc Kinh, vừa rồi nói những lời võ đoán, không khỏi có chút không phù hợp chức vị. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt vốn dĩ ôn hòa bình tĩnh của Vương Thạch Phi, ngay lập tức chuyển thành kinh ngạc. Hạ Tưởng tức giận đến mức mất khống chế hay sao? Còn dám chỉ trích thị trưởng Bắc Kinh không xứng đáng với chức vị, là hành vi kẻ dưới chê trách người trên. Phó Bí Thư Hạ, mong chú ý lời nói. Phạm Tranh lập tức nói. Anh là thân phận gì, sao lại nói hồ đồ như vậy? Mong chú ý thân phận của anh. Bỗng nhiên có người quát lớn với Phạm Tranh. Mọi người lại kinh sợ, tập trung ánh nhìn, thì ra là chủ tịch tỉnh Tây Ngô Đông Phương. Phạm Tranh ngay lập tức đỏ bừng mặt, muốn phản bác vài câu, lại bị Phạm Duệ Hằng trừng mắt nhìn,
lập tức nuốt lời vào trong. Bây giờ không nên gây thù hằn quá nhiều, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơn nữa lời của Ngô Đông Phương cũng có lý, gã cũng không hề có cấp bậc gì, quả thật không có tư cách xen vào. Phạm Duệ Hằng liếc nhìn Ngô Đông Phương một cái, lại nghĩ đến việc Tào Vĩnh Quốc từng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh Tỉnh Tây, lại không nói gì nữa. Ngô Đông Phương bất ngờ tỏ thái độ, khiến tình hình đối lập lực lượng của hai bên lại xảy ra thay đổi. Mong được nghe chỉ bảo của Phó Bí Thư hạ. Vương Thạch Phi còn duy trì được sự kiềm chế. Chỉ bảo thì chưa dám, tôi chỉ muốn trần thuật một sự thật. Hạ Tưởng dưới sự công kích liên tiếp của nhiều người, vẫn duy trì được sự bình tĩnh, thậm chí còn chậm rãi nói. Năm đó Tiếu Giai thâu tóm sản nghiệp người khác, là vì đối phương chủ động giao bán, nên việc này thuộc về hành vi buôn bán thương mại thông thường. Thị trưởng Vương chỉ biết nhìn sự việc bên ngoài mà không chịu làm tường tận mọi việc, chỉ nhìn thấy Tiếu Giai thâu tóm bình thường các công ty khác, mà lại không thấy sau lưng sản nghiệp của Tiếu Giai cũng bị người ta ác ý thu mua. Hơn nữa sau lưng còn có lực lượng chính trị tham gia, là một thị trưởng, cho dù là công ty của người dân bình thường, hay công ty có bối cảnh có lai lịch, đều phải đối xử bình đẳng, phải không? Vương Thạch Phi bị Hạ Tưởng chất vấn đến nỗi có chút xấu hổ, mặc dù không đến mức thẹn quá hóa giận, nhưng cũng vẫn có chút tức giận. Phó Bí Thư Hạ biết rõ ràng mọi việc về sản nghiệp của Tiếu Giai như vậy, còn có nguyên nhân gì phía sau. Hơn nữa Tiếu Giai thu mua sản nghiệp khác là hành vi thương mại bình thường, bị người khác thu mua, lại là ác ý thu mua, anh nói như vậy có phải cũng quá võ đoán rồi không? Lời nói của anh, chẳng qua cũng chỉ từ một bên thôi. Rất xin lỗi, thị trưởng Vương, lời nói của tôi, thật sự không phải xuất phát từ một bên. Hạ Tưởng bình tĩnh ung dung, thậm chí còn mỉm cười. Tôi sở dĩ hiểu rất rõ về động thái về sản nghiệp của Tiếu Giai, không phải vì giữa tôi và cô ấy có quan hệ mờ ám gì, càng không phải vì tôi ra mặt tìm quan hệ giúp cô ấy, mà là vì Tiếu Giai là một doanh nhân yêu nước. Cô ấy đứng trên lập trường là một người thành công xuất thân từ thành phố Yến, không những hàng năm quyên góp cho tỉnh Yến mấy phòng học tình thương, mà còn giúp đỡ xây dựng 4 viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, giúp đỡ mấy chục sinh viên nghèo vượt khó, hơn nữa hàng năm còn quyên hàng chục triệu tiền từ thiện, là một doanh nhân giàu lòng yêu nước. Là đồng nghiệp của cô ấy, tôi vô cùng tự hào, còn anh đã từng ủng hộ và quan tâm gì đến cô ấy? Vương Thạch Phi á khẩu không thể trả lời được. Mà lúc sản nghiệp của cô ấy bị ác ý thu mua, anh lại giã cho một doanh nhân yêu nước và kinh doanh hợp pháp đó được chính sách ủng hộ gì. Dưới sự chất vấn liên tục của Hạ Tưởng, Vương Thạch Phi gần như không tìm thấy cơ hội phản bác. Y lớn hơn Hạ Tưởng 30 tuổi, sắp về hưu, lại bị một hậu sinh vãn bối chất vấn đến nỗi không thể trả lời được, lại trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt cũng trở nên cứng đờ, không còn được sự kiềm chế và trấn tĩnh của lúc nãy nữa, mà vội vàng nói. Phó Bí Thư Hạ nói đều rất có lý, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tự nói ra mà thôi, cho dù Tiếu Giai là một nhà từ thiện, nhưng cô ta và anh rốt cuộc có quan hệ gì, anh tại sao lại quá quan tâm đến từng động tĩnh về sản nghiệp của cô ta như vậy, khiến cho người ta thật sự không hiểu. Lại còn cô ta thâu tóm sản nghiệp của người khác thì hợp pháp, còn bị người khác thu mua thì lại là ác ý thu mua, chẳng qua cũng chỉ là ý kiến một chiều của anh thôi. Vừa rồi tôi cũng nói rồi, thị trưởng Vương. Tôi thật sự không phải xuất phát từ một chiều, cũng không biết là do anh không để ý hay đã quên rồi. Không phải từ một chiều, ai có thể chứng minh? Có người chứng minh, hơn nữa động tĩnh của sản nghiệp Tiếu Giai, tôi cũng thông qua y mới biết được rõ ràng như vậy. Là ai? Vương Thạch Phi đương nhiên không tin, đồng thời nhấn mạnh một câu. Không phải ai cũng có tư cách để chứng minh đâu. Là tôi. Một âm thanh trầm vang lên từ phía xa. Tiếng mở cửa vang lên, một người từ trên xe bước xuống, chậm rãi đến gần mọi người. Y bước không nhanh, mỗi bước đều rất chắc chắn, đón ánh mắt hoặc phức tạp hoặc bất ngờ hoặc nghi hoặc của mọi người, y lập tức đi đến trước mặt Vương Thạch Phi, chậm rãi nói. Đồng chí Thạch Phi, anh nói xem tôi có đủ tư cách để chứng minh cho Hạ Tưởng hay không? Vương Thạch Phi thiếu chút nữa hóa đá ngay tại chỗ, nếu không phải y chìm nổi cả đời trong chốn quan trường, có lẽ không dám tin sự thật trước mắt. Bí Thư Tưởng, anh, lời anh nói, đương nhiên hoàn toàn có thể tin. Vương Thạch Phi thật sự không biết phải mở miệng như thế nào nữa. Không chỉ Vương Thạch Phi khiếp sợ, nhà nội và Phạm Duệ Hằng thiếu chút nữa cũng rớt cả mắt ra ngoài. Tưởng Tuyết Tùng không phải đã đi rồi, sao lại quay lại? Lẽ nào chỉ vì muốn giải vây cho Hạ Tưởng? Ủy viên Trung ương Bộ Chính trị,
Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Tưởng Tuyết Tùng là lãnh đạo trực tiếp của Vương Thạch Phi, lời nói của y, Vương Thạch Phi phải tin tưởng vô điều kiện. Hầu Khanh Khứ cũng thay đổi sắc mặt. Đồng chí Thạch Phi, đồng chí Thiếu Giai là một doanh nhân ưu tú tuân thủ kỷ luật, sản nghiệp của cô ta ở Bắc Kinh, vẫn luôn kinh doanh hợp pháp. Tưởng Tuyết Tùng nói chắc chắn, trước tiên khẳng định về Thiếu Giai, lại nói. Tôi và Hạ Tưởng là bạn vong niên, hắn tuy rằng không còn ở tỉnh Yến nữa, nhưng vẫn luôn quan tâm những doanh nhân xuất thân từ tỉnh Yến, liền thành lập một liên minh những doanh nghiệp tỉnh Yến, ủy thác tôi bình thường quan tâm một chút. Tôi đối với việc sản nghiệp Thiếu Giai thời gian trước bị người ta ác ý thu mua, cũng có biết một chút. Vương Thạch Phi đã hoàn toàn không còn gì để nói. Nhà nội chớp mắt, đối với việc Tưởng Tuyết Tùng ra mặt giải vây cho Hạ Tưởng, gã rất bất mãn. Bởi gã tự nhận cũng có chút quan hệ với Tưởng Tuyết Tùng, nhưng không ngờ, quan hệ giữa Tưởng Tuyết Tùng và Hạ Tưởng lại thân thiết đến như vậy, thật sự tính sai rồi. Hơn nữa Tưởng Tuyết Tùng còn nhắc đến chuyện ác ý thu mua, trong lòng nhà nội dao động. Lẽ nào, Tưởng Tuyết Tùng vì Hạ Tưởng mà không tiếc phải trở mặt với gã sao? Sự việc buôn bán, thì dùng thủ đoạn buôn bán để giải quyết, không tiện cho những thủ đoạn chính trị tham gia, anh nói có đúng không, Bí thư Hầu? Tưởng Tuyết Tùng đột ngột hỏi Hầu Khang Khứ một câu, rồi gật đầu một cái với Hầu Khang Khứ, xoay người đi vào nhà họ Phó. Tôi còn có việc, phải đi trước. Cũng may, nhà nội thở phào, Tưởng Tuyết Tùng vẫn lưu lại cho gã một phần tình cảm. Quả thật, Tưởng Tuyết Tùng đã đủ nể mặt Hạ Tưởng, nhưng dù sao y cũng ở Bắc Kinh, không tiện làm quá đáng với nha nội, liền bỏ đi. Y tin chắc, những việc tiếp theo, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể tự giải quyết. Đúng vậy, tâm tình nha nội vừa mới thả lỏng đột nhiên lại căng thẳng, bởi vì Hạ Tưởng đã bắt đầu phản công. Tình hình phát triển đến bước này, đã không còn đơn giản là ân oán cá nhân giữa nhóm người do nha nội cầm đầu và Hạ Tưởng nữa. Bởi vì đã có quá nhiều nhân vật chính trị tham gia vào bên trong rồi. Hơn nữa còn toàn là những nhân vật quan trọng. Ở bên phía của nha nội có Phạm Tranh xung phong ở phía trước, Phạm Duệ Hằng hò hét cổ động, Ngô Công Tử ở phía sau cùng trong đợt tấn công. Bên phía Hạ Tưởng trận tuyến chẳng những phòng thủ, hơn nữa sau khi Tưởng Tuyết Tùng ra thi đấu, lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Đồng thời bởi vì sự ra mặt của Tưởng Tuyết Tùng, đồng nghĩa với việc Vương Thạch Phi đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Bên phía nha nội, giảm đi mất một vị đại tướng. Trong lòng nha nội biết Hạ Tưởng bình tĩnh uy vũ như vậy chắc chắn là đã có chuẩn bị hết, thừa dịp trước khi Hạ Tưởng phản kích, phải chiếm lại điểm cao nhất mới là nhiệm vụ hàng đầu. Y tin tưởng, y còn có thể chuyển bại thành thắng. Nha nội liền nháy mắt với Lục Nho. Lục Nho hiểu ý, tuy rằng lần xuất kích vừa nãy không đạt được hiệu quả cao, nhưng y cũng không nổi giận, bởi vì y vẫn còn một bữa tiệc lớn nữa đã chuẩn bị cho Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được rất nhiều lời phàn nàn của các nhà đầu tư khai thác bất động sản, nói là bất động sản Giang Sơn lợi dụng thủ đoạn bất chính tiếp nhận công trình, lũng đoạn thị trường bất động sản thành phố Yến. Còn có tin đồn nói anh là ông chủ đứng phía sau bất động sản Giang Sơn, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố không biết phải xử lý như thế nào, vừa lúc gặp được Phó Bí Thư Hạ, mong Phó Bí Thư Hạ đưa ra một số chỉ thị cho công tác của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Bất động sản Giang Sơn. Thị trưởng Tân Thành Nghiêm Vinh Chính từ đầu đến cuối vẫn im lặng, rốt cục cũng lên đài, vừa mở miệng đã biểu lộ lập trường của ông. Tân Thành cũng có dự án của bất động sản Giang Sơn, năng lực hoạt động của bất động sản Giang Sơn quả thực rất mạnh. Khi tiếp nhận công trình ở Tân Thành, liền có người đưa ra tin đồn là ông chủ đứng ở phía sau chính là Phó Bí Thư Hạ, tôi còn tưởng chỉ là tin đồn vớ vẩn. Thị trưởng Tân Thành này được lắm, thật biết tận dụng thời thế mà phất lên. Hạ Tưởng nhìn về phía Nghiêm Vinh Chính với ánh mắt đầy thâm ý. Nực cười. Nghiêm Vinh Chính vừa mở miệng, rốt cục đã chọc giận một người, người đó lạnh lùng cười, đầu tiên là hướng về phía Lục Nho nói. Cậu là thị trưởng thành phố Yến lại xin chỉ thị công tác của Phó Bí Thư tỉnh ủy Lĩnh Nam, căn bản là đã hồ đồ. Chính là Trịnh Thịnh. Thế lực của Trịnh Thịnh hiện giờ rất hùng mạnh, có hy vọng được nhập cục, ông lại là Bí Thư tỉnh ủy, lời phát biểu đương nhiên cũng rất có trọng lượng. Bất động sản Giang Sơn có lai lịch như thế nào, trước tiên tôi không có kết luận, nhưng tin đồn đằng sau mỗi một xí nghiệp lớn đều có một nhân vật chính trị, đã không còn là chuyện mới mẻ gì nữa, có đáng để đem ra bàn luận không? Thị trưởng Nghiêm, lúc tôi mới tới tỉnh Tương, cũng có tin đồn nói tôi là người đứng sau công ty cầu đường tỉnh Tương, nếu anh nghe được, anh có tin hay không?
Nghiêm Vinh Chính không ngờ Trịnh Thịnh lại hùng hổ dọa người như vậy, không khỏi ngượng ngùng cười. Tôi cũng chỉ là vừa nghe thị trưởng Lục hỏi thì nói ra thôi, cũng không có ý chỉ trích phó bí thư hạ. Không có thì tốt, tôi cũng tin là anh không có ý đó. Trịnh Thịnh tuy không có tình cảm thân thiết với Hạ Tưởng giống như Cổ Thu Thật, nhưng dù sao cũng đồng ý với thái độ làm người của Hạ Tưởng, vậy nên cần phải đứng ra thay Hạ Tưởng hóa giải một số áp lực. Lục Nho vô cùng xấu hổ, chưa biết nói gì thì Phạm Tranh đã không kìm nổi mà nói chen vào. Thị trưởng thành phố Yến tuy là không cần xin chỉ thị công tác của Phó Bí Thư tỉnh ủy Lĩnh Nam, nhưng cũng không cần báo cáo công tác với Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Tương. Ai nói thế? Một âm thanh quen thuộc vang lên, liền giống như một mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới, đâm thẳng vào giữa ngực Lục Nho, Lục Nho cả kinh, chống ngực đập dồn dập. Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Tấn Chu rốt cục cũng xuất hiện. Trong nhiều vấn đề tôi và Bí Thư Trịnh có cùng quan điểm với nhau. Đồng chí Lục Nho xin chỉ thị công tác từ ông ấy thì có gì mà không được chứ? Hoàn toàn có thể được. Cao Tấn Chu ở tỉnh Yến đã nhiều năm, bây giờ uy danh của ông ta ở tỉnh ủy không người nào có thể đụng đến được. Ông ta vừa xuất hiện, khiến cho thân hình của Lục Nho bỗng chốc liền thấp xuống một chút. Đồng chí Lục Nho, chỉ sợ cậu không đủ tư cách để báo cáo công việc với Bí Thư Trịnh. Những lời Cao Tấn Chu nói là lời nói thực, bởi vì sau khi Trịnh Thịnh nhập cục, Lục Nho cho dù muốn gặp mặt Trịnh Thịnh cũng còn khó, nói gì đến chuyện báo cáo công tác. Nằm mơ đi. Thời điểm tôi mới tới tỉnh Yến, còn có người đồn đại nói là ông chủ đứng sau tập đoàn Viễn Cảnh chính là tôi, lúc ấy nghe xong tôi cũng chỉ cười bỏ qua. Sau đó ở trong hội nghị tỉnh ủy tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần, phải chăm chỉ làm việc, đừng có nghe những lời đồn đại, lại càng đừng để những lời đồn đại che mắt. Đồng chí Lục Nho, sao cậu lại có thể không có chủ kiến? Bảo sao hay vậy như thế được? Phải có lập trường kiên định và sức phán đoán sáng suốt. Vâng, vâng, Bí Thư Cao chỉ thị rất đúng, là tôi đã quá khinh suất rồi. Lục Nho bị Cao Tấn Chu có cương có nhu phê bình dạy bảo không còn lời nào để nói, đành phải liên tục nói phải. Còn có người nói người đứng sau bất động sản Giang Sơn là tôi, thị trưởng Lục, kỳ thực cậu hoàn toàn có thể coi như người đứng sau bất động sản Giang Sơn là tôi là được. Bí thư thành ủy thành phố Yến Vu Phồn Nhiên cũng đến rồi. Trên trán Lục Nho, đã đổ đầy mồ hôi. Trong lời nói của Vu Phồn Nhiên cũng ẩn chứa nội hàm. Bất động sản Giang Sơn là xí nghiệp ngôi sao của thành phố Yến, có rất nhiều cống hiến to lớn vì sự phát triển của quận Hạ Mã, hơn nữa còn phối hợp với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các dự án nhà ở đảm bảo cho chính quyền, căn cứ theo tinh thần vì chính phủ phân ưu. Xí nghiệp tốt như vậy, từ thành phố Yến bước ra, hướng tới cả nước, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đáng lẽ phải là hậu trường ủng hộ mạnh mẽ cho bất động sản Giang Sơn. Đáng tiếc, những gì chúng ta làm được vẫn chưa đủ tốt, còn chưa quan tâm và ủng hộ đầy đủ cho xí nghiệp, cho nên đã nhiều năm như vậy, thời gian bất động sản Giang Sơn bước ra bên ngoài, vẫn làm theo kế sách của Phó Bí Thư Hạ, điều đó chứng minh cái gì? Đồng chí Lục Nho, điều đó chứng tỏ công tác của chúng ta còn chưa đúng chỗ, so với Phó Bí Thư Hạ có chênh lệch rất lớn. Một câu nói mà nêu ra được hai mặt của cùng một vấn đề, có một sức thuyết phục hoàn toàn tương phản nhau, trình độ nói chuyện của nhân vật chính trị, quả nhiên là không giống bình thường. Lục Nho hoàn toàn bị khí thế của Cao Tấn Chu và trình độ của Vu Phồn Nhiên gây chấn động, ở trước mặt cấp trên và người lãnh đạo trực tiếp, ngoại trừ khúm núm cúi đầu vâng dạ ra, không còn một chút khí thế nào. Thất bại thảm hại. Nhà nội gần như tức phát điên, tại sao tất cả các hành động được dày công sắp đặt? Bị Hạ Tưởng từng bước hóa giải thì thôi, mà chiêu nào chiêu nấy đều ngoạn mục, kiềm chế đến nỗi y gần như không có lực mà trả đòn, giống như Hạ Tưởng đã có sự chuẩn bị từ sớm. Đúng, chắc chắn Hạ Tưởng đã biết trước kế hoạch của bọn họ, nếu không tại sao lại mỗi một bước đều tính kế được thích đáng như vậy. Là ai đã tiết lộ kế hoạch của y? Diệp Thiên Nam, rất có khả năng. Trong lòng nha nội hận vô cùng, nhưng lúc này thủ đoạn đã dùng hết. Hơn nữa bên phía Hạ Tưởng đang hoàn toàn chiếm ưu thế, bọn họ muốn chuyển bại thành thắng, trừ phi thay đổi sách lược đấu văn không cần đấu võ, để Ngô công tử ra tay. Trong đầu nha nội vừa xuất hiện kế sách, liền thừa dịp không có ai chú ý, lặng lẽ đến gần Ngô công tử thì thầm vài câu. Sau khi Cao Tấn Chu và Vu Phồn Nhiên đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Lục Nho xong, liền hàn huyên với mọi người vài câu. Mọi người nhìn thấy tình hình đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về Hạ Tưởng, bên phía nha nội thất bại thảm hại, biết cũng đã đến lúc, liền đều đứng dậy đi vào trong linh đường,
tiếp tục hoàn thành việc chính khi đến nhà họ Phó hôm nay. Sự việc lần này đã để lại ấn tượng cực kỳ kinh ngạc trong lòng rất nhiều cán bộ, trong cuộc đối kháng giữa Hạ Tưởng và Nha Nội, tuy rằng Nha Nội từ đầu đến cuối không nói nhiều lời, nhưng đều là những nhân vật già sắp thành tinh, ai lại không rõ Nha Nội mới là người làm chủ đứng phía sau giật dây nói rộng ra, lại liên tưởng đến hành động ngày hôm nay của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, chính là một lần giao đấu chính diện của thế lực gia tộc lấy Hạ Tưởng làm đại biểu với phe phản đối và hệ bình dân. Nếu thêm cả việc Trịnh Thịnh cũng ra sức ủng hộ Hạ Tưởng, thì tương đương với việc đoàn hệ cũng gia nhập cuộc chiến. Tuy rằng sự việc chấm dứt với sự thắng lợi của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng vẫn không thể làm gì Nha Nội, miễn cưỡng cũng chỉ coi là thắng lợi nhỏ. Thậm chí ngay cả cấp dưới của Nha Nội cũng không thể gây khó dễ tiếp được, điều này chứng minh Hạ Tưởng vẫn còn chưa đủ hùng mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng sự việc thay đổi vẫn nằm ngoài dự liệu của mọi người, khi mọi người ở đây đang bước vào trong linh đường làm lễ, thì tình hình ở bên ngoài lại xảy ra biến cố. Hạ Tưởng ra tay rồi không giống với cách chính diện đấu văn của Nha Nội, Hạ Tưởng là âm thầm ra tay. Nha Nội vừa mới thì thầm với Ngô Công Tử xong, điện thoại liền vang lên. Nha Nội cầm lấy điện thoại, mới nghe hai câu, sắc mặt đã thay đổi, trợn mắt nhìn Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, anh ức hiếp người quá đáng. Cao Tổng, tôi làm gì mà lại bảo tôi ức hiếp anh? Và lại, dường như hôm nay mới là anh luôn luôn ức hiếp tôi, làm người, nên thành thực một chút mới tốt. Hạ Tưởng còn lâu mới thừa nhận. Anh, xem như anh lợi hại, dám tập kích công ty của tôi, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Nha Nội nhận được điện thoại, có một khoản vốn thần bí đột nhiên sát nhập, ý đồ khống chế việc ra thị trường chứng khoán của công ty Y. Đã tiếp xúc với đại bộ phận cổ đông, sắp hoàn thành công việc thu mua. Không chỉ có như thế, lúc đầu khi rằng co với Tiếu Giai chỉ bị tổn thất bộ phận, giờ lại có dấu hiệu mở rộng ra, bởi vì lại có nguồn vốn với lưu lượng lớn đang chảy vào. Sự thay đổi tài chính ở hai nơi, số lượng vốn lưu động lớn đến kinh người, gần như là gấp hơn 10 lần tài sản của y có thể không kinh hồn bạt vía được hay sao? Tức là, nếu đối phương không tiếc vốn gốc mà vẫn muốn thu mua công ty của y, về cơ bản có thể khẳng định, công ty của y sẽ đổi chủ. Tôi muốn như thế nào? Tôi chẳng muốn như thế nào cả. Hạ Tưởng nổi cơn độc ác, âm thầm điều động tài chính của Liên Nhược Hạp, đương nhiên, cũng chỉ để dọa mà thôi. Dọa, cũng phải dọa cho Nha Nội sợ đến mức tiểu ra quần, khiến y không sống yên ổn được. Nha Nội còn chưa có nói xong, điện thoại lại khẩn cấp vang lên. Sau khi y nghe xong, sắc mặt tái lại, thanh âm cũng nâng cao lên 8 độ. Hạ Tưởng, nhanh chóng dừng tay, anh điên rồi. Tôi không điên, hơn nữa tôi cũng chẳng biết anh đang nói cái gì. Tôi dừng tay như thế nào? Tôi vẫn luôn thay nhà họ Phó đón tiếp khách khứa, chỉ có mấy người, vừa không đến bái tế ông cụ, lại cứ đứng ở đó không chịu đi, thực không hiểu phép tắc. Hạ Tưởng tiếp tục kéo dài thời gian.